6 năm trước, anh là người ai cũng ngưỡng mộ, nhưng đến một ngày nọ, anh nhận ra mình bị hãm vào một cái bẫy rất sâu, trở thành thân tàn ma dại, bị đưa vào tù, người vợ cùng anh trải qua sóng gió cũng phải chịu bao khổ nhục. 6 năm sau, anh trở lại như một chiến thần đỉnh phong, tiền quyền trong tay, võ đạo cất bước. Tay trong tay cùng cô, quân lâm thiên hạ. Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 1. Hoa Hạ. Trên bầu trời sân bay Tô Hàng. Một chiếc máy bay tư nhân chuẩn bị hạ xuống. Xung quanh có chừng hơn 100 máy bay chiến đấu hộ tống xung quanh. Sân bay thật sớm đã bị phong tỏa. Khắp nơi đứng đầy chiến sĩ đặc chủng súng vác trên vai, ba tầng trong ba tầng ngoài chặt chẽ. Bên ngoài nghe đồn ước chừng 10 vạn người. Bởi vì một nhân vật lớn vô cùng sắp tới. Giới thượng lưu Tô Hàng sớm biết được chuyện này, nhưng không có một người có năng lực tới gần sân bay một chút. Ngay cả phú hào Tô Hàng tới nịnh bợ, đều bị nòng súng làm dỗi trở về. Ở lối đi, đang đứng 5 người mặc đồ vest, thân đứng thẳng tắp như cây lao. Chân mày họ nhíu lại, thỉnh thoảng giơ tay lên nhìn nhìn thời gian. Cuối cùng, lối đi phát ra âm thanh. Tướng quân, nhìn thấy người vừa tới, mọi người đồng thanh hô to. Trong đôi mắt mỗi vị binh sĩ toát ra cuồng nhiệt cùng kính nể. Bởi vì đây là thần thoại trong quân, là chiến thần bảo vệ Hoa Hạ. Càng là thượng tướng 5 sao duy nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Phong hào Côn Luân, đã từng một đôi thiết quyền đại bại cường giả thần cấp của 18 nước, đánh một trận phong thần. Anh, vượt qua đương thời, một tay che trời, duy độc mình anh không vương. Thành lập ngũ đại chiến vương, thiên kiếp thập bát kỵ. Quân đoàn thiết huyết. Dẫm lên cố hương trước kia, Diệp Quân Lâm có muôn ngàn cảm xúc. Anh đã từng là cô nhi bị vứt bỏ ở đầu đường Tô Hàng. Được Diệp gia Tô Hàng nhận nuôi. Nhưng ở Diệp gia anh chưa bao giờ được nhận đãi ngộ tốt. Ngay cả cha nuôi và mẹ nuôi cũng xem anh như người ngoài, không đánh thì mắng. Những người khác thì càng kiếm đủ cách để ức hiếp. Nhưng anh không quan tâm, từ nhỏ anh vì dòng họ này mà kiêu ngạo, mà phấn đấu. Mơ ước sau này sẽ mang đến vinh quang tối cao cho gia tộc. Rốt cuộc Diệp Quân Lâm sáng lập ra tập đoàn Quân Lâm khủng bố nhất trong giới thương mại Tô Hàng. Tài sản vài tỷ. Bước lên hàng đầu Tô Hàng. Anh đẩy Diệp gia suy yếu một đường thẳng lên. Thậm chí hy vọng trèo Diệp gia phát triển đến đỉnh cao Tô Hàng. Nhưng Diệp gia không thỏa mãn thì không nói đi, luôn ghen tị với Diệp Quân Lâm, coi anh là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Càng thèm muốn tập đoàn Quân Lâm của anh. Từ đầu đến cuối Diệp gia đều cảm thấy anh là người ngoài. Cho dù anh có nhiều tiền, thật lợi hại, cũng không thuộc về Diệp gia. Chỉ khi nắm những thứ này trong lòng bàn tay, mới là Diệp gia. Cuối cùng vào đêm kết hôn của Diệp Lâm Quân, Diệp gia hãm hại anh, sau khi Diệp Quân Lâm say mèn, ném lên giường chị dâu, làm chuyện có lỗi với chị dâu. Bị cha nuôi mẹ nuôi cùng anh trai bắt gian tại trận. Đêm hôm đó Diệp Quân Lâm bị Diệp gia tàn nhẫn cắt đứt tứ chi, vứt trên đường cái giống như chó hoang. Anh thân tàn, càng gánh trên lưng tiếng xấu luân lý. Giữa đêm, từ tân quý trong giới kinh doanh trở thành chuột chạy qua đường. Ngày hôm sau lấy tội cưỡng gian đưa vào tù, thời gian thi hành án 6 năm. Anh mãi mãi không quên được vẻ mặt vô tình tàn nhẫn của tất cả mọi người Diệp gia. Quên không được nhóm bạn bè, bạn học, bạn hợp tác bỏ đá xuống giếng, cười nhạo. Càng không quên được một màn vợ mới cưới Lý Tử Nhiễm trái tim nguội lạnh. Anh xem Diệp gia là nhà, toàn tâm toàn ý dốc sức. Lại bị đối xử như vậy. Mỗi khi nhớ tới một màn này, tim anh như bị dao cắt. Hận. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Diệp Quân Lâm ở trong ngục bị người bí mật điều đi tòng quân nhập ngũ. Vài năm sau, anh đứng đầu quân đội, hiệu là Côn Luân, trở thành thượng tướng 5 sao duy nhất. Bây giờ, anh đã trở về. Diệp gia nên run sợ đi. Diệp Quân Lâm hỏi, Thanh Long mọi việc thế nào rồi? Thanh Long, người đứng đầu ngũ đại chiến vương tiến lên một bước, cung kính nói. Tướng quân đã điều tra xong, đêm nay vợ của ngài Lý Tử Nhiễm tiểu thư e là sắp tái giá, vào 10 giờ đêm nay. Đêm kết hôn chồng đã bị đưa vào ngục giam. Lý Tử Nhiễm sống cuộc sống quả phụ 6 năm. Không biết phải chịu áp lực bao nhiêu. Lúc này người Diệp Quân Lâm muốn đi gặp nhất chính là Lý Tử Nhiễm. Thanh Long do dự một chút, tiếp tục nói, tướng quân còn nữa,
Diệp gia tổ chức tiệc khánh thành đưa ra thị trường thành công ở khách sạn Sunshine. Đúng lúc rất nhiều người đều tới mời tướng quân, Diệp gia cũng có người tới mời, thuộc hạ chưa trực tiếp cự tuyệt. Diệp Quân Lâm hỏi, thời gian như thế nào? 8 giờ. Được, nói cho Diệp gia tôi sẽ tham gia buổi tiệc. Thời gian hai chuyện không trùng, Diệp Quân Lâm đáp ứng. Ở khách sạn Sunshine Tô Hàng. Tiệc khánh thành đưa tập đoàn Diệp Thị ra thị trường được tổ chức ở nơi này. Nhờ tập đoàn Quân Lâm, Diệp gia trở thành nhà quyền thế. Giữa sân ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Mặt chủ nhà Diệp gia Diệp Kiến Sâm hồng hào, trời phù hộ Diệp gia tôi, đời sau đều là long phượng trong loài người, bây giờ tập đoàn Diệp Thị đưa ra thị trường, trở thành tân quý Tô Hàng. Diệp Kiến Sâm có ba con trai một con gái đều đang tiếp đãi khách mời ở sảnh đường, vẻ mặt cười sáng lạn. Nhóm người trẻ tuổi Diệp gia vẻ mặt càng đắc ý tự hào. Sau hôm nay, Diệp gia sắp thành nhà quyền thế. Bọn họ cũng sẽ trở thành phú nhị đại cao trong giới thượng lưu Tô Hàng. Khách mời tới tham gia buổi tiệc phần nhiều là người trong giới thượng lưu Tô Hàng. Tất cả đang trò chuyện chuyện lớn xảy ra hôm nay. Ông Diệp, ông biết hôm nay xảy ra chuyện lớn không? Tiệc khánh thành nhà ông căn bản không coi là gì cả. Đúng vậy, tôi nghe nói một vị nhân vật lớn tới Tô Hàng rồi, có chừng 100 chiến máy bay chiến đấu hộ tống, còn có 10 vạn người phong tỏa sân bay. Phú hào ở Tô Hàng chúng ta nghĩ muốn thấy mặt, suýt chút nữa bị đánh chết, không đủ tư cách mà. Cái này có là gì, lão đại Tô Hàng Chu Ngọc Hằng chờ ở sân bay rất sớm trước 5 tiếng đấy. Diệp Kiến Sâm gật đầu, đương nhiên tôi biết. Tôi còn cử người đi mời vị nhân vật lớn này tham gia tiệc khánh thành nữa. Không thể nào, vị nhân vật lớn này sao lại tham gia loại buổi tiệc này? Tất cả mọi người không tin. Diệp Kiến Sâm kỳ thật cũng không chắc, chỉ là thử xem mà thôi. Đứa con thứ hai của Diệp gia Diệp Tây Huy vội vàng chạy tới. Cha, vị nhân vật lớn đồng ý tham gia tiệc khánh thành rồi. Đang trên đường đi đến đây. Cái gì, trời giúp Diệp gia chúng ta mà. Vẻ mặt mọi người Diệp gia đều kích động. Thế hệ sau của Diệp gia tụ chung một chỗ, tất cả mọi người sắp cười thành đóa hoa rồi. Anh trai chị dâu của Diệp Quân Lâm, Diệp Nhất Long và Ngô Nhã Lệ cười cười, Diệp gia chúng ta quật khởi kể từ khi Diệp Quân Lâm vào tù. Được rồi, nói đến Diệp Quân Lâm, các người biết không? Hôm nay là thời hạn tên nhóc kia ra tù. Có người đột nhiên nói. Thật vậy chăng, quá xui đi mà. Ngày đại hỉ trùng với mặt hàng này ra tù. Khẩn cầu cậu ta ngàn vạn ngàn lần đừng tới Diệp gia. Cậu ta chính là sỉ nhục lớn nhất của Diệp gia. Khóe miệng Ngô Nhã Lệ xẹt qua một tia cười lạnh, cũng phải nói, Diệp gia có địa vị hôm nay, Diệp Quân Lâm cũng có công hàng đầu. Diệp Nhất Long, đây là việc cậu ta nên làm. Một đứa cô nhi mà thôi, Diệp gia chúng ta nuôi cậu ta, không phải nên cống hiến sao? Một cái tập đoàn Quân Lâm vài triệu thì tính là gì? Nói trắng ra là, cậu ta chính là một con chó Diệp gia chúng ta nuôi. Còn có người cười ha ha nói, thật ra ngược lại tôi cảm thấy hứng thú với vợ của Diệp Quân Lâm rất lâu rồi, cô ta vẫn sống thủ tiết, tôi sắp cưới cô ta rồi. Ha ha! Tất cả mọi người cười vang lên một mảnh. Mọi người ngưng một chút, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Diệp Kiến Sâm tự mình tuyên bố tin tức nhân vật lớn sắp tới. Giữa sân tiếng vỗ tay như sấm. Bốp, bốp, bốp. Nhưng sau khi tiếng vỗ tay dừng lại vẫn còn những vỗ tay. Âm thanh thanh thúy vang dội, từ xa đến gần. Trên thảm đỏ một người vỗ tay đi tới. Người đó cao to, như là rồng lại tựa như là hổ. Chỉ bước đi, cũng khiến người ta cảm thấy một loại khí thế hào hùng. Mọi người cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Là Diệp Quân Lâm. Diệp Nhất Long cùng Ngô Nhã Lệ ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Thoáng chốc. Hơn 100 đôi mắt ở giữa sân đều tập trung trên người anh. Tôi cũng quên mất hôm nay xúc sinh này ra tù. Cha nuôi mẹ nuôi Diệp Quân Lâm cùng lúc nói ra. Diệp Quân Lâm không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng bước đi đến trước mặt của Diệp Kiến Sâm. Nghe nói công ty đưa ra thị trường, Diệp Kiến Sâm ông vui không? Nụ cười Diệp Quân Lâm có chứa hàm ý. Diệp Kiến Sâm tức giận gầm lên, mày xúc sinh này cũng dám tới nơi này. Mày kêu tao là gì? Đồ mất dạy không biết lớn nhỏ. Ai cho nó đi vào? Không biết nó mới ra tù sao? Quá xui đi. Diệp Nhất Long đứng dậy, lạnh lùng nói, Diệp Quân Lâm mày còn mặt mũi để quay về. Diệp Quân Long nhìn anh ta,
sao tôi không thể quay về? Mày cái thứ cô nhi có cha sinh không có cha nuôi. Diệp gia nuôi dưỡng mày, nhưng mày lòng muôn dạ thú, vong ân phụ nghĩa muốn nuốt trọn Diệp gia, càng có ý đồ không an phận với chị dâu mày. Sau khi chuyện bị bại lộ, thậm chí muốn giết cha giết mẹ. Lương tâm mày ở đâu? Trong lòng mày còn có chút luân thường đạo lý nữa không? Mày ở Tô Hàng thân bại danh liệt, người người đều biết, mày còn dám quay về, có phải mày không biết xấu hổ hay không? Bây giờ mày quay về muốn làm gì, người nào không rõ? Mày muốn ăn bám vào Diệp gia, muốn tiền của chúng ta. Mày tên xúc sinh sớm nên bị đuổi khỏi Diệp gia. Diệp gia với Bạch Nhãn Lang như mày không có đồng quan hệ nào cả. Nhanh chóng cút đi. Cha nuôi mẹ nuôi Diệp Quân Lâm đứng lên, chỉ vào mũi anh mắng. Loại việc đổi trắng thay đen của Diệp gia, khiến người ta khiếp sợ. Tim nguội lạnh. 6 năm trôi qua, vốn cho là bọn họ sẽ áy náy vài phần. Thật không nghĩ đến ngày càng táo tợn. Chiếm lấy tất cả của anh, khiến anh thân tàn, khiến cho anh thân bại danh liệt. Cuối cùng còn đổi trắng thay đen, ngược lại tất cả là lỗi của anh. Diệp gia không có chút nhân tình đáng nói nào cả. Diệp Nhất Long đi nhanh đến trước mặt Diệp Quân Lâm, từ trên cao nhìn xuống đánh giá anh, hừ, bây giờ mày trở về không phải là muốn tiền sao? Lạch cạch. Diệp Nhất Long ném một tấm thẻ ngân hàng xuống đất, giơ chân lên, quơ quơ giày ra, mặt giày của tao bị dơ, liếm sạch giúp tao. 100 vạn trong tấm thẻ này sẽ là của mày. Ha ha ha. Mọi người cười vang một trận, nhìn Diệp Quân Lâm giống như là đang nhìn một con chó. 100 vạn. Cũng đủ cậu ta sống rồi, tôi đoán là cậu ta sẽ đồng ý. Ngô Nhã Lệ cao cao tại thượng, suy nghĩ nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Nhất Long thấy Diệp Quân Lâm nhìn anh ta chằm chằm, anh ta quát, quỳ xuống, liếm giày của tao. Diệp Quân Lâm không nói gì, chỉ là ánh mắt lãnh đạm nhìn anh ta. Quỳ xuống. Diệp Nhất Long xông đến trước mặt Diệp Quân Lâm, đè vai của anh muốn mạnh mẽ cưỡng ép làm cho anh quỳ xuống. Diệp Quân Lâm vẫn không nhúc nhích. Quỳ xuống cho tao. Diệp Nhất Long dùng sức muốn ép Diệp Quân Lâm. Cút. Đột nhiên Diệp Quân Lâm tát vào mặt Diệp Nhất Long. Diệp Nhất Long bị tát bay ra ngoài 7-8 mét. Im lặng. Giữa sân đến cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người Diệp gia đều ngơ ra. Diệp Quân Lâm làm cái gì? Một cái tát của cậu ta tát bay Diệp Nhất Long. Ầm ầm. Diệp Nhất Long vừa muốn vùng vẫy đứng lên. Diệp Quân Lâm đạp một cước lên, đè anh ta lại, từ trên người anh ta nhảy qua. Nhìn Diệp Quân Lâm đi tới, Diệp Kiện Sâm theo bản năng lùi về sau mấy bước. Diệp Quân Lâm đi tới bục cao, điều chỉnh microphone hết mức. Tất cả mọi người nhìn Diệp Quân Lâm, không biết anh muốn làm cái gì. Thông báo cho các vị một việc. Việc 6 năm trước các vị còn nhớ chứ? Nể tình Diệp gia có ông nuôi dưỡng với tôi cho các người trong vòng 1 tháng. Từng người quỳ trước mặt tôi 3 ngày 3 đêm để sám hối lỗi lầm của các người. Nhớ kỹ, là mỗi người Diệp gia. Đến hạn 1 tháng tôi không thấy người đến, kết quả rất đơn giản, tôi cảm đoan mỗi một người có mặt ở đây đều sẽ biến mất. Âm thanh Diệp Quân Lâm trầm thấp. Ha ha. Nhưng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười lăn cười bò. Tên này ở trong tù có phải bị người ta đánh đến choáng váng rồi? Mới ra tù liền nói lời hoang đường. Bây giờ Diệp gia đã là kẻ khổng lồ ở Tô Hàng, một tội phạm cưỡng gian cũng nghĩ muốn hủy diệt Diệp gia, đúng là người si nói mộng. Đầu óc của xúc sinh này có phải không được bình thường hay không? Nhớ kỹ, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, chỉ cho các người thời gian 1 tháng. Đương nhiên các người có thể gom góp thực lực của các người cùng mạng lưới giao thiệp tới chống lại tôi. Diệp Quân Lâm không để ý đến cười nhạo của mọi người, trực tiếp rời khỏi hội trường. Xúc sinh đứng lại, tao cho mày đi rồi chưa hả? Cha nuôi Diệp Đông Huy muốn ngăn cản Diệp Quân Lâm. Diệp Kiện Sâm lại nói, Đông Huy để cho nó đi. Ngày hôm nay là ngày vui lớn, không muốn thấy máu. Diệp Kiện Sâm sợ vị nhân vật lớn thấy được, ảnh hưởng không tốt. Đúng vậy, xử lý cậu ta còn nhiều cơ hội. Vị nhân vật lớn lập tức sẽ tới, coi như cậu ta gặp may. Cứ như vậy Diệp Quân Lâm dưới cái nhìn soi mói của hơn 100 người, rời khỏi nơi này. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, Diệp Kiện Sâm vội hỏi, lão nhị, vị nhân vật lớn đâu, còn chưa tới sao? Vẻ mặt Diệp Tây Huy vô cùng nghi hoặc, lúc này sớm phải đến rồi chứ, con hỏi một chút.
Sau khi Diệp Tây Huy gọi điện thoại xong, mặt xám như cho tàn, cha, vị đại nhân lớn đã tới, nhưng đi rồi. Cái gì, vị nhân vật lớn đã tới? Vị nhân vật lớn nói người Diệp gia là một đám heo ngu ngốc, căn bản không xứng. Tôi hiểu rồi, nhất định là vừa rồi thấy cảnh xúc sinh Diệp Quân Lâm kia gây chuyện, cho nên tức giận rời đi. Nhất định là cảm thấy Diệp gia không tôn trọng ngài. Diệp Kiện Sâm hét lớn, xúc sinh mày chết không yên lành. Lúc này từng người phản ứng kịp. Diệp Quân Lâm phá hủy chuyện lớn Diệp gia. Đại nhân vật tức giận bỏ đi. Việc này bằng với việc chặt đứt một bước lên trời của Diệp gia. Diệp Quân Lâm chính là tội nhân của Diệp gia. Mọi người Diệp gia tức muốn rách cả mí mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Quân Lâm. Nhất là cha mẹ nuôi cùng anh trai chị dâu của Diệp Quân Lâm, càng hận thấu xương Diệp Quân Lâm mày chờ đó. Sau khi rời khỏi khách sạn Sunshine, người Diệp Quân Lâm muốn tìm chính là vợ của anh, Lý Tử Nhiễm. Cả đời này anh không mắc nợ Diệp gia, không mắc nợ bạn bè bạn học. Nhưng chỉ mắc nợ duy nhất Lý Tử Nhiễm. Ngày kết hôn thứ hai phải vào tù. Khiến cho danh tiếng của Lý Tử Nhiễm bị vứt không nói, còn phải sống cô độc 6 năm. 6 năm, lưng cô gái này đeo rất nhiều thứ. Khi anh trở lại, chính là muốn dắt tay cô, Quân Lâm thiên hạ. Do dự nửa ngày, cuối cùng Diệp Quân Lâm vẫn ấn chuông cửa. Tinh rong. Sau khi cửa mở ra, điện thoại trên tay cô gái trả tuổi rơi xuống đất. Sau khi thấy rõ khuôn mặt Diệp Quân Lâm, nước mắt Lý Tử Nhiễm không dừng rơi xuống. Tử Nhiễm lấy được bưu kiện thì nhanh vào thu dọn, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Đêm nay ông nội con muốn ở tiệc nhà giải quyết hôn sự của con, tái giá là không tránh khỏi. Đúng vậy, nhanh chóng trang điểm xinh đẹp, ông nội sắp xếp cho con có thể là người lai. Nghe thấy tiếng động, bên trong truyền ra âm thanh của cha mẹ Lý Tử Nhiễm. Tử Nhiễm anh trở về rồi. Diệp Quân Lâm kích động nói, còn vươn tay muốn ôm chặt Lý Tử Nhiễm. Bốp, lại bị Lý Tử Nhiễm tát một cái. Anh còn trở về làm gì, tôi cũng quên anh, hu hu. Lý Tử Nhiễm khóc không thành tiếng. Rất nhanh, cha mẹ của Lý Tử Nhiễm, Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan đi ra. Sau khi thấy Diệp Quân Lâm, hai người cũng bị dọa sợ không nhẹ. Mày còn mặt mũi quay lại, mày có biết bởi vì mày, Lý gia tao bị biết bao nhiêu người chê cười. Nhất là Tử Nhiễm, 6 năm qua ngậm bao nhiêu cay đắng, bị biết bao nhiêu người chỉ trích, mày có biết không? Lý Văn Uyên giận dữ hét lên. Triệu Nhã Lan còn đẩy Diệp Quân Lâm một cái, lúc cậu vào ngục giam cậu nên rõ, đời này cậu và Tử Nhiễm là không thể nào. Cậu là tội phạm cưỡng gian, cậu ở tô hàng này là chuột chạy qua đường, cậu tới tìm Tử Nhiễm là hại con bé. Diệp Quân Lâm sao không biết 6 năm qua Lý Tử Nhiễm chịu khổ, thậm chí vì anh, 6 năm không tái giá. Vẻ mặt Diệp Quân Lâm thành thật, lần này trở về, cháu cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Tử Nhiễm nửa bước, cháu muốn mang lại một tương lai sáng chói cho em ấy. Để cho em ấy sở hữu cả thế giới. Ha ha ha. Sau khi Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nghe xong, cười vang. Lý Văn Uyên cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm không phải nói chứ, mày ngồi tù 6 năm. Mày lấy cái gì lo cho tương lai của Tử Nhiễm? Triệu Nhã Lan phụ họa, đúng vậy, cậu dựa vào há miếng sao? Khoác loác cũng phải có giới hạn chứ. Diệp Quân Lâm cười cười, hai bác yên tâm, năm đó mất đi cháu nhất định sẽ đoạt lại. Sau một tháng cháu sẽ khiến Diệp gia bị hủy diệt. Lúc này đây ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng nghe không nổi nữa. Cô giận dữ hét, Diệp Quân Lâm chúng ta có thể hiện thực một chút được không? Mới ra tù không sao cả. Làm đến nơi đến chốn một chút, bắt đầu lại từ đầu, tôi tin tưởng sẽ có một ngày anh Đông Sơn tái khởi. Nhưng loại mạnh miệng này nghĩ cũng đừng nghĩ, anh có biết bây giờ Diệp gia đã rất lớn mạnh rồi không? Huống chi thời buổi bây giờ hoàn toàn không phải 6 năm trước có thể so sánh. Diệp Quân Lâm nghiêm túc nói, Tử Nhiễm em phải tin tưởng anh, bây giờ một câu của anh có thể khiến cho Diệp gia cúi đầu ở dưới chân anh. Không thể nói lý. Thấy Diệp Quân Lâm vẫn còn nói mạnh miệng. Ba người Lý Tử Nhiễm đều sắp nổi điên lên. Ngồi trong tù có phải là phá hư đầu óc luôn rồi không? Lý Tử Nhiễm trực tiếp đưa điện thoại di động cho Diệp Quân Lâm. Được, không phải một câu nói của anh có thể khiến Diệp gia cúi đầu sao? Tới, anh chứng minh. Ngược lại tôi muốn nhìn chút anh nói một câu có thể làm Diệp gia cúi đầu như thế nào? Anh! Diệp Quân Lâm ngây ngẩn cả người.
một câu nói của anh có thể khiến Diệp gia bị hủy không phải là giả. Nhưng anh cho Diệp gia thời gian một tháng. Hiện tại khiến cho Diệp gia hủy diệt, quá không có ý nghĩa. Nhìn xem, có phải không làm được hay không? Làm không được thì về sau cũng đừng nói mạnh miệng nữa. Lý Tử Nhiễm tức giận ném điện thoại xuống đất. Hai vợ chồng Lý Văn Uyên đẩy Diệp Quân Lâm, đi nhanh lên đi, nhà của tụi tao không chào đón mày, tụi tao còn phải đi tham gia tiệc. Không, cha mẹ để cho anh ta đi vào. Tử Nhiễm con có ý gì? Con sẽ không tái giá, chồng của con đã trở về rồi. Hai vợ chồng Lý Văn Uyên không lay chuyển được Lý Tử Nhiễm, chỉ có thể để cho Diệp Quân Lâm vào. Lý Tử Nhiễm dẫn Diệp Quân Lâm tới phòng ngủ của cô. Anh đã trở về, anh chính là chồng của em. Em không để bụng những lời đồn đãi nhảm kia. Huống chi em tin tưởng anh là trong sạch, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra Diệp gia hãm hại anh. Trong lòng Diệp Quân Lâm ấm áp. Cô tin tưởng anh. Cái này là đủ rồi. Nhưng anh phải đồng ý với em, bắt đầu lại từ đầu, làm đến nơi đến chốn, em tin tưởng lấy năng lực của anh sẽ có thành tích. Em cho anh thời gian 5 năm. Diệp Quân Lâm lại nói, không cần, em cho anh thời gian 1 tháng là được, 1 tháng sau anh sẽ khiến cho Diệp gia. Anh im miệng, em không muốn nghe anh nói những thứ không thiết thực này. Chúng ta hiện thực một chút không tốt sao? Cho dù bây giờ anh hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần anh từng bước cố gắng, em tin tưởng sẽ tái hiện lại huy hoàng. Lý Tử Nhiễm giận dữ hét. Diệp Quân Lâm ngoan ngoãn câm miệng. Từ trong ngăn kéo Lý Tử Nhiễm lấy ra một bộ vest, đây là đồ 6 năm trước mua cho anh, nhanh thay đi, tham gia buổi tiệc với em. Tử Nhiễm con mang theo nó làm gì thế? Thấy Diệp Quân Lâm, hai vợ chồng Lý Văn Uyên đương nhiên không hài lòng. Lý Tử Nhiễm vẫn ôm lấy cánh tay Diệp Quân Lâm, cha mẹ, bây giờ Quân Lâm chính là chồng của con. Đêm nay con sẽ giải thích rõ với ông nội. Hai vợ chồng Lý Văn Uyên tức giận trừng Diệp Quân Lâm. Bất đắc dĩ thở dài nói, tạo nghiệp mà. Khách sạn Golden Pot, Lý gia đương nhiên không giàu có như Diệp gia vậy, nhưng ở Tô Hàng cũng thuộc trung lưu. Bọn họ thừa sức bao cả khách sạn. Sau khi bốn người Lý Văn Uyên tới đại sảnh, vô số ánh mắt kỳ lạ đùa cợt quét tới. Trước đây Lý Tử Nhiễm kết hôn với Diệp Quân Lâm. Một nhà Lý Văn Uyên trở thành nhà có địa vị cao nhất trong dòng họ. Nhưng sau khi Diệp Quân Lâm thân bại danh liệt, một nhà Lý Văn Uyên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ là thảm nhất trong dòng họ Lý, địa vị cũng thấp nhất. Mỗi khi gặp người thân, đều sẽ bị châm biếm. Hở, mọi người xem người bên cạnh Lý Tử Nhiễm có phải là Diệp Quân Lâm hay không? Đúng rồi, thật sự là cậu ta ra tù rồi. Thoáng chốc, từng loại ánh mắt đổ dồn lên người Diệp Quân Lâm. Người đứng đầu Lý gia Lý Thiên Hạo nhìn thấy bốn người Diệp Quân Lâm. Hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới. Ông cụ bây giờ thích nhất là một nhà con trai lớn Lý Văn Phi. Chủ yếu là con rể Lý Văn Phi, Trương Tùng là con lai, sinh ra ở nhà quyền thế, ở nước ngoài. Lần này Lý Thiên Hạo sắp xếp hôn nhân cho Lý Tử Nhiễm, chính là em trai của Trương Tùng, Trương Trì. Trương Trì mơ ước khuôn mặt đẹp của Lý Tử Nhiễm rất lâu rồi. Không người nào để ý, một nhà Lý Văn Uyên chỉ có thể tìm chỗ ngồi xuống trước. Lúc vừa muốn ngồi xuống, lại có âm thanh vang lên, không được, lão tam các người không thể ngồi ở chỗ này. Nhắc nhở là lão nhị Lý gia, Lý Văn Hải. Hả? Lần này vị trí buổi tiệc có chút chú trọng. Vẻ mặt Lý Văn Uyên vô cùng nghi hoặc, như thế nào? Buổi tiệc tổng cộng chia thành 4 bàn, theo cống hiến cho dòng họ mà quyết định. Ví dụ như bàn thứ nhất là trong 1 năm cống hiến cho gia tộc vượt hơn 500 vạn, bàn thứ hai là 100 vạn. Bàn thứ ba là 10 vạn, cuối cùng là bàn thấp hơn 10 vạn hoặc có lẽ là không có bất kỳ đóng góp. Vẻ mặt Lý Văn Hải mang theo ý cười, năm nay thu nhập nhà chúng tôi không tệ lắm, miễn cưỡng cống hiến đủ 500 vạn cho dòng họ. Cho nên ngồi ở bàn này, thật ngại quá. Đương nhiên nhà các người nếu có mấy ngàn vạn hoặc mấy chục ngàn vạn, vống hiến cho dòng họ, cũng có thể ngồi bàn thứ nhất. Vợ Lý Văn Hải, Vương Mỹ Lan cười lạnh nói, đáng tiếc. Hoàn cảnh một nhà của các người là gì thì chúng tôi quá rõ ràng. Bây giờ lại thêm một tội phạm đang bị cải tạo, các người đó, chỉ có thể ngồi vào bàn cuối cùng thôi. Con trai Lý Văn Hải, Lý Tùng Khuê nâng ly đi tới, cha mẹ, theo như con được biết, một năm này một nhà chú ba không những không cống hiến gì cho dòng họ, ngược lại công ty phá sản, còn mượn ở ông nội hơn 200 vạn.
Cái này rõ ràng là cống hiến âm, mà vẫn ngồi ở bàn thứ tư, đối với người thân bàn thứ tư không công bằng mà. Theo tôi thấy thêm một cái bàn nữa, cống hiến âm. Hay, đồng ý. Những người Lý gia khác xôn xao đồng ý. Được, theo như lời Tùng Khuê nói mà sắp xếp một bàn. Như vậy có thể khích lệ mọi người. Ông cụ Lý Thiên Hạo cũng đồng ý. Nhanh ngồi đi, đừng đứng đó mất mặt xấu hổ. Lý Thiên Hạo trừng Lý Văn Uyên. Ba người Lý Văn Uyên không dám nói gì, liền muốn đi qua đó. Lúc này Diệp Quân Lâm kéo Lý Tử Nhiễm, đột nhiên hỏi, làm phiền cho hỏi chút chỗ ngồi 10 tỷ là chỗ nào. Diệp Quân Lâm là thượng tướng 5 sao duy nhất. Tiền tài đối với anh mà nói, chẳng qua là con số mà thôi. Cụ thể có bao nhiêu anh cũng không rõ lắm. Nhưng 10 tỷ vẫn có thể tùy tiện lấy ra. Diệp Quân Lâm vừa nói xong, những người ở đây đều ngẩn ra. Ha ha! Hơn 10 giây sau, cả sảnh đường cười vang. Mọi người cười đến sắp đau của bụng. 10 tỷ nói đùa sao? Diệp gia nhà quyền thế cũng chưa chắc đã có. Tên nhóc này đầu tuyệt đối là bị dỉ xét, chạy tới nơi này làm mất mặt mà. Lý Văn Uyên anh đúng là có con rể giá trị 10 tỷ mà, ha ha ha. Nhận thấy từng ánh mắt kỳ lạ cùng tiếng chê cười của những người xung quanh. Một nhà Lý Văn Uyên hận không thể tìm được cái lỗ chui vào. Mất mặt, quá mất mặt. Lý Tử Nhiễm cũng tức giận, hầm hầm nhìn Diệp Quân Lâm. Ở nhà nói mạnh miệng còn chưa tính, còn tới nơi này nói. Diệp Quân Lâm anh cố ý làm cho em mất mặt sao? Mấy năm nay amút em vứt còn chưa đủ sao? Hai hàng nước mắt trong suốt của Lý Tử Nhiễm không tiếng động rơi xuống, cơ thể run rẩy. Diệp Quân Lâm bất bắt dĩ, anh thật sự có 10 tỷ mà. Lúc này, tất cả mọi người không có tâm tư chê cười Diệp Quân Lâm nữa. Bởi vì nhân vật chính của hôm nay đã tới. Con gái con rể Lý Văn Phi tới. Mọi người, bao gồm Lý Thiên Hạo đều tự mình đi ra cửa đón. Vẻ mặt Trương Tùng áy náy. Thật ngại quá, để cho mọi người đợi lâu. Máy bay này trễ khoảng 10 giờ, xảy ra chuyện gì sao? Lý Thiên Hạo quan tâm hỏi. Trương Tùng cười cười, ông nội mọi người không biết sao. Một vị nhân vật lớn tới Tô Hàng, phong tỏa sân bay 8 tiếng. Mọi người, cái gì? Còn có loại chuyện này? Vẻ mặt Lý Thiên Hạo mang ý cười, Tùng à, vị nhân vật lớn này là người nào thế? Ngay cả sân bay cũng bị phong tỏa 8 tiếng đồng hồ. Không chỉ có như vậy, có người nói máy bay riêng của vị nhân vật lớn kia có khoảng 100 chiếc máy bay hộ tống, sân bay có khoảng 10 vạn người trong chừng nữa. Xôn xao? Cái gì? Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt Trương Tùng ngạo nghễ, vị này chính là tổng chỉ huy 9 chiến khu lớn của Hoa Hạ, Côn Luân tướng quân, ha ha, nói ra sợ là mọi người không tin. Thời điểm ở nước ngoài vừa may cháu có dịp gặp mặt một lần vị nhân vật lớn này, còn để lại phương thức liên lạc cho nhau. Không ngờ ngài ấy tới Tô Hàng nhậm chức, có thời gian cháu sẽ hẹn ngài ấy ra. Tùy tiện giúp đỡ Lý gia một chút, tuyệt đối Lý gia ở Tô Hàng có chỗ đứng. Trời ạ, thật lợi hại đi, nhân vật như vậy mà cũng có thể quen được. Anh rể tôi quá ngầu rồi. Con rể Lý gia chúng ta đúng là lợi hại, đương nhiên là trừ một người ra. Mọi người giống như là điên cuồng, sùng bái nhìn Trương Tùng. Ông cụ càng khen ngợi liên tục. Nhìn thấy con rể người khác như vậy, hai vợ chồng Lý Văn Uyên hâm mộ không thôi. Lý Tử Nhiễm cũng rất hâm mộ. Nhưng cô cũng tin tưởng, cho Diệp Quân Lâm thời gian 5 năm, cũng có thể làm cho ông nội kiêu ngạo. Diệp Quân Lâm nghe được muốn cười. Tên này đúng là có chút bản lĩnh, vậy mà biết anh về. Nhưng năng lực nói dối này càng lợi hại. Diệp Quân Lâm hỏi, anh nói anh quen Côn Luân tướng quân. Trương Tùng ngẩng đầu lên, đúng vậy, cùng nhau uống một ly, như thế nào? Diệp Quân Lâm nở nụ cười, tôi đây sao không nhận ra anh? Hả? Trương Tùng sửng sốt. Những người khác cũng ngây người tại chỗ. Diệp Quân Lâm nói như vậy là có ý gì? Trương Tùng nhíu mày, ý của cậu là, cậu chính là Côn Luân tướng quân. Diệp Quân Lâm mỉm cười, đúng, tôi chính là Côn Luân tướng quân, nhưng sao từ trước tới giờ tôi không nhận ra anh? Ha 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 ha. Một khắc sau, tất cả mọi người đều bật cười. Đặc biệt là Trương Tùng, anh ta cười tới nghiêng ngả. Thậm chí ngay cả Lý Thiên Hạo cũng phì cười. Ông cụ đã từng gặp nhiều người muốn lấy lòng người khác, nhưng chưa từng thấy ai làm thế này để lấy lòng người khác cả. Trò hề.
Diệp Quân Lâm hoàn toàn là một gã hề. Vợ của Trương Tùng, Lý Mộng Nguyệt chê cười, Tử Nhiễm, chồng của em buồn cười thật đấy. Vì thể diện, muốn tỏ vẻ mà dám nói mình là Côn Luân tướng quân. Côn Luân tướng quân là ai em có biết không? Là tổng chỉ huy của 9 chiến khu lớn, một lời của người đó có thể diệt sạch một bộ tộc đấy. Sao hả? Thì ra nhà tù mà chồng em bị bắt vào là chiến khu đấy à? Tử Nhiễm, sao em lại chọn người chồng thế này chứ? Chị đây đau lòng thay em đấy. Những người khác cũng chêm vào, chị Tử Nhiễm, sau này chị đừng dẫn chồng chị ra ngoài nữa. Chị không ngại mất mặt, nhưng chúng tôi ngại lắm. Phải đấy, sau này tuyệt đối đừng cho chồng chị tham gia mấy buổi gia yến thế này. Nhà họ Lý chúng ta còn phải giữ thể diện. Lý Văn Uyên, cả nhà các con đúng là suy bại đến cùng rồi, ba quả thực quá thất vọng về các con. Lý Thiên Hạo ghét bỏ trừng mắt nhìn Lý Văn Uyên. Ôi, kiếp trước Lý Văn Uyên này đã tạo nghiệt gì? Hai vợ chồng Lý Văn Uyên cúi đầu xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay là ngày hai người phải chịu nhục nhã nhất, mất mặt nhất. Lý Tử Nhiễm ngồi trong góc, chịu đựng sự cười nhạo của tất cả mọi người. Cô không nói lấy một lời, hai hàng nước mắt yên lặng lăn xuống. Thì ra vẫn còn có lúc cô phải chịu mất mặt hơn nữa. Cô nhìn sang Diệp Quân Lâm, trong lòng thậm chí có cả cảm giác căm ghét. Cô không quan tâm đến chuyện Diệp Quân Lâm phải ngồi tù, cũng không quan tâm đến chuyện anh mang tiếng xấu. Cô chỉ quan tâm tới thái độ của Diệp Quân Lâm. Cô vốn tưởng rằng sau khi ra tù Diệp Quân Lâm sẽ thành thật làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ thì Diệp Quân Lâm khiến cô thất vọng rồi. Không suy nghĩ thực tế. Xu nịnh người khác. Liều chết vì thể diện. Giống hệt như một gã hề. Đến cả Lý Tử Nhiễm cũng không muốn thừa nhận đây là chồng của cô. Trương Tùng không muốn buông tha cho Diệp Quân Lâm, anh ta cười lạnh nói, được, không phải cậu nói cậu là Côn Luân tướng quân sao? Tối mai Tô Hằng tổ chức một bữa tiệc để chào đón vị nhân vật lớn này. Tôi hy vọng có thể thấy cậu ở đó. Trương Tùng hiểu biết không ít. Đúng là có một buổi tiệc như vậy thật. Diệp Quân Lâm muốn ở lại Tô Hằng một thời gian dài, nên bề ngoài giao cho anh chức vụ phó chức thành phố Tô Hằng. Như vậy mới hợp lý một chút. Nhưng dù sao một nhân vật lớn như vậy mà cứ đi loanh quanh, không có mục đích rõ ràng thì ai cũng sợ. Dễ gây ra hoang mang. Vì vậy, Tô Hằng muốn tổ chức một buổi tiệc chào đón. Lý Thiên Hạo nghe xong thì lập tức hỏi, hả, Tùng à, buổi tiệc thế này cháu cũng có thể tham gia được sao? Nghe vậy, Trương Tùng lập tức ưỡn thẳng người, mỉm cười, vừa hay cháu nhận được hai bức thư mời. Thật ra, để khoe mẽ ở buổi gia yến nên Trương Tùng đã bỏ ra 2 triệu tệ mua hai bức thư mời này. Anh ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ nhìn anh ta. Tiêu mất 2 triệu tệ đấy. Lý Thiên Hạo dè dặt hỏi, Tùng này, thư mời này còn lấy được nữa không? Nếu được thì ông và cha cháu cũng đi mở mang tầm mắt. Lý Văn Phi cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trương Tùng. Chắc chắn là được rồi. Trương Tùng lập tức nhận lời. Nhưng anh ta cũng có chút đau lòng. Lại tốn thêm 2 triệu nữa. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có ngay. Trương Tùng lấy điện thoại di động ra mua thêm 2 thư mời nữa. Lý Mộng Nguyệt đi tới bên cạnh Lý Tử Nhiễm. Tử Nhiễm này, em nói xem liệu buổi dạ yến ngày mai chỉ có thể gặp em không nhỉ? Ha ha ha. Sắc mặt Lý Tử Nhiễm sầm xuống. Lý Mộng Nguyệt cố ý làm cô bối rối. Không lâu sau, một chiếc xe hơi dừng lại trước khách sạn Golden Pot. Sau đó, một người đàn ông mặc đồ Âu bước vào khách sạn. Đây chẳng phải thư ký Tiểu Ngô sao? Nhìn thấy người đàn ông đó, Lý Thiên Hạo lập tức đi tới chào đón. Tiểu Ngô là thư ký ở văn phòng thị chính, ngày nào cũng tiếp xúc với những người có địa vị cao ở Tô Hàng. Là người mà ai gặp cũng phải nể mặt. Chào Lý Lão Tiên Sinh, mục đích tôi tới đây rất đơn giản. Chính là tặng 10 lá thư mời dạ yến cho Lý gia. Thư ký Tiểu Ngô để lại 10 lá thư mời sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Đây là nhiệm vụ mà đệ nhất thư ký giao cho anh ta. Lúc này đệ nhất thư ký của Tô Hằng đang ngồi trong chiếc xe ở bên ngoài. Anh ta chỉ sợ mình sẽ gặp phải Côn Luân tướng quân trong truyền thuyết. Anh ta nhớ rằng ông chủ nói buổi dạ yến tối ngày mai, những thành viên quan trọng bên nhà cha vợ của Côn Luân tướng quân nhất định sẽ tham gia. Phải đưa thư mời cho bọn họ, nhưng không được đưa quá công khai, cũng không được nhắc tới thân phận của ai cả. Cho nên mới bảo thư ký Tiểu Ngô đi đưa thư mời. Diệp Quân Lâm thấy vậy thì không nói gì.
nhưng Trương Tùng lại sửng sốt. Chuyện gì thế này? Chẳng phải vừa rồi anh ta chỉ mua 2 lá thư mời thôi sao? Tại sao lại lập tức đem tới 10 lá thư? Lại còn do thư ký gì đó đem tới nữa chứ? Một giây sau, Lý Thiên Hạo bật cười ha hả, đúng là cháu rể tốt của ông. Chỉ cần nói một câu mà thư ký ở văn phòng thì chính lập tức đem tới 10 lá thư mời. Tùng à, Lý gia chúng ta tự hào về cháu. Thật là nở mày nở mặt. Lý Văn Phi cười tươi như hoa. Oa, anh rể giỏi quá. Thật ngưỡng mộ. Lý Tùng Khuê dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trương Tùng. Chị Mộng Nguyệt gả cho một người đàn ông thật tốt. Chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này đấy. Không giống chị Tử Nhiễm, phải gả cho một tên tù nhân. Lý Mộng Nguyệt nói với Lý Tử Nhiễm, Tử Nhiễm à, thật ngại quá, chồng chị có chút tài cán ấy mà. Sau này cần chị giúp chuyện gì, thì cứ nói nhé. Nhưng chị không dám thân thiết với vợ chồng em quá đâu. Đến cả chị dâu mà chồng em cũng dám tơ tưởng, khó tránh chuyện chồng em để ý chị. Lý Tử Nhiễm tức muốn nổ tung. Cô ta nói như vậy chẳng phải muốn làm nhục cô hay sao? Nhưng cô lại chẳng thể làm gì cả. Trương Tùng quả thực quá tài giỏi. Chỉ một cuộc điện thoại mà khiến thư ký văn phòng thị chính tới đưa thư mời, mối quan hệ này cũng thân thiết quá rồi đấy nhỉ. Thư mời tới buổi tiệc cao cấp thế này, đến một lá Lý ra cũng chẳng thể lấy được. Vợ chồng Lý Văn Uyên cũng không khỏi ao ước. Nếu bọn họ có người con rể thế này, thì hẳn là cả lúc ngủ cũng vui tới nỗi cười tỉnh cả ngủ phải không? Sau này cứ việc ngày ngày đếm tiền thôi. Phải rồi, chẳng phải em trai của Trương Tùng để ý con gái của bọn họ sao? Nhưng hai người lại không ép buộc được Lý Tử Nhiễm, nên không nói ra. Trương Tùng hoàn toàn bối rối. Anh ta đâu có mối quan hệ nào ở Tô Hàng chứ? Chắc chắn là nhầm người rồi. Nhưng trong lúc quan trọng thế này, anh ta chỉ có thể thừa nhận mà thôi. Dù sao như vậy cũng càng khiến anh ta thêm phần oai phong. Trương Tùng mỉm cười nói, ông nội, ngại quá, chỉ lấy được 10 lá thư thôi. Dù sao buổi tiệc thế này cũng không nhiều người được mời. Lý Thiên Hạo cười lớn tới nỗi không ngậm miệng lại được, thật sự quá lợi hại. Tới đây, ông mời cháu một ly. Thấy vậy, Lý Văn Uyên càng ao ước không thôi. Trương Tùng nói, 10 lá thư mời này để ra ra phân chia đi. Được. Lý Thiên Hạo có tổng cộng 4 người con, ngoài Lý Văn Uyên ra thì ai cũng được phát. Mấy lá thư mời cuối cùng ông cụ chia cho mấy người cháu chắt nổi bật như Lý Tùng Khuê. Cảm ơn ông nội. Mấy người Lý Tùng Khuê cầm lá thư mời quơ qua quơ lại trước mặt cả nhà Lý Văn Uyên. Cả nhà Lý Văn Uyên cúi đầu xuống, trầm mặc không nói câu nào. Trong mắt ông cụ, đến một đứa cháu mà bọn họ cũng không bằng. Nhưng dù sao cũng phải chấp nhận thôi, ai bảo bọn họ không có tiền đồ chứ. Lúc này đột nhiên Diệp Quân Lâm hỏi, tại sao nhà chúng tôi không được chia thư mời? Ha ha ha, mọi người lại cười lớn. Cậu cũng không nghĩ thử xem các cậu làm gì mà có tư cách lấy được thư mời. Mấy người đã cống hiến được cái gì cho nhà họ Lý chưa? Lý Tùng Khuê trực tiếp trả lời. Đúng, mấy người nghĩ cũng thật hay. Đã làm loạn đến mức mất mặt như vậy, còn muốn cầm thư mời. Lý Văn Hải không che giấu ý chứ chất vấn. Ba người Lý Tử Nhiễm đã thất vọng rồi. Ánh mắt nhìn Diệp Quân Lâm ngoài sự chán ghét ra thì không còn cái gì cả. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Thư mời này là tôi vì mặt mũi của tôi mới đưa cho mấy người. Thư mời là chủ yếu gửi cho cha mẹ vợ của tôi, thuận thế đưa cho mấy người mấy tấm. Lý Văn Phi đã nhịn không được, Diệp Quân Lâm cậu có chút liêm sỉ được không? Thư mời này chính là do con rể của tôi Trương Tùng tranh thủ cơ hội lấy được, có quan hệ gì với cậu? Trương Tùng cũng rất oán hận, cậu là cái thá gì? Cũng dám cướp công của tôi. Lý Văn Hải chỉ Lý Văn Uyên nói, Lý Văn Uyên. Nhìn lại con rể của ông đi. Tranh thủ cầm về, sau này ra yến đừng mang cậu ta đến. Chúng tôi nhận không nổi cái kiểu người này. Diệp Quân Lâm vừa định nói cái gì, lại bị Lý Tử Nhiễm giữ lại. Đi với em. Lý Tử Nhiễm đã chịu không nổi người này nữa rồi. Sau khi ra ngoài quán rượu, Lý Tử Nhiễm đã khóc đến mức nước mắt đầy mặt. Diệp Quân Lâm, em xin anh, đừng để em mất mặt nữa, anh còn như thế thì em không chịu nổi nữa đâu. Diệp Quân Lâm lau đi nước mắt của cô, hỏi, Tử Nhiễm, em muốn đi tham gia tiệc tối sao? Lý Tử Diễm giận dữ nói, ai mà không muốn đi? Ánh mắt của cha mẹ anh không thấy sao? Nhưng muốn đi thì có cách gì chứ, anh có thể lấy được sao?
Anh có thể. Diệp Quân Lâm nói chắc chắn. Cảm xúc của Lý Tử Nhiễm lại dấy lên, quay người muốn đi. Tử Nhiễm, vì sao em không tin anh? Diệp Quân Lâm hỏi. Lý Tử Nhiễm hỏi ngược lại, anh như thế này thì làm sao em có thể tin tưởng anh đây? Diệp Quân Lâm cười cười, anh nhất định có thể giúp em tham gia tiệc tối, Diệp Quân Lâm anh nói được làm được. Lý Tử Nhiễm gật đầu, được, em tin anh một lần cuối cùng. Nếu anh không làm được, sau này em với anh cũng xem như người qua đường. Một lời đã định. Lý Tử Nhiễm lau nước mắt, được, lần này em đánh cược, thể diện cũng không cần nữa. Em muốn tiếp tục tham gia gia yến, em cũng muốn nói với bọn họ chồng em cũng có thể lấy được thư mời xem ra tiệc tối. Được, em vào trước đi, anh đi gọi điện thoại. Sau khi bấm điện thoại, Diệp Quân Lâm nói, Thanh Long, nói với thị trưởng Chu Ngọc Hằng, tiệc tối mai ông ta tổ chức tôi sẽ đến tham gia. Hả, tướng quân, ngài đồng ý tham gia tiệc tối rồi. Quá tốt rồi, bên trên còn lo ngài không cho Chu Ngọc Hằng chút mặt mũi đó. Ừ, tôi sẽ tham gia, nhưng có một số người tuyệt đối không thể tham gia. Tướng quân, thuộc hạ đã hiểu, sẽ đi sắp xếp ngay. Một lần nữa trở lại đại sảnh. Diệp Quân Lâm thấy Lý Tử Nhiễm ngẩng đầu, kiêu ngạo như khổng tước. Rõ ràng cô đã nói chuyện này ra rồi. Từng ánh mắt cứ rơi vào trên người Diệp Quân Lâm. Các người nói tên này có thể lấy được thư mời không đấy? Dựa vào trộm cướp sao? Nói không chừng là đe dọa mua. Trương Tùng cười cười, mấy người sợ là không biết thư mời này có giá từ trên 100 vạn. Cả nhà Lý Văn Uyên còn nợ ông nội 300 vạn đấy, lấy gì mà mua thư mời chứ? Người Lý gia nói. Gia yến bắt đầu. Bắt đầu lên món. Tôi thấy 4 người các người mỗi người một tô mì là được rồi, lên món thì không cần đâu nhỉ. Lý Văn Hải nói. Trương Tùng nói, bố thí cho bọn họ một bàn đồ ăn đi, đừng làm rõ việc ông nội không tốt với bọn họ. Đúng. 4 bàn khác kính rượu lẫn nhau, cực kỳ náo nhiệt. Chỉ có bàn Diệp Quân Lâm, 4 người trầm mặc không nói gì. Nhất là mọi người đều nhao nhao lấy lòng Trương Tùng, cục diện khiến người ta hâm mộ. Lý Văn Uyên nhìn Trương Tùng, lại nhìn Diệp Quân Lâm một chút, thở dài, ai ra, ghen tị thì có tác dụng gì không? Số tôi chính là như thế. Triệu Nhã Lan chán ghét lườm Diệp Quân Lâm, hôm nay đúng là mất mặt cả nhà. Mà ông cụ Diệp không bảo họ rời đi, bọn họ căn bản cũng không dám đi. Chỉ có thể tiếp tục bị khinh bỉ. Trương Tùng bưng ly rượu đến, phía sau còn có một đám người xung xoe. Trương Tùng đi qua Diệp Quân Lâm, đi đến trước mặt Lý Tử Nhiễm, Tử Nhiễm, vốn dĩ anh muốn giới thiệu em trai anh với em, để em tái giá, nó còn ưu tú hơn anh nhiều. Nhưng bây giờ xem ra không có cái phúc khí đó, ánh mắt của em quá kém rồi. Ai? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan thở dài thường thượt. Nếu như Diệp Quân Lâm không xuất hiện, Lý Tử Nhiễm và Trương Chí đã bên nhau rồi. Cả nhà bọn họ cũng đã phát tài rồi. Thật sự là quá hâm mộ rồi. Nhưng cái số bọn họ chỉ là kiếp nghèo khổ. Sau khi gia yến kết thúc, mọi người đều đến Lão Trạch đi. Đêm nay ông muốn cùng cháu rể nói chuyện phát triển của Lý gia trong tương lai và việc tiệc tối mai. Mọi người cũng nên ở bên nghe, đối với mọi người cũng có chỗ có ích. Lý Thiên Hạo phân phó và sắp xếp. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cũng mong chờ nhìn Lý Thiên Hạo. Nếu như Lý gia giúp đỡ, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ tốt hơn. Nào biết Lý Thiên Hạo nhìn đến bọn họ, một nhà các con quay về đi. Lý Văn Uyên có mấy phần do dự, cha, con. Con cái gì à con? Ở bên này không cần con, mà đứa con rể mới ra tù của con quá xui xẻo, cha sợ làm ô uế nơi đây. Lý Thiên Hạo nói một câu, dẫn theo đám người rời đi. Trước khi đi, Trương Tùng và Lý Mộng Nguyệt đến trước mặt anh, lắc lắc tay, đêm mai đừng để chúng tôi thất vọng nha, đến lúc đó không vào được, thì đừng bảo quen biết tôi đó, tôi gánh không nổi đâu. Diệp Quân Lâm cười lạnh, lúc đó ai không vào được còn chưa chắc chắn đâu. Được, 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 vậy chúng tôi sẽ chờ. Mọi người cầm thư mời đắc ý rời đi. Để lại Lý Văn Uyên và mấy người thở dài. Lý Văn Uyên thâm sâu nhìn Diệp Quân Lâm một chút. Nếu như anh có thể làm cho cả nhà vẻ vang thì tốt biết bao. Đáng tiếc, anh vừa ra khỏi ngục giam, lo lắng cuộc sống cũng là cả vấn đề. Diệp Quân Lâm đi theo Lý Tử Nhiễm về nhà. So với Diệp gia, nơi này mới là nhà của anh. Có một người phụ nữ đợi anh suốt 6 năm. Sau khi về đến nhà,
Diệp Quân Lâm chủ động nằm ngã ra đất nghỉ ngơi, nhưng mà Lý Tử Nhiễm lại chuẩn bị giường cho anh ngủ. Sau đó Diệp Quân Lâm nằm trên giường, Lý Tử Nhiễm ngồi trước bàn sách viết phương án. Em làm gì vậy? Diệp Quân Lâm hỏi. Thành Tây có dự án khai phá công viên sinh thái, em viết bản kế hoạch, chuẩn bị thử tranh thủ đấu thầu. Mặc kệ tỷ lệ thành công 1% cũng không có. Lý Tử Nhiễm cười cười. Mãi cho đến tối ngày thứ hai, Lý Tử Nhiễm cũng không oán trách anh một câu, cũng không ngó mặt qua. Cách thời gian tiệc đêm mỗi lúc mỗi gần. Lý Tử Nhiễm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Diệp Quân Lâm, em tin tưởng anh như thế, tất cả đều đã đặt cược trên người anh. Nhưng bây giờ anh làm sao khiến em tin anh nữa đây? Thư mời ư, em vốn cho rằng anh sẽ nghĩ cách kiếm mấy tấm thư mời. Nhưng từ tối hôm qua đến giờ, anh đến cửa cũng không bước chân ra, điện thoại cũng không gọi một cuộc. Em muốn hỏi anh thư mời sẽ từ trên trời rơi xuống ư? Đến hai người Lý Văn Uyên cũng kéo qua, mày đến cùng là đang chờ cái gì? Tối hôm qua Tử Nhiễm cũng đã khoe trước mắt mọi người, nói mày không thực hiện, chúng ta sau này ở Lý gia cũng không còn chỗ chui nữa đâu. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian không còn nhiều nữa, mọi người theo con là được. Lý Văn Uyên, mọi người đến tham dự tiệc tối hoan nghênh Côn Luân tướng quân, biệt thự Bạch Vân. Tử Nhiễm, bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy anh có làm được hay không. Diệp Quân Lâm kéo Lý Tử Nhiễm đứng dậy, đi ra cửa. Ô, các người dám đến thật sao? Lần theo âm thanh phách lối, nhóm người Lý Thiên Hạo cũng đến đây. Bọn họ cầm theo hộp quà, nào là rượu quý trà ngon và nhân sâm. Mục đích của Lý gia rất đơn giản, không chỉ đến tham gia tiệc tối, mà còn muốn xu nịnh vị tướng quân này. Lý Mộng Nguyệt bước đến trước mặt của Lý Tử Nhiễm, mỉm cười nói, em gái à, thật không ngờ mấy người cũng có thể đến, thư mời của mấy người có thể cho chị xem một chút không? Đầu năm nay dễ mua phải hàng giả lắm đấy. Bọn Lý Mộng Nguyệt và Trương Tùng vốn dĩ không tin bọn họ có thể tìm được thư mời. Bọn họ có thân phận gì chứ? Không có khả năng. Tôi. Lý Tử Nhiễm do dự. Bởi vì căn bản không có thiệp mời. Lý Mộng Nguyệt cười cười, sao còn giấu chứ? Lẽ nào thiệp mời của mấy người làm bằng vàng sao? Nhìn một chút cũng không được à? Lý Tử Nhiễm cúi đầu không nói gì. Vợ chồng Lý Văn Uyên cũng che giấu. Giọng nói Lý Thiên Hạo vang lên, Văn Uyên, lấy thiệp mời của mấy con ra. Cha, con. Lý Văn Uyên luống cuống. Thế nào, đến cha cũng không nhận nữa. Đưa thiệp mời ra. Lý Thiên Hạo tức giận nói. Lý Văn Uyên thở hổn hển, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Cha, chúng con không có thiệp mời. Là Diệp Quân Lâm đưa chúng con tới đây. Ha 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 ha. Bọn người Trương Tùng, Lý Mộng Nguyệt kém chút muốn cười chết ngất. Lý Thiên Hạo trừng mắt nhìn Lý Văn Uyên một cái, con thật sự là quá ngu ngốc. Có đứa con trai như này thật sự là quá mất mặt. Cảm thấy những ánh mắt chế giễu và ánh mắt quét qua mình, lúc này Lý Văn Uyên vô cùng hận Diệp Quân Lâm. Lần này chút tôn nghiêm cuối cùng của Lý gia cũng đã vứt đi. Thiệp mời cũng không có, mà muốn tham gia yến hội. Tôi nói cho mấy người biết, cả nhà ấy người cả đời này cũng không thể tiến vào cánh cửa này được. Trương Tùng cười lạnh nói. Lý Mộng Nguyệt níu lấy cánh tay của Lý Thiên Hạo nói, ông nội, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng để cả nhà bọn họ ảnh hưởng đến chúng ta. Đúng, biết bọn bỏ thật sự rất mất mặt. Bọn người Lý gia ghét bỏ nhìn Diệp Quân Lâm, rồi vội vàng đến cửa. Lý Văn Uyên vừa muốn nói gì đó, Diệp Quân Lâm lại cười nói, cha, mọi người nhìn xem, bọn họ không vào được đâu. Trước cửa biệt thự Bạch Vân có khoảng 10 người đứng trông coi. Bọn họ đều là đặc công được trang bị súng ống đầy đủ. Trương Tùng đưa ra 20 mấy tấm thiệp mời, làm phiền rồi. Trương Tùng dựng thẳng eo, cười tự hào. Dù sao thì một lần có thể đưa ra hai mấy tấm thiệp mời thì có mấy người chứ. Nhưng một giây sau, sắc mặt đặc công không thay đổi nói, các người bị hạn chế vào, bị hủy bỏ tư cách khách mời. Cái gì? Nhóm người Trương Tùng tưởng là mình nghe nhầm. Lý Thiên Hạo tranh luận, không thể nào. Đây là hôm qua thư ký Tiểu Ngô ở bên nhà lớn văn phòng thị chính đem tới. Trương Tùng lên mặt cao ngạo, đây là thiệp mời của tôi, lập tức để cho tôi đi vào. Tôi, mấy người không thể trêu vào. Lạch cạnh, đột nhiên một khẩu súng đè trên đầu Trương Tùng. Nghe không hiểu tiếng người sao, các người bị hạn chế đi vào, đừng có để cho tôi phải động thủ. Đối diện với họng súng lạnh lùng,
Trương Tùng bị dọa đến mức sắp tiểu ra quần. Nhưng có nhiều người Lý gia đang nhìn như thế, Trương Tùng cũng lấy lại dũng khí, mày thử động đến tao một chút xem, mày biết tao là ai không? Một đám lính mà dám động đến tao, tao biết cấp trên của chúng mày đó. Bốp! Một giây sau, đặc công dùng báng súng đập cho Trương Tùng ngã nhào trên mặt đất. Đùng! Bắn một phát súng vào giữa hai chân Trương Tùng. Sợ tè ra quần. Trương Tùng triệt để bị dọa cho tè ra quần. Trong đũng quần có một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy ra. Người Lý gia bị dọa cho sợ chóng váng. Còn không mau cút. Giọng nói lạnh lùng của đặc công. Người Lý gia kéo nhau muốn chạy. Thật đúng là bị cậu nói chúng, bọn họ thật sự không vào được. Lý Văn Uyên bị cảnh trước mắt dọa sợ. Diệp Quân Lâm cười cười, dắt tay Lý Tử Nhiễm, đúng rồi, chúng ta vào thôi. Đừng, cậu không sợ chết sao? Đến bọn Trương Tùng còn không vào được, chúng ta có thể vào sao? Vợ chồng Lý Văn Uyên bị dọa lùi về sau. Lý Tử Nhiễm hơi run, đúng, chúng ta có thể vào sao? Đến thiệp mời còn không có. Em không phải nói cho anh cơ hội cuối cùng sao? Không thử một chút, làm sao biết được? Diệp Quân Lâm cười cười. Được, em tin anh. Lý Tử Nhiễm mắm chặt tay Diệp Quân Lâm. Lúc bốn người đến trước cửa kiểm tra an ninh, giọng nói Lý Mộng Nguyệt vang lên, các vị trưởng quan, mặc dù bọn họ cũng là người của Lý gia, nhưng cũng bị ông nội chúng tôi trục xuất rồi, không có quan hệ gì với chúng tôi đâu. Lý Thiên Hạo cũng vội vàng nói, đúng, các vị trưởng quan, bọn họ không có quan hệ gì với Lý gia bọn tôi, tuyệt đối không nên giận chó đánh mèo mà đổ lên người Lý gia chúng tôi. Diệp Quân Lâm quay đầu nhìn thoáng qua. Trái tim lạnh giá. Lúc anh mở miệng nói với cảnh quan, Lý Tử Nhiễm còn nhắm mắt lại. Hôm nay chết cũng chết rồi, so với mất mặt còn tốt hơn. Vợ chồng Lý Văn Uyên cũng có ý giống nhau. Nhóm người Lý Thiên Hạo không rời đi, núp ở phía xa, chuẩn bị nhìn bốn người Diệp Quân Lâm mất mặt. Diệp tiên sinh, Lý tiểu thư, mời bốn vị vào. Các ngài là vị khách tôn quý nhất, không cần thiệp mời. Một giây sau, một giọng nói truyền đến bên tai. Lý Tử Nhiễm mở to mắt phát hiện, mười mấy người đặc công xếp thành hai hàng, cúi đầu chào bọn họ. Ba người Lý Tử Nhiễm cứ mơ hồ tiến vào biệt thự Bạch Vân. Bên ngoài nhóm người Lý Thiên Hạo chuẩn bị chờ để chế giễu lại ngây người. Bọn họ vào được, sao có thể? Nói thật nhìn ánh mắt nghi hoặc của mấy người Lý ra ngoài kia, trong lòng Lý Tử Nhiễm cực thoải mái. Lý Văn Uyên nhìn trái nhìn phải, vẫn cảm thấy không thể tin được, việc này, Quân Lâm, sao con có thể làm được thế? Lúc này bọn họ cảm thấy đứa con rể này cũng có chút tác dụng. Chí ít có thể cứu về một chút mặt mũi. Triệu Nhã Lan cười nói, trước đây Quân Lâm ở Tô Hàng cũng có quan hệ mà. Diệp Quân Lâm cười cười, mẹ nói rất đúng, có bạn bè. Lý Tử Nhiễm nghi ngờ nhìn Diệp Quân Lâm, cô cảm thấy chuyện không đơn giản như thế. Cô nhớ lúc trước Diệp Quân Lâm gặp chuyện, trong đống bạn bè cũng không có một ai đứng ra. Ngược lại còn có một đám người bỏ đá xuống giếng. Sẽ có người giúp anh ư? Trong sơn trang, ba người Lý Văn Uyên rất thận trọng, sợ dẫm lên bông hoa ngọn cỏ. Dù sao ở đây bọn họ cũng không thể đắc tội. Lý Tử Nhiễm, cô cũng có thể đến tham gia yến hội này ư? Tôi không có nhìn lầm chứ? Bỗng nhiên sau lưng truyền đến giọng nói kinh ngạc. Lý Tử Nhiễm nhìn bọn họ, trong mắt tràn ngập sự chán ghét. Một đám ba, bốn người mặc âu phục, đi giày da, bày ra bộ dáng giỏi giang. Người dẫn đầu chính là con trưởng của chủ tịch Tân Đoàn Thiên Phượng, Lục Sương Nguyên. Hắn đã thèm thuồng Lý Tử Nhiễm rất lâu rồi. Đã từng có ý muốn ngủ với Lý Tử Nhiễm. Ném mấy trăm vạn nhưng Lý Tử Nhiễm cũng không thèm để ý. Lục Sương Nguyên vì trả thù mà khiến cho công ty của Lý Tử Nhiễm phá sản. Ban đầu công ty của Lý Tử Nhiễm phát triển rất tốt. Sao tôi không thể tới? Giọng nói của Lý Tử Nhiễm rất lạnh lùng. Lục Sương Nguyên đánh giá Diệp Quân Lâm một chút, đây là ông chồng phạm tội hiếp dâm của cô sao? Chẳng lẽ là hắn đưa cô vào đây? Lục Sương Nguyên xích lại gần Lý Tử Nhiễm, tôi mặc kệ mấy người làm thế nào vào được, nhưng với thực lực của tôi thì có thể đem chồng cô vào trại giam một lần nữa đấy. Làm không tốt có thể giam anh ta 10, 20 năm. Lý Tử Nhiễm tin Lục Sương Nguyên có thể làm được. Hắn có thủ đoạn và thực lực để làm chuyện này. Lý Tử Nhiễm cảnh giác nhìn hắn, anh rốt cuộc muốn làm gì? Lục Sương Nguyên tiếp tục nói, chỉ cần cô đồng ý ngủ với tôi,
tôi cam đoan sẽ không làm khó anh ta. Nếu không tôi tuyệt đối có thể nhốt anh ta lại. Anh mơ đi. Lý Tử Nhiễm thà chết cũng sẽ không đồng ý điều kiện như thế. Được, vậy cô chờ đó. Lục Xương Nguyên cười âm hiểm, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm nắm chặt tay cô hỏi, Tử Nhiễm, sao vậy? Người vừa rồi là ai? Lý Tử Nhiễm lắc đầu, không có gì. Nhưng Lý Tử Nhiễm biết Lục Xương Nguyên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Tử Nhiễm luôn thấp thỏm. Đi được nửa đường, có một đám người đột nhiên vây quanh bốn người bọn họ. Những người này đều là đặc công, họng súng lạnh như băng dí vào bọn họ. Lý Tử Nhiễm bị dọa đến hồn bay phách lạc, nắm chặt tay Diệp Quân Lâm, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Vợ chồng Lý Văn Uyên cũng vậy, bị dọa cho ngơ luôn. Bọn họ biết đây là trả thù của Lục Xương Nguyên. Người đàn ông mặc bộ đồ tác chiến màu đen, sau kính bảo hộ là cặp mắt lạnh lẽo vô tình nhìn mấy người Diệp Quân Lâm, Lục tiên sinh, đây là những phần tử phạm tội mà anh nói sao? Lục Xương Nguyên ở bên cạnh nói, đúng, đội trưởng Trần, tôi nói cho anh biết, người này mới ra tù, anh ta sao có tư cách tham gia bữa tiệc như thế này chứ? Tôi nghi ngờ mục đích của anh ta không đơn giản, nếu xảy ra chuyện trong trường hợp này thì đội trưởng Trần cũng sẽ không đảm đương nổi đâu. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Phó đội trưởng đội đặc công phụ trách an toàn bên trong, cũng không biết Diệp Quân Lâm dùng cách gì để vào trong. Lục Xương Nguyên đắc ý nhìn Lý Tử Nhiễm cười cười, lại nói với Trần Phi Long, đội trưởng Trần, mặc kệ tình huống như thế nào, tôi đề nghị cứ bắt anh ta lại trước, chúng ta nên trừ khử bất cứ mầm mống nào có thể gây nên tai họa. Trần Phi Long lạnh lùng nói, lần này vợ chồng Lý Văn Uyên trợn trừng mắt. Bọn họ căn bản không có thư mời. Nhanh chóng lấy thư mời ra đây. Lục Xương Nguyên hùng hổ nói. Chúng tôi không có thư mời. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Lục Xương Nguyên nghe thấy không có thư mời thì vui vẻ. Trần Phi Long trực tiếp hạ lệnh, người đâu, đem bọn họ đi. Lý Tử Nhiễm lập tức luống cuống. Cái này nếu như bị bắt, cô và cha mẹ chắc không có chuyện gì. Nhưng Diệp Quân Lâm sẽ bị Lục Xương Nguyên giở trò, chụp cho một cái tội nhanh, bắt vào tù một lần nữa. Từ từ đã, chúng tôi đã qua kiểm an ở cửa chính vào đây, các ngươi dựa vào cái gì mà nói chúng tôi có vấn đề? Lý Tử Nhiễm tức giận nói. Lục Xương Nguyên cười lạnh nói, không thể nào, ai vào đây cũng cần phải có thiệp mời, dù là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, Côn Luân tướng quân cũng phải có thiệp mời. Không có thiệp mời chính là có vấn đề. Ừ, chúng tôi nghe qua không có ai không có thiệp mời mà có thể đến. Đội trưởng Trần khẳng định nói. Hôm nay các vị nhân vật lớn đến tham gia cũng phải cầm theo thiệp mời. Đều lôi đi cho tôi. Lý Tử Nhiễm cũng sợ. Lục Xương Nguyên cười khà khà nói, Lý Tử Nhiễm, cam chịu số phận đi. Ai bảo cô không đồng ý tôi? Ai nói cho anh nhất định phải có thiệp mời mới có thể vào? Đột nhiên giọng nói của Diệp Quân Lâm vang lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh. Lý Tử Nhiễm lôi kéo Diệp Quân Lâm, ra hiệu anh đừng nói. Vợ chồng Lý Văn Uyên cũng bị dọa sợ. Diệp Quân Lâm đây là muốn gây họa sao? Diệp Quân Lâm vỗ vỗ vai cô, lại tin anh một lần nữa có được không? Lý Tử Nhiễm gật đầu, được. Ánh mắt Diệp Quân Lâm rơi xuống trên người Trần Phi Long, hỏi cấp trên của anh một chút, bảo Diệp Quân Lâm không có thiệp mời có thể vào không? Ha ha ha, tên này ở trong tù lâu đầu óc cũng bị hỏng à. Tự cho mình là ai chứ? Mấy người Lục Xương Nguyên cười đến đau cả bụng. Trần Phi Long bị câu này của Diệp Quân Lâm chọc giận, được, vậy tôi hỏi một chút, đội trưởng có quen anh không? Lục Xương Nguyên cười đến mơ hồ. Bọn họ hưng phấn nhìn trò cười. Mọi người vây lại xung quanh rất nhiều. Vợ chồng Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiệm cúi thấp đầu. Mất mặt, quá mất mặt. Trần Phi Long dùng tai nghe đặc biệt hỏi thăm đội trưởng đội cảnh chiến. Sau khi trong tai nghe truyền đến thông tin, sắc mặt Trần Phi Long thay đổi. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Tôi biết rồi, đội trưởng. Trần Phi Long nói chuyện lắp bắp. Lục Xương Nguyên một mặt chờ mong, nhìn Trần Phi Long hỏi, thế nào, đội trưởng Trần? Bốp! Trả lời Lục Xương Nguyên là một cái tát. Cái tát này đánh bay Lục Xương Nguyên ra xa mấy mét, Lục Xương Nguyên một miệng đầy máu, còn bị rụng mất mấy cái răng. Đội trưởng Trần, vì sao? Lục Xương Nguyên không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi Long.
Trần Phi Long lại tiến lên cho hắn một đấm nữa, đấm đến Lục Xương Nguyên phun máu ra. Còn vì cái gì, anh lấy việc công báo thủ tư, cố ý làm khó xử Lý tiểu thư. Mặc dù họ không có thiệp mời, nhưng là khách quý hợp pháp tiến vào đây. Ngược lại là anh phá hư không khí yến hội, tạo nên sự tụ tập chênh lệch. Người đâu, bắt anh ta lại, trước tiên nhốt mấy ngày rồi nói. Trần Phi Long ra lệnh. Hai đặc công bên cạnh tóm lấy Lục Xương Nguyên, kéo đi giống như kéo một con chó chết. Diệp tiên sinh, Lý tiểu thư, đắc tội rồi. Trần Phi Long một chút cũng không dám ngây ngốc, lập tức dẫn người rời đi. Đột nhiên xuất hiện một màn thế này, làm ba người Lý Tử Nhiễm trợn tròn mắt. Xảy ra chuyện gì? Không phải bắt bọn họ sao? Sao trong chớp mắt lại tóm cổ Lục Xương Nguyên rồi? Thế này là tình huống gì vậy? Ba người đều nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Mới vừa rồi sau khi anh nói chuyện ghi danh, mới xuất hiện chuyện này. Lý Tử Nhiễm hồ nghi nhìn Diệp Quân Lâm, anh giải thích chút đi. Rất đơn giản, tuy chúng ta không có thiệp mời nhưng mà tiến vào một cách hợp pháp, chúng ta không có vấn đề gì. Nhưng Lục Xương Nguyên làm thế chính là quấy rối trật tự của bữa tiệc, mọi người cũng thấy rồi đấy, bên cạnh lúc nãy có rất nhiều người xem, ảnh hưởng không tốt, nếu hôm nay Côn Luân tướng quân đến đây, phải biết là xảy ra chuyện như vậy, đừng nói đến một tên Lục Xương Nguyên nho nhỏ, đến thị trưởng Chu Ngọc Hằng cũng không thể đảm đương nổi. Lý Văn Uyên lập tức nói, hiểu rồi, chỉ cần chúng ta chứng minh mình đến một cách hợp pháp là được. Mẹ vợ cũng gật đầy, đúng vậy. Lý Tử Nhiễm cảm thấy có vấn đề, nhưng giải thích như thế cũng không có sơ hở gì. Hợp tình hợp lý. Diệp Quân Lâm quay đầu, trong ánh mắt lộ ra tia lạnh lẽo. Mấy lời Lục Xương Nguyên nói lúc nãy anh đều nghe thấy, lần này không chỉ là vấn đề nhốt mấy ngày, mà cho hắn đeo gông luôn. Tiệc tối rất đơn giản. Nhưng người đến đều là nhân vật tai to mặt lớn. Sau khi ba người Lý Văn Uyên ngồi vào chỗ, thì không dám xê xịch, đến nói cũng không dám nói. Cha, mẹ, mọi người khép nép như thế làm gì? Cứ tùy tiện đi dạo đi, nhiều người như vậy nên đi kết giao bạn bè. Diệp Quân Lâm cười nói. Vợ chồng hai người Lý Văn Uyên nhìn nhau, cuối cùng vẫn không dám xê xịch nửa bước. Lý Tử Nhiễm quay đầu đáng giả Diệp Quân Lâm bên cạnh một chút. Hình như anh không sợ tí nào cả. Sự thong dong bình tĩnh của Diệp Quân Lâm là ba người bọn họ sinh ra ảo giác, hình như Diệp Quân Lâm rất quen thuộc với mấy trường hợp như thế này. Diệp Quân Lâm cười cười, anh sợ bọn họ làm cái gì? Lý Tử Nhiễm suy nghĩ, anh ở trong tù đối mặt với rất nhiều khuôn mặt hung tợn như vậy, chắc là đã quen rồi. Cho nên Lý Tử Nhiễm không hỏi nữa. Bên trong yến hội, người càng lúc càng nhiều. Chu Ngọc Hằng và mấy vị nhân vật lớn của Tô Hàng cũng đi vào, bị nhóm người vây quanh. Văn Uyên, hình như em phát hiện mỗi người đến đây đều đem theo quà, dù là Chu Ngọc Hằng thì thư ký bên cạnh cũng cầm theo quà. Chỉ có một nhà chúng ta là không có. Triệu Nhã Lan nghi ngờ nói. Mọi người nhìn thoáng qua, đúng là thế. Chỉ có cả nhà bọn họ là không đem quà, còn mọi người đều mang. Tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ, chờ tặng quà. Chỉ có bọn họ ngồi trong góc, hết sức rõ ràng. Đây là chúng ta không hiểu quy củ, không có để ý. Lý Văn Uyên cúi thấp đầu. Triệu Nhã Lan cũng nói, đúng vậy, vừa rồi bên ngoài cha và Trương Tùng bọn họ cũng đem theo lễ vật. Lý Tử Nhiễm thở dài, chuyện này phải trách con, lúc trước con không chắc chắn có thể vào. Lý Văn Uyên gật gật đầu, có cần bây giờ cha sắp xếp cho người đem quà đến không? Còn có thời gian đó. Diệp Quân Lâm lập tức từ chối, cha mẹ, Tử Nhiễm, mọi người không cần lo lắng, có thể Côn Luân tướng quân người ta không thích kiểu tặng quà này thì sao? Không phải, đây là lễ nghi tối thiểu. Lý Tử Nhiễm nói. Diệp Quân Lâm cười cười, anh ngược lại lại cảm thấy Côn Luân tướng quân lại thích kiểu không tặng quà, em có tin không? Lý Tử Nhiễm lắc đầu, em không tin. Các vị có thấy không? Còn có người không mang theo quà. Bọn họ không hiểu quy tắc. Căn bản là không đặt Côn Luân tướng quân vào mắt. Mấy người này nhìn rất lạ mặt, có lai lịch gì chứ? Có phải trà trộn đến đây không? Rất nhanh mọi người đều chú ý đến nhóm người Lý Văn Uyên. Nghe được giọng nói bên cạnh, Lý Văn Uyên hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống. Quá mất mặt, cái này so với việc mất mặt trước mặt người thân không giống nhau. Trình độ mất mặt này thì chỉ có hơn chứ không có kém. Đầu tiên ở nơi này bọn họ không có cảm giác tồn tại,
hơn nữa nơi này chỉ toàn nhân vật có tai tiếng, bọn họ chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt. Đó chính là loại cảm giác nhục nhã. Không đến một lát, giữa sân đã tụ tập rất đông. Chỉ thấy mấy người mặc quân trang đi đến, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bọn họ. Người đàn ông đi đầu trên vai là quân hàm một sao, là một thiếu tướng. Anh ta đứng chỗ đó, tỏa ra khí phách đè ép khiến mọi người đều không dám nói gì. Giới thiệu một chút, tôi đi linh ở chiến khu phía đông, hiệu là Thanh Long, là thân cận bên cạnh Côn Luân tướng quân. Thanh Long bá đạo nhìn quanh hiện trường. Ba người Lý Văn Uyên thấy vậy bị dọa cho run cầm cập. Côn Luân tướng quân này cũng quá là kinh khủng, một người đi theo mà cũng đã lên đến thiếu tướng. Côn Luân tướng quân chính là thượng tướng năm sao duy nhất đấy. Triệu Nhã Lan lo lắng đến muốn khóc, chúng ta ít ít nhiều nhiều cũng nên mang quà đến, lỡ như bọn họ cảm thấy chúng ta không tôn trọng họ thì phải làm thế nào? Thị trưởng Chu Ngọc Hằng hỏi, Thanh Long thiếu tướng, khi nào thì Côn Luân tướng quân đến đây? Thanh Long cười cười, thật ra tướng quân đã đến rồi, nhưng tướng quân hành sự khiêm tốn, vẫn không muốn tham gia loại tiệc hội như thế này, ngài ấy có thể đến là đã vượt quá dự liệu của tôi rồi. Thanh Long vừa nói xong, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người xôn xao tìm kiếm. Thanh Long nghiêm nghị nói, tất cả mọi người không cần tìm, nhưng mọi lời nói cử động của mọi người đều nằm trong mắt tướng quân. Hôm nay ngài ấy cử tôi ra mặt, mọi người có gì thì cứ nói với tôi. Nghe vậy Lý Văn Uyên nhỏ giọng nói, cái này không phải ám chỉ rõ ràng sao? Những người khác cũng hiểu thành ý này. Thẩm Vạn Sơn Tô Hàng dâng lên tướng quân một đôi dạ minh châu. Trường Thanh Bộ Thương mại Tô Hàng dâng lên tướng quân hai cây nhân sâm trên trăm năm. Câu lạc bộ Thiên Khải Tô Hàng dâng tặng tướng quân một chiếc McLaren P1. Tất cả mọi người trong hội trường đều đi lên tặng lễ vật. Lễ vật đem tặng cực kỳ kinh khủng. Thậm chí còn có tặng biệt thự. Thấy người khác tặng quà kiểu này, vợ chồng Lý Văn Uyên cúi thấp đầu. Đến Lý Tử Nhiễm cũng muốn rời đi. Ở bên trên sân khấu, Thanh Long nhìn quà tặng chất đống. Sắc mặt thay đổi, cực kỳ lạnh lùng. Các người có ý gì? Âm thanh từ cuống họng của Thanh Long làm toàn hội trường ngừng lại. Dù là Chu Ngọc Hằng hay vị đại tướng ở biên cương đều câm như hến. Mọi người nhao nhác nhìn Thanh Long, không rõ là có ý gì. Các người đây là đang vũ nhục Côn Luân tướng quân sao? Không có, không có, tuyệt đối không có chuyện đó. Mọi người đều bị dọa sợ rồi. Tôi cảnh cáo mọi người. Tướng quân ghét nhất chính là cái kiểu này, đừng có áp dụng suy nghĩ đó của các người lên người tướng quân, như vậy chính là đang xem thường tướng quân. Thanh Long quát lớn, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Còn nữa, Côn Luân tướng quân sẽ thiếu số tiền này sao? Căn bản không thiếu. Kinh tế và quân quyền của Côn Luân tướng quân đều rất mạnh. Thanh Long thiếu tướng bất giận, chúng tôi biết sai rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, phát hiện có người không mang quà tới. Cha, cha giơ tay lên đi, có chuyện tốt tới tay. Diệp Quân Lâm nhắc nhở. Ba người Lý Văn Uyên vừa nghe đến việc không thích tặng quà thì tinh thần được trấn an không ít. Nhưng giơ tay lên thì không dám. Tử Nhiễm tin anh giơ tay lên đi, tuyệt đối là việc tốt. Lý Tử Nhiễm giơ tay lên, ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Ánh mắt Thanh Long nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm, tốt, rất tốt. Không cầm bất cứ quà tặng nào đến. Biểu thị thái độ của các vị rất đúng. Các vị tôn trọng tướng quân, như vậy là tốt. Nghe thấy lời khen ngợi của thiếu tướng, ba người Lý Tử Nhiễm được sủng mà sợ, theo bản năng đứng dậy. Tên các vị là gì? Thanh Long hỏi. Chào Thanh Long thiếu tướng, tôi tên là Lý Tử Nhiễm, đây là cha của tôi Lý Văn Uyên. Lý Tử Nhiễm lễ phép giới thiệu mấy người. Rất tốt, tôi đã nhớ kỹ các vị rồi, về sau có chuyện gì tốt sẽ ưu tiên các vị. Thanh Long đảm bảo, lần này tất cả mọi người trên toàn hội trường đều nhìn họ với ánh mắt hâm mộ, kể cả Chu Ngọc Hằng. Ba người Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên đều vội vàng nói lời cảm ơn. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ đến, chuyện tốt như thể sẽ rơi trúng đầu bọn họ. Đến mức lúc yến hội kết thúc, bọn họ đều cảm thấy đây là ảo giác. Trời ạ, đây chính là sự thật. Lý Văn Uyên đem danh thiếp mấy vị nhân vật lớn cho vào túi. Vừa rồi có không ít người đến lấy lòng ông. Con gái, vận khí của con thật tốt. Triệu Nhã Lan cười nói. Lý Tử Nhiễm cười xinh đẹp nói với Triệu Nhã Lan, mẹ tất cả đều phải cảm ơn Diệp Quân Lâm.
là anh ấy đoán đúng Côn Luân tướng quân không thích quà, cũng là anh ấy nói con giơ tay, nếu không con cũng không dám. Đêm nay Quân Lâm đúng là khiến chúng ta phải nhìn bằng con mắt khác, giải quyết vấn đề rất nhanh. Còn không phải sao, nếu không phải do con thì chúng ta có thể tham gia tiệc tối sao? Cha mẹ vợ khen Diệp Quân Lâm không ít. Diệp Quân Lâm cười cười nói, đó là mọi người vận khí tốt, con chỉ xin được ở chỗ người bạn mấy tấm thiệp mời mà thôi. Lý Tử Nhiễm dùng ánh mắt khác lạ nhìn Diệp Quân Lâm. Giống như chuyện đến nay đều do anh điều khiển, vừa mở miệng là có thể giải quyết vấn đề. Hẳn là anh có lai lịch lớn. Hết thảy mọi chuyện đều là do anh sắp xếp. Nhưng nghĩ lại anh là vừa mới ngồi tù 6 năm. Sao có thể chứ? Rất nhanh cô liền gạt ý nghĩ này đi. Đêm nay đúng là kinh hồn động vía. Cũng may kết thúc tốt đẹp. Vợ chồng Lý Văn Uyên vui vẻ vì xả được cơn tức. Nhất là trước mặt cha bọn họ đã tranh được chút danh tiếng. Nhưng mà lúc này Lý Thiên Hạo gọi điện thoại tới, Lý Văn Uyên nhận điện thoại. Từ ngày mai trở đi, mày và Tử Nhiễm không cần đi làm nữa. Cái gì? Đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng vô tình của Lý Thiên Hạo, chúng mày làm cho tao rất thất vọng, nợ tao 280 vạn khi nào thì có. Cha, con, nếu không có thì tao sẽ thu hồi công ty, các người không thể thì tao sẽ giao cho người có năng lực, tao sẽ để cho Trương Tùng và Lý Mộng Nguyệt tiếp nhận, chúng mày tốt nhất là nên tự lo lấy thân đi. Tút, 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 lạch cạch, điện thoại Lý Văn Uyên rơi xuống đất. Sau khi biết chuyện, Lý Tử Nhiễm cùng Triệu Nhã Lan cũng khóc sướt mướt. Sao vậy? Diệp Quân Lâm hỏi. Lý Tử Mẫn khóc đến nước mắt đầy mặt, ông nội lấy công ty, chúng ta thất nghiệp rồi. Hừ, bọn họ sẽ hối hận thôi. Một bên khác, bên trong nhà tổ của Lý gia. Lý Thiên Hạo vừa cúp điện thoại. Lý Văn Phi đã cẩn thận nói, chúng ta chèn ép cả nhà lão Tam, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Cái tên Diệp Quân kia sẽ không có bối cảnh gì chứ. Lý Văn Hải nói, cha, anh cả đã hỏi thăm rõ ràng, bạn học cũ của con là cục thủy lợi thành phố, ông ta cũng đi tham gia yến hội. Ông ta nói Diệp Quân Lâm căn bản không có bối cảnh gì, là dựa vào một người bạn để đi vào, càng buồn cười hơn chính là một nhà bọn họ lại không đem theo quà, không cần nói là mất mặt bao nhiêu. Người ta nói không thích tặng quà, cả nhà Lý Văn Uyên không tặng thật. Ha 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 ha, mọi người đều cười thành tiếng. Lý Thiên Hạo cười lạnh nói, cả nhà Lý Văn Uyên dám ở biệt thự Bạch Vân làm chúng ta mất hết mặt mũi, cha nhất định phải thu lại công ty, cho bọn họ thất nghiệp luôn. Lý Thiên Hạo vì chuyện đêm nay rất tức giận. Lý Văn Hải bày mưu, để Lý Thiên Hạo thu hồi công ty. Trương Tùng cũng phụ họa nói, không sai, cả nhà này chính là loại vong ơn bội nghĩa. Đến ông nội cũng không thèm coi ra gì, cháu cam đoan sẽ khiến bọn họ không có đất mà sống nữa. Lý Thiên Hạo nhìn Trương Tùng, một mặt chờ mong, Tùng à, sau này mọi người đều nhờ cháu, ngày mai ở thành Tây có dự án công viên sinh thái, chúng ta không tham dự được, vì không có quan hệ, Tùng à, cháu phải cố gắng nhiều hơn, dựa vào quan hệ mà kéo về thêm mấy cái dự án nữa. Trương Tùng cười cười, ông nội yên tâm đi ạ. Đêm nay Lý Tử Nhiễm mất ngủ. Diệp Quân Lâm an ủi nói, em cứ yên tâm ngủ đi. Đến lúc đó Lý Thiên Hạo sẽ tự động đến tận cửa để mời em về phụ giúp công ty thôi. Lý Tử Nhiễm chừng mắt liếc một cái, sao có thể chứ? Để ông nội đến mời em và cha thể khôi phục công việc thì sẽ thắp hương cầu nguyện. Yên tâm đi, anh nói Lý Thiên Hạo đến cầu xin thì ông ta sẽ đến cầu xin. Diệp Quân xoay người đi ra ban công, gọi một cuộc điện thoại, Thanh Long, đưa cho Chu Ngọc Hằng nghe. Hôm sau... Lý Thiên Hạo vừa mới nhận được điện thoại liên tục của cục xây dựng, cố ý muốn để cho Lý gia tham gia đấu thầu dự án công viên sinh thái. Lý Thiên Hạo được sủng mà lo sợ. Đối với dự án công viên sinh thái, ông ta cứ ngỡ là bỏ lỡ, thậm chí là không có tư cách cạnh tranh, thật không ngờ đến là bây giờ có tư cách đi đấu thầu. Lý Thiên Hạo lập tức triệu tập người Lý gia đến hỏi, trước đó ông nghe nói có người tham gia đấu thầu, là ai? Lý Văn Hải nói, cha. Là Lý Tử Nhiễm. Cô ta viết bản kế hoạch kỹ càng, nhưng mà năng lực của nó sao có thể tham gia đấu thầu. Lý Thiên Hạo sờ cằm, nói cách khác Lý Tử Nhiễm có bản kế hoạch, chỉ cần cầm nó thì có thể tham gia đấu thầu. Đúng vậy, Lý Tử Nhiễm cũng có chút năng lực. Tùng Khuê đâu rồi, nhanh đến nhà cậu ba lấy bản kế hoạch về. Không ngờ đến tên phế vật này còn có chỗ dùng.
Lúc này nhà Diệp Quân Lâm đang ăn sáng. Sắc mặt ba người nhà Lý Tử Nhiễm để trầm xuống, ngay cả nói cũng không muốn nói. Lúc này có người gõ cửa. Sau khi mở cửa lại là Lý Tùng Khuê. Lý Tùng Khuê đáng giá phòng ở một chút, cười nói, không ngờ bây giờ nhà mấy người lại ở căn phòng nhỏ như thế. 110 mét vuông à. Sắc mặt Lý Văn Uyên không vui hỏi, cậu đến đây làm cái gì? Lý Tùng Khuê cười lạnh nói, tới lấy kế hoạch dự án khai thác công viên sinh thái. Cục xây dựng thông báo chúng ta có thể tham gia đấu thầu. Lý Tử Nhiễm từ chối, không được, bản kế hoạch là do chính tôi làm, các người muốn đi đấu thầu thì tự làm đi, không liên quan gì đến chúng tôi, huống chi tôi đã bị đuổi rồi. Lý Tùng Khuê trừng mắt nhìn cô một cái, được, tao để ông nội đến nói cho mày nghe. Nói rồi đưa di động cho Lý Tử Nhiễm. Tử Nhiễm, cháu có chuyện gì vậy? Có giao bản kế hoạch ra hay không? Có phải cháu không nhận người ông nội này nữa? Lý Tử Nhiễm vừa nhận điện thoại thì giọng nói tức giận của Lý Thiên Hạo đã truyền tới. Nước mắt của Lý Tử Nhiễm lập tức rơi xuống. Ông nội, ông cũng đã đuổi cháu rồi, còn muốn bản kế hoạch của cháu làm gì? Cháu không phục. Hừ, mày có ý gì? Mày không giao bản kế hoạch ra thì hôm nay tao sẽ đoạn tuyệt quan hệ huyết thống với chúng mày, một nhà chúng mày không còn quan hệ gì với Lý gia nữa. Nghe nói như thế Lý Tử Nhiễm khóc thành tiếng. Diệp Quân Lâm đứng dậy, tìm bản kế hoạch đưa cho Lý Tùng Khuê, sau đó an ủi Tử Nhiễm. Thế này còn tạm được. Lý Tùng Khuê nhìn cả nhà này, trên mặt tràn ngập sự chế giễu. Mà ba người Lý Tử Nhiên thấy Diệp Quân Lâm đưa bản kế hoạch ra thì trên mặt tràn ngập sự thất vọng. Quá nhu nhược. Kiểu chồng như vậy thì có tác dụng gì? Anh đưa bản kế hoạch làm gì? Lý Tử Nhiễm chất vấn. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, nghe anh, Lý Thiên Hạo tuyệt đối sẽ mời em về. Hôm nay chúng ta đến một chỗ. Lý Tử Nhiễm giận dữ nói, anh như thế này thì làm sao em tin anh đây? Lý Văn Uyên cũng tức giận nói, nếu như ông ấy không đến mời Tử Nhiễm thủ hai đứa ly hôn đi. Được, con đồng ý. Diệp Quân Lâm đáp ứng. Một bên khác, Trương Tùng và Lý Mộng Nguyệt được ủy thác trách nhiệm, sau khi cầm được bản kế hoạch thì trực tiếp tiếp nhận công ty Hoa Đình của Lý Tử Nhiễm. Sau đó đi thẳng đến địa điểm. Sau khi đi vào nơi phụ trách dự án công viên sinh thái, đã có không ít người xếp hàng. Vừa nghĩ tới trong tương lai toàn bộ sản nghiệp của Lý gia đều thuộc về mình, Trương Tùng nhịn không được hưng phấn. Sau một tiếng chờ đợi, rốt cuộc cũng đến lượt Trương Tùng. Sau khi Trương Tùng và Lý Mộng Nguyệt đi vào văn phòng, Trương Tùng vừa định thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân, không ngờ người đối diện lên tiếng, người của Lý gia. Trương Tùng ngây người một chút, lập tức trả lời, đúng, đúng ạ. Lý Mộng Nguyệt lập tức đưa ra một đống giấy tờ, đây là bản kế hoạch xây dựng dự án của chúng tôi. Mời ông xem qua. Phụ trách phê duyệt dự án này chính là cục xây dựng của Tô Hàng, người phụ trách hiện trường chính là trưởng phòng quản lý thị chính của cục xây dựng. Ngô Dũng. Ngô Dũng đặt bản kế hoạch đà dưới tay, không lập tức xem qua, mà ngẩng đầu hỏi, Lý Tử Nhiên tiểu thư hoặc Lý Văn Uyên tiên sinh sao không tới? Hả? Câu này chính là hỏi hai người Trương Tùng và Lý Mộng Nguyệt. Giới thiệu với cục trưởng Ngô một chút, tôi là Trương Tùng, là người phụ trách dự án này của Lý Thị. Về việc Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên thì đã bị đuổi khỏi tập đoàn, không thuộc về trách nhiệm của tập đoàn Lý Thị. Không biết cục trưởng Ngô hỏi bọn họ để làm gì? Trương Tùng tò mò hỏi. Nghe vậy, Ngô Dũng thoải mái gật đầu, à đuổi rồi, vậy được rồi, hai người về đi, Lý gia không có tư cách cạnh tranh dự án này. Nói rồi Ngô Dũng đem bản kế hoạch dự án đẩy lên phía trước. Trương Tùng và Lý Mộng Nguyệt đều trợn tròn mắt. Cục trưởng Ngô, đây là chuyện gì vậy? Trương Tùng run rẩy. Lý Mộng Nguyệt càng thắc mắc. Cục trưởng Ngô, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến hai cha con Lý Tử Nhiễm? Đúng, không sai, lúc đầu lãnh đạo khảo sát thấy công ty của Lý Tử Nhiễm tiểu thư là công ty Hoa Đình rất phù hợp với dự án chúng tôi. Cho nên tin nội bộ tạm định là công ty Hoa Đình, nhưng bây giờ Lý Tử Nhiễm tiểu thư đã bị đuổi, vậy thì không có chuyện của Lý gia nữa, chúng tôi lại tuyển người khác. Ngô Dũng ngược lại kiên nhẫn giải thích. Nói là sơ bộ tạm định, chính là đã định rồi. Tất cả mọi người đều hiểu ý này. Trương Tùng và Lý Mộng Nguyệt lập tức kích động, nói, cục trưởng Ngô, tuy là Lý Tử Nhiễm đã bị đuổi nhưng mà chúng tôi lên tiếp nhân công ty Hoa Đình thì các ông tuyển công ty chúng tôi là được rồi, đây là các thủ tục chuyển nhượng.
Trương Tùng vui vẻ lấy trong túi ra các loại giấy tờ chuyển nhượng. Cục trưởng Ngô, Hoa Đình chính là do chúng tôi quản lý. Bộp! Không ngờ Ngô Dũng lại hất một cái, giấy tờ đã rơi lả tả trên đất. Cút, nghe không hiểu tiếng người có phải không? Tôi muốn chính là Lý Tử Nhiêm tiểu thư cầm dự án này tới đây. Trừ cô ấy ra, Lý gia không ai có thể thay thế. Dự án này chính là muốn trao cho Lý Tử Nhiễm tiểu thư, hiểu chưa? Ngô Dũng chỉ vào mũi Trương Tùng mà nói. Lý Mộng Nguyệt ngượng ngùng cười, cục trưởng Ngô, vì sao chỉ cần Lý Tử Nhiễm? Tôi là Lý Mộng Nguyệt, chị họ của cô ta, so với Lý Tử Nhiễm, tôi từng du học ở Mỹ, về phương diện năng lực thì mạnh hơn Lý Tử Nhiễm không ít. Cục trưởng Ngô, tôi có thể đảm nhiệm dự án này. Trương Tùng gật gật đầu, đúng, 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 năng lực của Mộng Nguyệt rất mạnh. So với Lý Tử Nhiễm không biết mạnh hơn gấp mấy lần đâu. Lạch cạch, Ngô Dũng cầm dự án trên bàn ném xuống đất một bộp, giận dữ quát, đi nhanh đi. Tôi nói cho mấy người biết, trừ khi 8 giờ sáng mai Lý Tử Nhiễm tiểu thư đích thân đến đây, bỏ lỡ thời gian cũng không được. Nếu không tư cách cạnh tranh dự án này cũng không có tư cách đấu thầu, xóa tên. Đi nhanh lên, đừng để tôi gọi bảo an lôi ra ngoài. Thư ký của Ngô Dũng đuổi bọn họ ra ngoài. Thẳng tới lúc này bọn họ mới hiểu được. Dự án này sở dĩ là cho Lý gia, không phải nhìn chúng thực lực của Lý gia, mà là nhìn chúng Lý Tử Nhiễm. Không biết con tiện nhân Lý Tử Nhiễm này làm cái gì mà dự án lớn như thế cũng để cho nó. Lý Mộng Nguyệt kinh ngạc nói. Trương Tùng ôm đầu, trách không được cục xây dựng gọi điện thoại đến bảo Lý gia tham gia đấu thầu. Thì ra là Lý Tử Nhiễm. Sau khi trở về Lý gia, Lý Thiên Hạo lập tức hỏi, Tùng à, kết quả đấu thầu như thế nào? Chúng ta có qua không? Thế nhưng Trương Tùng bày ra vẻ mặt phiền muộn, để Lý Mộng Nguyệt nói cho ông biết đi. Lý Mộng Nguyệt kể lại sự việc cho Lý Thiên Hạo. Cái gì, nhất định phải là Lý Tử Nhiễm đi mới được. Lý Thiên Hạo kinh ngạc. Trương Tùng kinh ngạc nói, đúng vậy, cục trưởng Ngô đã ám chỉ nói, dự án này là cho công ty Hoa Đình, nhưng mà phải là Lý Tử Nhiễm tự mình đi, những người khác thì không được, chúng cháu còn kém chút nữa đắc tội với người ta. Lý Thiên Hạo còn phái Lý Văn Hải và Lý Văn Phi đi thương lượng, nhưng đều bị đuổi ra. Lý Thiên Hạo suy nghĩ một lúc, cuối cùng lên tiếng, vậy thì nhanh đi tìm Lý Tử Nhiễm, trước khôi phục chức vụ cho nó, đợi đến khi cầm được dự án này về tay rồi nói. Trương Tùng thúc giục nói, ông nội, ông nên nhanh một chút, bên kia ông ta nói, trước 8 giờ sáng mai, nếu không thấy được Lý Tử Nhiễm thì sẽ thay người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này không chỉ một mình Lý Tùng Khuê, mà Trương Tùng và Lý Mộng Nguyệt cũng đi theo. Sao cô cậu lại đến đây? Lý Văn Uyên nhìn thấy ba người này thì lập tức tức giận nhưng không thể phát tiết. Nhưng Lý Văn Uyên không ngờ đến đó là ba người Trương Tùng vậy mà lại rất lễ độ, chú ba, thím ba, Tử Nhiễm đâu. Trong tay bọn họ còn cầm mấy hộp quà. Nghe thấy vậy vợ chồng Lý Văn Uyên cảm thấy nghi ngờ. Tử Nhiễm không có ở nhà. Triệu Nhã Lan lên tiếng. Lý Mộng Nguyệt cười hì hì hỏi, thím ba, Tử Nhiễm đi đâu ạ? Triệu Nhã Lan lắc đầu, không biết, sáng sớm đã đi với Diệp Quân Lâm, không biết là đi đâu rồi. À. Chú ba, thím ba chúng cháu biết rồi ạ, nếu như Tử Nhiễm về thì gọi điện thoại cho chúng cháu đi trước đây. Sau khi ba người rời đi, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan lại càng thêm nghi ngờ. Làm sao vậy, còn tặng quà, đây không phải là nịnh bợ chúng ta sao? Triệu Nhã Lan đột nhiên nói, chẳng lẽ Diệp Quân Lâm nói là sự thật? Em có chút không nhìn thấy cậu ta. Lúc này Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đang đi dạo. Tại trường học cũ của hai người, dưới sự đề nghị của Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm đã tắt điện thoại đi. Lúc Trương Tùng và mấy người từ Lý gia ra đã là trạng vạng tối. Bọn họ cũng không đi xa, đứng chờ ở gần tiểu khu nhà Lý Tử Nhiễm. Một lần đợi này là đợi đến 3 tiếng đồng hồ, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm cũng chưa có trở về. Lý Thiên Hạo bên kia cũng đã thúc giục nhiều lần. Tranh thủ thời gian gọi điện cho Lý Tử Nhiễm một chút. Hỏi tại sao còn chưa về. Trương Tùng không kiên nhẫn, hút từng điếu thuốc. Lý Mộng Nguyệt gọi điện cho Lý Tử Nhiễm. Số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy. Nghe âm thanh nhắc nhở trong điện thoại, sắc mặt Lý Mộng Nguyệt cứng đờ. Cô ta tắt máy. Cái gì, tắt máy, cô ta có phải đang cố ý không? Trương Tùng giận dữ nói.
Lý Tùng Khuê cũng thử gọi, quả nhiên là tắt máy. Lý Tử Nhiễm căn bản không biết chuyện này, điều này cũng quá trùng hợp đi. Sao lại tắt máy chứ? Lý Mộng Nguyệt kinh ngạc nói. Đúng rồi, ai biết số điện thoại Diệp Quân Lâm không? Cậu ta và Lý Tử Nhiễm không phải ở chung một chỗ sao? Trương Tùng hỏi. Không biết. Em hỏi chú ba thím ba một chút. Lý Mộng Nguyệt hỏi xong, thất vọng lắc đầu, bọn họ cũng không biết số điện thoại của Diệp Quân Lâm, cậu ta mới về hôm trước. Mẹ nó. Trương Tùng tức giận muốn chết. Lúc này Lý Thiên Hạo gọi điện đến hỏi thăm. Trương Tùng để Lý Mộng Nguyệt nhận. Ông, Lý Tử Nhiễm không biết đã đi đâu, tìm không thấy, mà bây giờ điện thoại lại tắt máy, số của Diệp Quân Lâm thì chúng cháu không biết. Chú ba thím ba cũng không biết, bọn họ đi từ sáng. Sau khi nghe xong, Lý Thiên Hạo còn gấp hơn ai hết. Nếu lấy được dự án này, giá trị của Lý gia sẽ gấp 10 lần. Nhanh đi tìm, trước sáng mai nhất định phải sắp xếp xong chuyện này. Lý Thiên Hạo phát động toàn bộ Lý gia tìm Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm ở Tô Hàng. Bạn học, đồng nghiệp tất cả mọi người liên quan đến Lý Tử Nhiễm đều tìm đến. Nhưng Lý Tử Nhiễm căn bản không đến đây. Các người nói xe, sẽ không phải là Lý Tử Nhiễm rời Tô Hàng rồi chứ. Có người nói, Lý Thiên Hạo bị dọa đến bệnh tim cũng muốn tái phát. Thở hồng hộc, ông ta hung hăng trợn mắt nhìn Lý Văn Hải, đều tại cái tên phá ra nhà mày, nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc gì chứ. Đuổi người ta đi làm gì? Thu hồi công ty của người ta làm gì? Bây giờ nếu Lý Tử Nhiễm không trở về, thì chúng ta tổn thất bao nhiêu? 1 tỷ còn chưa hết. Lý Văn Hải bị dọa sợ, cha, con không biết, ai có thể ngờ được rằng Lý Tử Nhiễm là điểm mấu chốt chứ? Nhanh đi tìm người đi, nếu ngày mai trước 8 giờ sáng mà không tìm được người thì tao cũng sẽ thu hồi công ty của nhà mày, cả nhà mấy người nhà mày đừng có hòng mà cầm được một đồng nào. Cha, con lập tức đi tìm. Lý Văn Hải bị dọa sợ. Lý Thiên Hạo lại trừng mắt nhìn mấy người Lý Văn Phi, các người cũng tìm đi, chờ cái gì nữa, muốn 1 tỷ cũng bay luôn à. Chúng ta đi tìm. Một đêm này, tất cả mọi người cũng không được nghỉ ngơi, một đêm dòng tìm Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm. Lúc này Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đã sớm ngủ trong khách sạn rồi. Đi cả một ngày, Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm đều mệt rã rời, ngả lưng xuống là ngủ, đến điện thoại cũng không thèm bật. Mấy người kia gọi điện thoại cho Lý Tử Nhiễm hơn cả ngàn cuộc. Cũng qua nhà Lý Tử Nhiễm mấy chục lần mà đều không tìm thấy. Thẳng đến sáng, bệnh tim của Lý Thiên Hạo cũng sắp tái phát rồi. Dự án này cứ như thế bỏ qua, hoa hồng của mỗi nhà năm nay đều phải đưa tao gấp 3, công ty nhà lão nhị tao sẽ thu hồi lại, các người nên làm gì thì làm đi, đúng là cái tên thành sự thì ít bại sự thì có thừa mà. Lý Thiên Hạo giận đến vỗ bàn. Sắc mặt của Lý Văn Hải khó coi cực kỳ, hắn nhỏ giọng nói, cha, có lẽ bọn họ đi ra ngoài chơi, hết pin, sạc pin xong sẽ mở máy. Mày dỗ con nít sao? Chuyện này nếu không phải do mày thì có thành thế này không? Lý Thiên Hạo cho Lý Văn Hải một bạt tay. Được, bây giờ đã gần 7 giờ rồi, hẳn là cũng mở máy rồi, mày gọi thử một cuộc xem. Lý Văn Hải run rẩy gọi cho Lý Tử Nhiễm, không ngờ lần này có thể gọi thông. Alo, sáng sớm gọi điện thoại có bệnh à? Điện thoại kết nối truyền đến âm thanh lạnh lùng của Diệp Quân Lâm. Tất cả mọi người lúc này đều vừa mừng vừa sợ. Quân Lâm à, chú là chú hai của con Văn Hải đây. Lý Văn Biển lập tức nói. Lý Văn Hải à, gọi điện có việc gì? Đầu óc có vấn đề sao? Diệp Quân Lâm nói như thế làm Lý Văn Hải tức muốn nổ phổi. Nhưng ông ta vẫn tâm bình khó hòa mà nói, Quân Lâm, Tử Nhiễm đâu? Để con bé nghe điện thoại đi, chú có chuyện quan trọng. Cô ấy đang ngủ, không tiện nghe điện thoại. Có chuyện gì nói với tôi là được rồi. Diệp Quân Lâm trực tiếp từ chối. Lý Văn Hải cười cười nói, Quân Lâm, trước đó chuyện thu hồi chức vụ của Tử Nhiễm là mọi người sai rồi, chúng ta quyết định tiếp tục khôi phục lại thân phận của Tử Nhiễm một lần nữa, để Tử Nhiễm trực tiếp quay về điều hành Hoa Đình. Bây giờ cậu tranh thủ thời gian mà đi đến nhà tổ của Lý ra đi, đây là lệnh của ông nội. À, là muốn khôi phục chức vụ, Tử Nhiễm đã có công việc mới rồi, cảm ơn. Tút tút tút. Diệp Quân Lâm lập tức cúp điện thoại. Tao hận không thể giết chết thằng đó. Lý Văn Hải bị chọc đến tức chết. Tranh thủ thời gian gọi hỏi xem bọn họ ở đâu. Ngu chết rồi à. Lý Thiên Hạo lại đánh vào một bên mặt của Lý Văn Hải.
Lý Văn Hải lại gọi điện một lần nữa, Quân Lâm, chú biết là bọn chú làm thế không đúng, lần này là sai lầm, chú cam kết sẽ không có lần sau đâu. Cháu nói địa chỉ đi, bọn chú đến tìm cháu. Không được, lúc thì đuổi, lúc thì phục hồi chức vụ, mấy người đang đùa sao? Xem Tử Nhiễm là công cụ. Diệp Quân Lâm tức giận. Lý Văn Hải lập tức nói, chỉ cần Tử Nhiễm quay lại, bất cứ yêu cầu gì của hai đứa, những thứ như lương thưởng đều không là vấn đề. Được, bảo Tử Nhiễm quay về cũng được, nhưng ai đuổi cô ấy đi thì tự đến mời về. Lý Văn Hảo nói, là chú đuổi, chú đến mời. Không, chú làm gì có quyền này, là Lý Thiên Hạo đuổi, Lý Thiên Hạo tự mình đến mời. Thái độ của Diệp Quân Lâm rất kiên quyết. Cái gì, bảo tôi tự mình đến mời con nhà đầu ấy về. Diệp Quân Lâm cậu muốn chết sao? Lúc này, Lý Thiên Hạo cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Kỳ thực lúc này Lý Tử Nhiễm đã sớm tỉnh, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Cô nhìn Diệp Quân Lâm một cách kỳ lạ. Anh đã thực sự đúng. Lý gia rất muốn cô trở lại. Đến cùng thì tại sao? Thời điểm nghe thấy Diệp Quân Lâm nói muốn ông nội đích thân đến mời cô trở lại, Lý Tử Nhiễm sợ hãi, theo bản năng lôi kéo cánh tay Diệp Quân Lâm. Lý Thiên Hạo từ trước đến nay đều hết sức uy nghiêm, sao có thể tự mình đến mời cô? Diệp Quân Lâm làm vậy chính là đang chọc giận ông. Được, Lý Thiên Hạo không đích thân đến thì quên đi. Tạm biệt. Diệp Quân Lâm gác điện thoại. Lý Tử Nhiễm đẩy anh một cái, anh bị điên à? Dám nói ông nội đến mời em về, muốn gọi chúng ta đến, nghe giọng nói giống như có chuyện rất quan trọng. Đừng, cứ đợi một lúc nữa. 3, 2, 1, reng reng. Quả nhiên Diệp Quân Lâm vừa đếm xong điện thoại đã đổ chuông. Giọng nói bắt lực của Lý Văn Hải truyền đến, cha đã đồng ý đến, nói tôi biết địa chỉ. Khách sạn Bowman ở làng đại học. Số phòng. Diệp Quân Lâm mỉm cười, các người không cần phải biết số phòng, Lý Thiên Hạo đến, chúng tôi sẽ xuống. Diệp Quân Lâm làm vậy là để ngăn việc Lý Thiên Hạo không đến. Sao, ông nội thực sự sẽ đến? Lý Tử Nhiễm lớn lên dưới cái bóng của Lý Thiên Hạo, lúc này dĩ nhiên sợ đến mức run lên. Căng thẳng cái gì, ông ta là đến mời em quay lại. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Lý Tử Nhiễm bị dọa đến quên mất lời dự đoán trước đó của Diệp Quân Lâm. Lý Thiên Hạo sẽ đích thân đến mời cô trở lại. Khoảng nửa giờ sau, một chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước khách sạn. Lý Thiên Hạo xuất hiện trong tầm mắt. Được rồi, chúng ta xuống thôi. Lý Tử Nhiễm toàn thân run lên, nắm chặt lấy cánh tay Diệp Quân Lâm. Thời điểm Lý Thiên Hạo nhìn thấy Lý Tử Nhiễm, ông cụ vô thức hét lên, Lý Tử Nhiễm cháu. Hừ, nhanh lên xe ông nội có chuyện quan trọng muốn bàn với cháu. Lên xe đi. Lý Tử Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của ông nội liền trợn tròn mắt. Ông nội vậy mà lại cười với cô. Trong xe, không phải bàn đến Lý Thiên Hạo đối với Lý Tử Nhiễm tốt thế nào. Tử Nhiễm, ông nói chính sự một chút, trước đây không phải cháu vẫn luôn muốn khai phá công viên sinh thái thành Tây sao? Bây giờ cơ hội đến rồi, cục trưởng Ngô của cục xây dựng thành phố muốn cháu đích thân đến trình bày kế hoạch và phương án quy hoạch các thứ. Cháu nhất định phải cố lên. Ông nội tin cháu có thể nắm bắt cơ hội này. Bằng cách này, Lý Tử Nhiễm được cử đến tòa nhà văn phòng chịu trách nhiệm dự án. Thời gian là hơn 7 giờ 5. Không, cuối cùng Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm cũng đến văn phòng. Vừa nhìn thấy Lý Tử Nhiễm, cục trưởng Ngô, Ngô Dũng đã lập tức đứng dậy đi đến nghênh đón, Lý Tiểu Thư đến rồi. Mời ngồi, Lý Tiểu Thư và vị tiên sinh này muốn dùng trà hay cà phê? Tôi trà, cho cô ấy cà phê. Diệp Quân Lâm tự nhiên ngồi xuống. Lý Tử Nhiễm cũng trợn tròn mắt. Đây chính là cục trưởng Ngô của cục xây dựng thành phố. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả Diệp Kiện Sâm của Diệp gia gặp ông ta cũng phải nghiêng mình chào hỏi. Làm thế nào mà ông ta đối với bọn họ lại nhiệt tình như vậy? Loại thái độ này giống như đang hạ mình. Có nghe thấy không, nhanh đi thu xếp. Ngô Dũng nói với thư ký. Nào, Lý Tiểu Thư mời ngồi. Ngô Dũng cung kính nói với Lý Tử Nhiễm. Ngồi đi. Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm vẫn đang thất thần, Diệp Quân Lâm liền kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Rất nhanh trà và cà phê được mang đến. Hai tay cầm tách cà phê của Lý Tử Nhiễm một mục run rẩy. Diệp Quân Lâm hai chân bắt chéo, tư thế như ông chủ lớn ngồi đó. Ngô Dũng đứng trước mặt như một người phục vụ, lễ độ cung kính.
Ông ta thậm chí còn không dám nhìn Diệp Quân Lâm. Đây chính là vị kia trong truyền thuyết. Sau khi Lý Tử Nhiễm cố gắng bình ổn cảm xúc, liền đứng dậy đưa ra bản kế hoạch, Ngô. Xin chào Cục trưởng Ngộ, tôi là Lý Tử Nhiễm, đây là bản kế hoạch của tôi. Mời ông xem cùa. Ngô Dũng mỉm cười, năng lực của Lý Tiểu Thư rõ như ban ngày, bản kế hoạch không cần xem nữa, chúng tôi rất yên tâm. Phê hem, khi Ngô Dũng tiếp xúc với ánh mắt đáng sợ của Diệp Quân Lâm, ông ta liền bật người nhận bản kế hoạch, cùng mấy người phụ trách dự án nghiên cứu. Lý Tử Nhiễm ở bên cạnh tỉ mỉ trình bày. Khoảng nửa giờ sau, Ngô Dũng đứng dậy cười nói, chúng tôi thực sự đã không nhìn lầm Lý Tiểu Thư. Rất hoàn mỹ, chúng tôi đối với phương án này đánh giá 95 điểm. Một số chi tiết chúng ta đều đã sửa chữa qua, hiện tại rất hoàn mỹ. Diệp Quân Lâm mỉm cười, cũng chính là nói chọn chúng tôi rồi. Ngô Dũng gật đầu, sự tuyển tổng cộng có 33 công ty tham gia đấu thầu. Trước mắt mà nói Lý Tiểu Thư có số điểm cao nhất. Hơn nữa trước đó chúng tôi đã khảo sát qua năng lực của công ty Hoa Đình và tập đoàn Lý Thị, về cơ bản hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm. Hiện tại chỉ còn là quá trình, 3 ngày sau đến ký hợp đồng là có thể. Lý Tử Nhiễm chỗ nào cũng nghe không hiểu, đây chính là quyết định chọn cô rồi sao? Diệp Quân Lâm đứng dậy, kéo Lý Tử Nhiễm rời khỏi, nhân tiện nói, cảm ơn. À, không dám không dám. Việc nên làm thôi. Ngô Dũng nghe Diệp Quân Lâm nói cảm ơn, sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Dù đã đi ra bên ngoài, Lý Tử Nhiễm vẫn như đang còn trong mộng. Mười mấy người Lý Thiên Hạo lập tức xông tới vây quanh, Tử Nhiễm à, thế nào rồi? Ông nội, sơ tuyển qua rồi, điểm của cháu là cao nhất, 95 điểm. Cục trưởng Ngô muốn cháu 3 ngày sau đến ký hợp đồng, dự án liền do cháu. Chúng ta chịu trách nhiệm khai phá. Nhưng mà vẫn còn đang trong quá trình thực hiện, mọi việc vẫn phải giữ bí mật. Lý Tử Nhiễm muốn nói dự án này do chính cô khai phá, nhưng nhìn đến Lý Thiên Hạo, cô lại theo bản năng sửa miệng. Được, được lắm, Tử Nhiễm cháu đúng là niềm tự hào của ông nội, cháu là công thần của Lý rồi. Lý Thiên Hạo kích động nói. Những người khác cũng vui mừng không gì sánh được. Suy cho cùng, thì đây cũng là một dự án lớn tỷ đô. Lý Tử Nhiễm cảm thấy có chút không thật. Kể từ khi Lý Tử Nhiễm có thể ghi nhớ đến nay, Lý Thiên Hạo chỉ khen ngợi cô 2 lần. Lần đầu tiên là vào 6 năm trước, khi cô gả cho thương nhân mới nổi Diệp Lâm Quân. Lần này khen ngợi này làm cô cảm thấy không chân thực. Lý Thiên Hạo vẫn có chút lo lắng hỏi, Tử Nhiễm hiện tại dự án này chính là đã định cho chúng ta rồi sao? Chỉ cần 3 ngày sau ký hợp đồng là được, cháu chắc chắn chứ? Lý Tử Nhiễm gật đầu, ông nội. Cháu chắc chắn. Được, ông yên tâm rồi. Lý Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm trở về nhà. Một nhà Lý Thiên Hạo cũng về nhà. Lý Văn Hải mỉm cười, cha, thật là không ngờ. Thật sự lấy được rồi. Con đã nhờ một người bạn hỏi thư ký của Cục trưởng Ngô ở Cục xây dựng, đó là sự thật. Lý Thiên Hạo đỏ mặt, ừ, đối với Lý gia ta mà nói đúng là chuyện đại hỷ. Trương Tùng do dự nửa ngày, vẫn mở miệng hỏi, ông nội, ông thật sự muốn đem toàn quyền khai phá dự án này cho Lý Tử Nhiễm sao? Cháu sợ Diệp Quân Lâm lòng có dã tâm, đến lúc đó dự án này với chúng ta sẽ không còn một chút quan hệ nào. Lý Thiên Hạo cười cười nói, Tùng à, ông đã sớm nghĩ đến rồi. Cháu không nghe những gì ông vừa nói sao? Hiện tại dự án này đã xác định là của chúng ta rồi, 3 ngày sau chỉ cần ký tên là được. Đến lúc đó Lý Tử Nhiễm đã hết giá trị, huống chỉ cái công ty Hoa Đình nhỏ bé của nó có thể gánh nổi dự án 1 tỷ này sao? Cho nên, 3 ngày sau các cháu đi đến ký vào hợp đồng. Ông chỉ cho Lý Tử Nhiễm một chức vụ trên danh nghĩa, thực chất không có bất kỳ dính líu nào đến việc khai phá dự án. Ha ha ha, ông nội một chiêu này của ông thật cao. Trương Tùng cười đến mức âm hiểm. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan không thể tin nổi nhìn Diệp Quân Lâm. Thực sự bị anh đoán đúng rồi, cha đúng là đã đến mời Tử Nhiễm. Cha, lần đánh cược này cha thua rồi. Diệp Quân Lâm cười cười. Nhưng làm thế nào mà dự án này lại thuộc về chúng ta? Có rất nhiều công ty mạnh hơn Lý gia không phải sao? Thế nào mà lại đến lượt Lý gia chứ? Lý Văn Uyên vẻ mặt nghỉ hoặc. Không chỉ ông, Lý Tử Nhiễm cũng không tin. Đúng vậy, vì sao lại chỉ định em đến ký tên chứ? Lý Tử Nhiễm chớp mắt, đợi một lời giải thích từ Diệp Quân Lâm.
Bởi vì cô luôn cảm thấy Diệp Quân Lâm ở phía sau đã thúc đẩy mọi thứ, anh nói cái gì là sẽ thực hiện được cái đó. Diệp Quân Lâm mỉm cười, Tử Nhiễm mọi người đã quên rồi sao? Đêm đó chúng ta tham gia bữa tiệc, sau cùng Thanh Long thiếu tướng kia đã nói thế nào? Lý Văn Uyên ngay lập tức nói, cha hiểu rồi. Đây chính là ý của Thanh Long thiếu tướng. Nhân vật lớn quả nhiên là lời hứa đáng giá nghìn vàng. Nếu không mọi người nghĩ xem, ai có thể ra lệnh cho cục trưởng Ngô chứ? Lý Tử Nhiễm bối rối nở nụ cười, còn tưởng rằng lúc đó Thanh Long thiếu tướng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nhân vật lớn một lời đã nói ra thì nhất định phải thực hiện. Diệp Quân Lâm cười cười. Chỉ cần tiếp nhận dự án này, nhà ta sẽ được cải thiện rất nhiều. Nhã Lan em hãy làm một bàn đồ ăn ngon, chúng ta phải ăn mừng chứ. Lý Văn Uyên mỉm cười. Có lẽ là do tâm tình tốt. Hai vợ chồng nhìn Diệp Quân Lâm cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Lý Tử Nhiễm nói với Diệp Quân Lâm, anh cũng đừng sốt ruột đi tìm công việc, anh theo bên cạnh giúp đỡ em đi. Ừ, được, anh sẽ giúp đỡ em thật tốt. Chớp mắt đã đến 3 ngày sau. Lý Tử Nhiễm thay một thân tiểu tây trang, cùng Diệp Quân Lâm cũng một thân chính trang. Hai người sẽ cùng đi ký hợp đồng. Quân Lâm hay là em báo với ông nội một tiếng, dù sao bọn họ cũng rất quan tâm chuyện này. Lý Tử Nhiễm hỏi ý Diệp Quân Lâm. Anh cảm thấy không cần thiết, việc này cùng bọn họ không có quan hệ gì. Diệp Quân Lâm nói. Em vẫn nên nói một chút. Lý Tử Nhiễm gọi điện thoại cho Lý Thiên Hạo. Tử Nhiễm à, có chuyện gì sao? Ông nội, bây giờ cháu sẽ đi ký hợp đồng, nên báo với ông một tiếng. À, chuyện này sao? Chị họ và anh rể của cháu đã đi rồi, cháu không cần đi, yên tâm, chúng ta sẽ thay mặt cháu ký tên. Cháu đến Hoa Đình làm việc đi, chuyện này cháu không cần lo nữa, an tâm đi làm đi. Lý Thiên Hạo rất nhanh liền không còn kiên nhẫn gác điện thoại, Lý Tử Nhiễm tròn tròn mắt, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống. Có chuyện gì? Ông nội nói chuyện này cùng em không có quan hệ, có người đã thay em đi ký tên rồi. Lý Tử Nhiễm nghẹn ngào nói. Sau khi biết chuyện, Diệp Quân Lâm rất tức giận. Hóa ra Lý gia cũng giống như Diệp gia không biết sâu hỏi. Em yên tâm, thứ này thuộc về em, bất luận là kẻ nào cũng không thể lầy đi. Diệp Quân Lâm âm thanh trầm thấp nói. Diệp Quân Lâm xoay người đi ra ngoài gửi một tin nhắn, trực tiếp gửi cho Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố. Tại thời điểm này, ở hiện trường đấu thầu, hàng chục công ty cùng nhau ngồi chờ kết quả được công bố. Cuối cùng, người công bố kết quả là Cục Phó Cục Xây dựng thành phố, Vương Thành An. Tôi xin tuyên bố dự án công viên sinh thái Thành Tây sẽ do công ty Hoa Đình thuộc tập đoàn Lý Thị khai phá. Sau khi Vương Thành An tuyên bố kết quả, toàn bộ hiện trường một mảng ồn ào. Mọi người đều không hiểu tại sao Hoa Đình lại thắng thầu. Về phần đại diện của Hoa Đình, Trương Tùng và Lý Mộng Nguyệt cùng những người khác đã đứng lên nhận lời chúc mừng từ những người xung quanh. Xin mời đại diện công ty Hoa Đình ở bên dưới đến hậu đài để ký kết hợp đồng. Sau cùng người chịu trách nhiệm ký hợp đồng vẫn là Cục trưởng Ngô Dũng. Phó Cục trưởng chỉ đến để công bố kết quả. Lý Tử Nhiễm tiểu thư đâu? Ngô Dũng ngắng đầu nhìn mấy người trước mặt, trong mắt lộ ra sắc mặt chán ghét. Xin chào ông, Cục trưởng Ngô, Tử Nhiễm bận rộn việc khác, để chúng tôi thay mặt cô ấy đến ký tên. Trương Tùng mỉm cười. Lý Mộng Nguyệt bên cạnh phụ họa nói, Cục trưởng Ngô, dù sao kết quả đấu thầu cũng đã tuyên bố, đều đã định là chúng tôi rồi, ai đến ký tên còn không phải đều giống nhau sao? Ngô Dũng cười lạnh nói, chuyện này sao có thể giống nhau, các người thay mặt Lý Tử Nhiễm tiểu thư đến ký hợp đồng, cô sẽ ký tên của cô ấy sao, hay là tên của một người khác? Thôi tổ Lý Mộng Nguyệt do dự. Bọn họ khẳng định không hề có ý định ký tên của Lý Tử Nhiễm. Đó không phải là sẽ trở thành của Lý Tử Nhiễm rồi sao? Bọn họ là muốn ký tên của Lý Thiên Hạo. Lý Tùng Khuê lên tiếng nói, đúng rồi, Cục trưởng Ngô có thể không biết, tập đoàn Lý thì chúng tôi tuy rằng chia làm rất nhiều công ty, nhưng chủ tịch vẫn là Lý Thiên Hạo tiên sinh, được sở hữu cổ phần tuyệt đối của công ty. Hợp đồng lần này có thể ký tên Lý Thiên Hạo tiên sinh, Lý Tử Nhiễm cũng đã tán thành. Ngô Dũng lắc đầu, điều này là không thể. Người chúng tôi chỉ định chính là Lý Tử Nhiễm, Lý Thiên Hạo là ai tôi không cần biết. Nhưng nếu cậu nói Lý Tử Nhiễm tiểu thư đã đồng ý, vậy tôi liền gọi điện thoại hỏi, chỉ cần cô ấy đồng ý, bên phía tôi liền đồng ý. Nhìn thấy Ngô Dũng sắp gọi điện thoại,
ba người Trương Tùng lập tức hoảng sợ. Lý Tử Nhiễm có đồng ý hay không, bọn họ ngay cả hỏi cũng chưa từng. Sau khi điện thoại được kết nối, Ngô Dũng trực tiếp hỏi, Lý Tử Nhiễm tiểu thư xin hỏi là cô đồng ý để người khác thay cô đến ký hợp đồng ngoài ra còn dùng tên của Lý Thiên Hạo tiên sinh để ký. Vừa nghe Ngô Dũng hỏi như vậy, Lý Tử Nhiễm ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu cô nói đồng ý, từ nay về sau, dự án này cùng cô một phân quan hệ cũng không có. Nhưng nếu nói không, phỏng chừng ông nội sẽ hận chết cô. Đây là muốn cô chọn giữa quyền lợi và ông nội trước mắt. Tôi đồng. Lý Tử Nhiễm do dự nửa ngày, vừa muốn nói đồng ý liền bị Diệp Quân Lâm đoạt điện thoại. Không có sự đồng ý, bọn họ đến cả điện thoại cũng không hề gọi. Đã xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì từ bỏ dự án này, nói ai muốn thì làm đi. Diệp Quân Lâm nghỉ hoặc nói. Sau khi tắt điện thoại, mặt cục trưởng Ngô đều tối lại. Gắt gao nhìn chằm chằm mấy người Trương Tùng. Một vài người đã được nhận thức được vấn đề liền cúi đầu, không dám nhìn thẳng cục trưởng Ngô. Tôi đã sớm nói với các người, dự án này từ đầu tới cuối đều phải do Lý Tử Nhiễm tiểu thư hoàn thành. Bất luận là ai cũng không thể thay mặt. Nếu các người làm như vậy, tôi chỉ có thể đổi người. Có rất nhiều người có thể thực hiện dự án này. Nói cho các người biết, nếu vẫn muốn dự án này, thì nhanh chóng tìm Lý Tử Nhiễm tiểu thư đến ký hợp đồng. Nếu không, chúng tôi sẽ coi như các người bỏ cuộc. Nghe xong lời của cục trưởng Ngô, ba người liền nhanh chóng chạy đi. Cái gì, nhất định là Lý Tử Nhiễm sao? Ông tưởng rằng bất kỳ ai đến ký hợp đồng đều có thể chứ? Sau khi biết chuyện Lý Thiên Hạo trợn tròn mắt, Lý Văn Hải ngạc nhiên, cha, bây giờ phải làm gì? Chẳng lẽ phải thực sự để cho Lý Tử Nhiễm tiếp nhận dự án này sao? Không còn cách nào khác, nhưng cho dù sau khi Lý Tử Nhiễm tiếp nhận, hầu hết lợi ích đều nằm trong tay chúng ta, Tử Nhiễm vẫn rất nghe lời ông nói, đến lúc đó cho bọn chúng một chút lợi lộc là được. Dù sao cái công ty Hoa Đình nhỏ bé của nó cũng ăn không vô dự án này đâu, đến lúc đó vẫn sẽ cần chúng ta giúp đỡ. Lý Thiên Hạo nói, ông nội, nhưng việc khó khăn lúc này là làm thế nào để Lý Tử Nhiễm đi ký tên đây, loại tình huống này đã là lần thứ hai rồi. Có người hỏi, Lý Thiên Hạo cười nhạt một tiếng, hừ, ông đích thân đi đón nó dám không đi. Gọi cho nó một cuộc điện thoại. Điện thoại được kết nối, là Diệp Quân Lâm bắt máy, sao? Các người không cần đến, chúng tôi bận rồi. Nói xong, Diệp Quân Lâm liền trực tiếp gác điện thoại. Lý Tử Nhiễm có thể sẽ đồng ý. Nhưng bên cạnh cô còn có một Diệp Quân Lâm. Luôn làm chuyện xấu. Vậy phải làm sao bây giờ? Nói không chừng Diệp Quân Lâm lại mang theo Lý Tử Nhiễm biến mất. Nếu như đến chiều vẫn tìm không thấy, cục trưởng Ngô sẽ cho rằng chúng ta chủ động từ bỏ. Trương Tùng có phần lo lắng. Hừ, nó là đang đe dọa ông đấy. Muốn cùng ông nói điều kiện. Lý Thiên Hạo tức giận. Lý Thiên Hạo gọi điện thoại đến sau đó liền tức giận. Diệp Quân Lâm cậu có ý gì? Chẳng lẽ không muốn dự án này nữa? Diệp Quân Lâm cười nhạt nói, đúng, từ ban đầu vốn đã không liên quan đến chúng tôi. Các người không phải muốn lấn quyền Tử Nhiễm sao? Chúng tôi liền dứt khoát không cần dự án này nữa. Nghe vậy, giọng nói của Lý Thiên Hạo tức khắc liền dịu xuống. Quân Lâm à, ông nội không có ý gì khác, cháu mang Tử Nhiễm đến ký hợp đồng đi. Về sau, dự án này sẽ toàn quyền Tử Nhiễm khai phá. Đây cũng là ý của cục trưởng Ngô. Tôi không yên tâm, sợ Tử Nhiễm sẽ bị lấn quyền bất cứ lúc nào. Ai ra? Quân Lâm à, cháu nói điều kiện đi. Phải thế nào mới có thể để Tử Nhiễm đi ký tên? Lý Thiên Hạo tuy rằng tức giận muốn chết, nhưng cũng không còn biện pháp nào. Điều kiện à, thứ nhất, dự án này sẽ do công ty Hoa Đình toàn quyền khai phá, các công ty khác thuộc tập đoàn Lý Thị không được trực tiếp tham dự. Thứ hai, công ty Hoa Đình tách khỏi tập đoàn Lý Thị, trở thành một công ty hoạt động độc lập. Nhưng, Tử Nhiễm đã đáp ứng bộ phận khai phá của dự án sẽ cùng các người hợp tác, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Chỉ cần đáp ứng hai điều kiện trên, tôi lập tức sẽ mang Tử Nhiễm đi ký hợp đồng. Sau khi Diệp Quân Lâm nói xong, Lý Thiên Hạo đã muốn bùng nổ. Ý của Diệp Quân Lâm là muốn Lý Tử Nhiễm cùng Lý Gia hoàn toàn tách ra, dự án này về sau sẽ không còn một chút quan hệ nào với Lý Gia. Lý Gia muốn chia một phần lợi nhuận, phải dựa vào Lý Tử Nhiễm bổ thí. Nhưng điều trọng yếu trước tiên là phải ký được hợp đồng. Ông khẳng định phải ăn miếng thịt này. Được, ông đồng ý.
Lý Thiên Hạo hít một hơi thật sâu. Chỉ hứa thôi là chưa đủ, phải lập tức làm thủ tục. Diệp Quân Lâm cười nói. Cậu! Lý Thiên Hạo chỉ hận không thể lột ra rút gân Diệp Quân Lâm. Anh không để cho người khác chút thời gian nào để trì hoãn. Được, ông sẽ cho người đi làm. Chỉ trong vòng 3 giờ, Lý Thiên Hạo đã cho người làm xong tất cả thủ tục. Công ty Hoa Đình tách khỏi tập đoàn Lý Thị, hoàn toàn trở thành công ty của Lý Tử Nhiễm. Vâng, được, bây giờ chúng tôi đi ký tên. Diệp Quân Lâm mang theo Lý Tử Nhiễm đến nơi đấu thầu, thành công cùng cục trưởng Ngô ký hợp đồng. Lý Tử Nhiễm vẫn như đang trong mộng, một dự án hơn 1 tỷ liền do chính cô khai phá. Từ phá sản cho đến khi đảm nhận một dự án lớn như vậy. Lý Tử Nhiễm đều không dám nghĩ đến. Ký hợp đồng. Đám người Lý Thiên Hạo vui buồn lẫn lộn. Diệp Quân Lâm cũng quá độc ác đi, gần như cắt đứt toàn bộ con đường của chúng ta. Lý Văn Hải nói. Dựa vào cái gì chứ? Lý Tử Nhiễm một mình nó nuốt trôi dự án này sao? Nếu không có bối cảnh của Lý gia ta, nó lấy cái gì để ký hợp đồng chứ? Đúng vậy, cô ta một mình độc chiếm, chúng ta không phục. Lý Tùng Khuê, Lý Mộng Nguyệt và một vài người khác đều một mặt căm phẫn. Lý Văn Phi cười cười, mọi người yên tâm đi, dự án này vẫn có phần chúng ta. Cho dù công ty Hoa Đình đã tách ra, cha vẫn có 30% cổ phần ở đó, huống chi dự án 1 tỷ này có thể tùy tiện khai phá sao? Nguồn nhân lực và tài chính đều không thể thiếu. Một Hoa Đình nhỏ nhoi làm sao có thể? Lý Tùng Khuê ngay lập tức nở nụ cười, đúng vậy, hiện tại công ty Hoa Đình gần như đang trong trạng thái phá sản, vẫn còn nợ tiền ông nội kia mà. Để khai phá dự án, bọn họ lấy đâu ra tiền vốn, một phân tiền cũng không có. Diệp Quân Lâm là một tên phế nhân không cần cân nhắc, Lý Tử Nhiễm cũng không có mối liên hệ nào. Đến lúc đó còn không phải là cầu chúng ta đầu tư sao? Ha ha ha! Lý Văn Hải cười xấu xa nói, cha, con cảm thấy chúng ta nên tạo cho bọn họ một chút áp lực. Trước tiên đòi lại 280 vạn rồi nói sau. Lý Thiên Hạo mỉm cười, lão nhị, tâm của con thật xấu xa, nhưng biện pháp này rất tốt. Tùng Khuê, con đi đòi tiền đi. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đã nhận được tin tức. Hai người vô cùng kích động. Đặc biệt chuẩn bị một bữa cơm đợi hai người Diệp Quân Lâm. Tuy rằng ký được hợp đồng lớn nhưng Lý Tử Nhiễm vẫn rầu rĩ không vui. Cha mẹ, lần này triệt để làm mắt lòng ông nội rồi. Ông nội phỏng chừng sẽ hận chết chúng ta. Lý Tử Nhiễm nói. Lý Văn Uyên lại nói, mặc kệ bọn họ, từ trước đến nay, địa vị nhà chúng ta trong gia tộc vẫn luôn thấp nhát. Ông nội con, chưa bao giờ để mắt đến chúng ta. Lần này nhất định chúng ta phải làm ra thành quả cho ông nội con xem L. Phải. Con sẽ làm việc chăm chỉ. Lý Văn Uyên nói với Diệp Quân Lâm, Quân Lâm à, tuy rằng chuyện lần này con không có công lao gì, nhưng từ khi con trở về vận khí nhà ta liền trở nên tốt hơn, nào, chúng ta uống một chút. Chính vào lúc Lý Văn Uyên lấy ra rượu ngon, Lý Tùng Khuê đến. Chú ba là ông nội cử cháu đến, đây là giấy nợ, phiền chú ba trả lại 280 vạn đã mượn. Sau khi Lý Tùng Khuê nói rõ mục đích của mình, ba người Lý Văn Uyên giống như bị sét đánh giữa trời quang, trong đầu ầm một tiếng. Lý Tùng Khuê cười cười, ông nội nói rồi, ông muốn hẹn một vị chuyên gia người nước ngoài đến xem bệnh, hiện tại lại không có tiền, chỉ có thể hỏi nhà chú ba thôi. Tình hình có chút gấp rút, trong vòng 3 ngày nhất định phải hoàn tiền. Nếu không, bệnh của ông nội sẽ nghiêm trọng hơn. Lý Tùng Khuê rời đi, lại tát cho Lý Tử Nhiễm bọn họ một gáo nước lạnh. Ba người Lý Tử Nhiễm một dạng ủ rũ. Diệp Quân Lâm hỏi, làm sao vậy? Lý Tử Nhiễm cắn môi nói, không có tiền, công ty cùng trong nhà đều không có tiền. Không lâu sau khi công ty đi vào hoạt động, trong tài khoản ngay cả 50 vạn cũng không có. Về phần trong nhà càng không phải nói, thiếu chút nữa ngay cả học phí của em trai cũng không đóng nổi. Lý Tử Nhiễm vẫn còn một em trai học ở nước ngoài, chính vào lúc cần tiền, tiền trong nhà đều không còn. Lý Văn Uyên thở dài. Cha biết ông nội sẽ không thể cứ như vậy mà quên đi. Cha biết, lần này ông ấy muốn ép chết chúng ta, cho đến khi chúng ta đem tiền trả lại. Mặt Lý Tử Nhiễm xám xịt, vấn đề không chỉ là trả tiền, khai phá dự án cũng cần tiền vốn, chúng ta thậm chí vốn ban đầu để phát động dự án cũng không có. Cần phải lôi kéo đầu tư, nhưng cũng rất khó, đến lúc dự án bị hoãn lại, đối phương sẽ hủy hợp đồng. Không phải vậy chứ,
hiện tại chúng ta đang bị ngân hàng bên kia cảnh cáo, không thể vay được một xu. Lý Văn Uyên cơ hồ muốn khóc. Nói đi nói lại, vấn đề lớn nhất mà nhà bọn họ phải đối mặt lúc này chính là tiền. Chỉ cần có tiền là có thể giải quyết mọi thứ. Đàn ông mà không có tiền thì chẳng còn ra cái thớ đàn ông. Huống chỉ hiện tại không phải chỉ là vấn đề tiền bạc. Lý Văn Uyên tiếp tục nói, cha đều đoán ra được, kế hoạch của ông nội con chính là làm cho chúng ta phải đến tìm bọn họ vay tiền đầu tư, sau cùng kỳ thực là đem dự án này tặng cho bọn họ. Lý Tử Nhiễm bất lực nói, thực sự không thể, không bằng chúng ta buông tay, đưa cho ông nội đi. Công ty Hoa Đình hiện tại ở trong tay, chúng ta từng bước tiến lên. Diệp Quân Lâm lên tiếng, muốn từ bỏ rồi. Vấn đề tiền bạc anh sẽ giải quyết, 280 vạn không thành vấn đề. Mọi người đều nghỉ hoặc nhìn Diệp Quân Lâm, cái gì? Vấn đề tiền bạc anh sẽ giải quyết, anh vừa ra tù, anh làm sao có tiền? Anh sẽ nghĩ cách. Trên người Diệp Quân Lâm có một tấm thẻ, chính anh cũng không biết có bao nhiêu tiền. Anh không cần miễn cưỡng, đừng làm chuyện gì quá giới hạn. Thật sự không được, chúng ta sẽ từ bỏ. Lý Tử Nhiễm lo lắng nhìn Diệp Quân Lâm. Lo sợ anh sẽ làm ra những chuyện cực đoan. Yên tâm đi, chuyện này giao cho anh giải quyết. Diệp Quân Lâm nắm lấy tay cô. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm một mình ra ngoài. Vừa đến ngã tư, một chiếc Maybach đã đậu bên cạnh. Thanh Long thiếu tướng từ trên xe đi xuống, nghênh đón Diệp Quân Lâm lên xe. Gần đây Diệp gia thế nào rồi? Có ai đến xin lỗi không? Diệp Quân Lâm hỏi. Thanh Long thiếu tướng lắc đầu. Không có ai trong gia đình Diệp tướng quân hồi cải. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt Diệp Quân Lâm, phải tạo ra một chút áp lực rồi. Sau khi đến ngân hàng, Diệp Quân Lâm một lần rút ra 500 vạn tiền mặt. Điều này khiến cho nhân viên ngân hàng khiếp sợ. Đặc biệt là người đàn ông đứng cạnh Diệp Quân Lâm, một thân quân trang, trên vai mang một ngôi sao. Là một thiếu tướng. Tổng giám đốc của trụ sở chính ngân hàng Tô Hàng, Lưu Hoàng Nghị đã đến tận nơi để phục vụ. Sau cùng, ông và một người phụ nữ cao giáo có gương mặt khả ái tên Thẩm Họa Mặc giúp mang tiền đến lối VIP ra ngoài. Thẩm Họa Mặc không khỏi nhiều lần liếc nhìn Diệp Lâm Quân, cảm thấy có chút quen thuộc. Thân phận vị này quá dọa người rồi, ngay cả chủ tịch của chúng ta cũng bị dọa đến thiếu chút nữa đã chạy tới. Sau khi hai người đi, Lưu Hoàng Nghị liền thở ra một hơi. Thẩm Họa Mặc bối rồi hỏi, giám đốc Lưu, vị này có thân phận gì vậy? Vị mặc quân phục bên cạnh hẳn là quan chức rất lớn đi. Lưu Hoàng Nghị thì thầm, đó là một vị thiếu tướng thực sự. Một người để thiếu tướng làm tùy tùng cô nghĩ xem. Thảm Họa Mặc hít một ngụm khí. Vì vậy, mọi chuyện ngày hôm nay ai cũng không được nói ra, toàn bộ giữ bí mật. Thẩm Họa Mặc gật đầu, điều này tôi hiểu. Bất luận ai hỏi đến chỉ cần nói rằng đã cho vay rồi, cô hãy lập một phần phiếu cho vay gì đó đi. Đã giỏi. Buổi tối, thời điểm Diệp Quân Lâm mang 5 dương tiền về nhà, ba người Lý Văn Uyên đều trợn tròn mắt. Họ đếm đi đếm lại 3 lần, xác định là 500 vạn. Anh, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Sẽ không phải là đi vay nặng lãi chứ? Lý Tử Nhiễm kinh hãi. Cái gì mà vay nặng lãi? Mọi người không cần lo lắng. Dù sao thì cũng lấy được tiền rồi nhanh đi giải quyết chuyện khẩn cấp đi. Diệp Quân Lâm nói. Đúng vậy. Giải quyết vấn đề trước rồi nói sau. Lý Văn Uyên cũng nói. Lý Tử Nhiễm nghỉ hoặc hỏi, nhưng 280 vạn là đủ rồi. Anh lấy 500 vạn để làm gì? Đến lúc đó em sẽ biết. Biết tin tiền sắp được trả lại, Lý Văn Hải tự mình đến lấy tiền. Động tác lần này của Lão Tam thật là nhanh chóng, các người đập nồi bán sắt gom được 280 vạn rồi. Thật sự làm khó các người rồi, tôi còn nghĩ không thể trả lại chứ. Lý Văn Hải châm chọc khiêu khích. Lý Văn Uyên trừng mắt nhìn hắn một cái này không cần anh hai quan tâm. Dù sao tôi cũng đã gom đủ 280 vạn, có thể trả lại là được. Nhưng Lý Văn Hải lại quay lại, cười khẩy nói, ai nói là 280 vạn. Nhiều ngày như vậy không cần phải tính lãi sao. Giấy nợ ở đây, nếu tính cả lãi mà nói, đại khái là 500 vạn, tóm lại các người đưa 500 vạn là được. Cái gì, 500 vạn? Khi nào lại thành 500 vạn rồi? Cho vay nặng lãi cũng không cao như vậy. Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm đều há hốc miệng. Triệu Nhã Lan nói, lúc ban đầu cha đã đồng ý cho chúng tôi vay không điều kiện. Thế nào bây giờ lại có lãi?
Em dâu à, em thật ngây thơ. Cha cho vay tiền là muốn giúp đỡ các người, nhưng mọi người đều là người kinh doanh, đừng lấy tình thân ra đây. Các người tự mình xem giấy nợ đi, tôi còn có cách gì? Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên cầm giấy nợ tính qua, đúng thật là có lãi. Cuối cùng bọn họ cũng biết nguyên nhân Diệp Quân Lâm cầm về 500 vạn. Nhưng giấy nợ này rõ ràng đã bị sửa qua. Thật nhẫn tâm. Ông nội lại đối với cô như vậy. Còn không bằng một người ngoài. Nước mắt của Lý Tử Nhiễm rơi xuống. Lý Văn Uyên cũng rất khó chịu. Kia chính là cha ruột. Vậy mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy tính toán ông. Thế nào, không chấp nhận, không chấp nhận cũng được. CTO sẽ kiện các người. Lý Văn Hải chế nhạo. Chấp nhận, sao lại không chấp nhận? Không phải là 500 vạn sao? Lấy đi. Lúc này, Diệp Lâm Quân đem 5 dương tiền bày ra trước mặt mấy người Lý Văn Hải. Mấy người Lý Văn Hải kiểm tra xong, đều sợ ngay người. Tiền đều là thật, hơn nữa còn không ít. Vừa vặn 500 vạn. Diệp Quân Lâm còn quay lại video, ghi lại cảnh xé giấy nợ. Ở đâu cậu có 500 vạn? Lý Văn Hải bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không cần ông quản, nhanh đi đi. Diệp Quân Lâm đem toàn bộ những người này đuổi ra ngoài. Trong nhà tổ Lý gia, mọi người nhìn 500 vạn trên bàn đều trợn tròn mắt. Tiền này rốt cuộc thế nào mà có? Lẽ nào một nhà Lý Tử Nhiễm vì không để chúng ta đụng vào dự án 1 tỷ mà không quản táng ra bại sản gom 500 vạn? Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Lúc này Lý Văn Phi đến. Cha, con đã điều tra ra rồi, 500 vạn này là Diệp Quân Lâm mang về. Hình như cậu ta có một số bất động sản bí mật, có thể được đem đi thế chấp. Lý Văn Phi nói. Lý Thiên Hạo nghiêm túc hỏi, chuyện này chắc chắn chứ? Chắc chắn, người phụ trách giải quyết việc này là Thẩm Họa Mặc tiểu thư, quản lý cấp cao của trụ sở chính ngân hàng Tô Hàng, chính miệng cô ta thừa nhận một người tên Diệp Quân Lâm đã đến vay tiền. Con đã phải dùng 10 vạn để có được một phần phiếu cho vay. Lý Thiên Hạo cầm lấy chứng từ, xác định không sai. Ha ha, vay tiền sao? Để ta xem nó làm sao trả. Khó khăn lớn nhất là làm thế nào để khai phá dự án. Cuối cùng thì cũng phải đến cầu chúng ta. Giải quyết xong một việc lớn như vậy, Lý Tử Nhiễm vẫn cảm thấy không chân thật. Họ vừa nhận được tin từ Lý gia, hóa ra toàn bộ số tiền này là do Diệp Quân Lâm vay. Lý Tử Nhiễm rất cảm động. Vẫn cứ nghĩ đến việc đem tiền trả lại. Chúng ta nên nhanh chóng lôi kéo đầu tư, phát động dự án. Nhưng đây là một vấn đề lớn, để khai phá dự án này, cần phải có một khoản đầu tư rất lớn đi. Dựa theo dự toán của Lý Tử Nhiễm ban đầu cần có 3.000 vạn tiền vốn phát động, sau đó vẫn cần có ít nhất là hơn 7.000 vạn. Lý Văn Uyên cũng nói rằng quá khó rồi. Anh có chủ ý nào không? Lý Tử Nhiễm nhìn Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp Quân Lâm mỉm cười, chúng ta phải đi tìm công ty lớn vậy. Hãy thử từng cái một, dự án này là một miếng mồi ngon, khẳng định sẽ có công ty đồng ý. Lý Tử Nhiễm gật đầu, em biết điều này. Nhưng em sợ một số công ty tuy rằng đồng ý, nhưng lợi nhuận họ muốn quá nhiều. Bọn họ khẳng định sẽ có những điều khoản ngang ngược. Hay cứ thử một lần, lỡ như có người trực tiếp bỏ vốn đầu tư mà không cần lợi ích thì sao? Diệp Quân Lâm tươi cười sáng lạn. Sao có thể như thế được? Lý Tử Nhiễm vô cùng nghi ngờ. Tử Nhiễm đột nhiên nói, đúng rồi, anh yên tâm đi, 500 vạn em sẽ trả lại, hy vọng nhanh chóng lôi kéo được đầu tư. Không cần trả, giữa em và anh còn nói những chuyện này làm gì? Diệp Quân Lâm mỉm cười. Nhưng anh vẫn phải trả lại tiền, hơn nữa anh lấy gì để trả chứ? Trong tay anh cũng không có tiền. Lý Tử Nhiễm nói như vậy, Diệp Quân Lâm liền gật gật đầu. Đợi sau khi dự án này kiếm được tiền, em dự định mua một căn nhà, chúng ta ở cùng cha mẹ cũng không thích hợp lắm. Lý Tử Nhiễm đặt kế hoạch mua nhà. Diệp Quân Lâm nghĩ đến cái gì đó. Không khỏi hỏi, còn nhớ nhà tân hôn của chúng ta không? Nhớ chứ, đó là căn biệt thự chúng ta tự tay thiết kế, quả thực phải dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Đáng tiếc thật. Lý Tử Nhiễm thở dài. Diệp Quân Lâm mỉm cười, Tử Nhiễm, anh dự định lấy lại biệt thự. Quân Lâm, hiện tại biệt thự là của Diệp gia, anh đừng làm chuyện ngốc nghếch, anh đấu không lại bọn họ đâu. Lý Tử Nhiễm khuyên nhủ. Yên tâm đi. Tuy rằng cam đoan như thế. Nhưng Diệp gia lấy đi thứ gì, anh đều sẽ lấy lại. Ngày hôm sau,
Lý Tử Nhiễm liền bận rộn đi tìm nhà đầu tư. Diệp Quân Lâm không đi cùng cô, trước tiên để Lý Tử Nhiễm gặp một số trắc trở, sau đó anh sẽ an bài việc đầu tư. Vợ chồng Lý Văn Uyên nhìn Diệp Quân Lâm ngồi trên sofa hút thuốc đều nhíu mày, vẻ mặt không vui. Cậu tắt thuốc đi, đứng lên, tôi cần nói chuyện với cậu. Lý Văn Uyên lạnh mặt, chán ghét nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm dụi tắt điều thuốc, đứng lên đi theo. Cha, cha có chuyện gì cứ nói. Lý Văn Uyên nhíu chặt hai đầu chân mày, cậu vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại sao. Diệp Quân Lâm cười cười, rất tốt mà, dự án đã lấy được, chỉ còn cần lôi kéo đầu tư, tiền đồ của Tử Nhiễm và chúng ta sau này liền một mảng rộng lớn. Gạch dưới đúng, chính là bởi vì tiền đồ của Tử Nhiễm rộng lớn, tình cảnh của cậu rất không tốt. Sao? Nghe Lý Văn Uyên nói như vậy, vẻ mặt Diệp Quân Lâm nghi hoặc. Cậu cũng biết rõ, chỉ cần dự án này hoàn thành, giá trị con người của Tử Nhiễm liền biến thành vài tỷ, tương lai của nó nhất định có một địa vị ở Tô Hàng. Đến lúc đó cậu cho rằng mình có xứng đáng với nó không? Tôi không nghi ngờ năng lực của cậu, chỉ là cậu phải hiểu rõ, cậu vừa mới ra tù, mà hiện tại cũng không như 6 năm trước, gây dựng sự nghiệp quá khó khăn rồi. Khoảng cách giữa cậu và Tử Nhiễm sẽ càng lúc càng lớn. Lý Văn Uyên nghiêm túc nói. Triệu Nhã Lan thêm vào, đúng đó, cậu cả ngày không làm gì. Ngay đến một công việc cậu cũng không có, làm sao xứng đáng với con gái tôi. Chính là như vậy, nếu về sau cậu vẫn là chồng của Tử Nhiễm, nó có bao nhiêu mất mặt. Chúng tôi sẽ tìm một cơ hội thích hợp để thương lượng với Tử Nhiễm, để hai đứa ly hôn. Điều này đối với cậu và Tử Nhiễm đều tốt, cậu chuẩn bị tâm lý đi. Lý Văn Uyên thở dài. Diệp Quân Lâm cười cười, cha mẹ, hai người đây là muốn qua cầu rút ván sao? Có ý gì, qua cầu rút ván, cậu thật sự cho rằng dự án là do cậu đem về. Cậu có giúp đỡ một chút, nhưng để có được dự án này, không phải là do nhìn chúng năng lực của Tử Nhiễm sao? Đúng, nói rất đúng, chuyện này cùng cậu một chút quan hệ cũng không có. Đối với việc này, Diệp Quân Lâm chỉ có thể cười một cái. Hai người yên tâm, con sẽ để Tử Nhiễm trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Diệp Quân Lâm cười nói. Triệu Nhã Lan nhìn anh chằm chằm, cậu lấy gì để Tử Nhiễm hạnh phúc, cậu đến cả một căn nhà cũng không có. Nếu nói biệt thự trước kia của cậu, tôi còn có thể tin, hiện tại thì sao? Cậu là một kẻ nghèo hàn hai bàn tay trắng, ở cũng là nhà chúng tôi, cậu không hổ thẹn à. Cậu trước tiên rời đi vài ngày đi, tôi tạm thời không muốn nhìn thấy cậu. Đúng vậy, gần đây Tử Nhiễm tương đối bận rộn, cậu ở bên cạnh chỉ làm nó phân tâm. Lý Văn Uyên thậm chí còn muốn đuổi Diệp Quân Lâm đi. Bị đuổi đi, Diệp Quân Lâm cũng không hề tức giận. Đây là những gì anh nợ Lý Tử Nhiễm. Xuống lầu. Một chiếc Rolls Royce Phantom đã lái đến. Thanh Long thiếu tướng xuống xe, tướng quân, mời. Diệp Quân Lâm lên xe. Triệu Nhã Lan ghé vào cửa sổ nhìn thấy liền nói, Văn Uyên anh nhanh đến xem, hình như Diệp Quân Lâm vừa lên một là chiếc xe sang trọng. Lý Văn Uyên lập tức đến gần nhìn xuống, liền thấy một chiếc Rolls Royce từ dưới nhà mình đi ra. Đây là Rolls Royce Phantom, chủ xe tuyệt đối là một nhân vật lớn. Diệp Quân Lâm làm sao có thể ngồi trên một chiếc xe như vậy? Lý Văn Uyên nói ngay lập tức. Triệu Nhã Lan liền nhẹ nhõm, em chỉ nhìn thấy bóng lưng phía sau, xem ra em nghĩ nhiều rồi, nếu nó đủ tiền mua một chiếc Rolls Royce, nó làm sao lại sống trong một căn phòng nhỏ 100 mét vuông này? Lý Văn Uyên hừ lạnh một tiếng, em vẫn còn hy vọng vào cái tên ăn bám vợ đó. Đúng vậy, em hy vọng cậu ta thật sự đói chết. Trong xe, Thanh Long hỏi. Tướng quân, bây giờ chúng ta đi đâu? Đến khu biệt thự Hoàng gia Vương Phủ. Biệt thự của anh nhất định phải lấy lại. Tướng quân, đã điều tra rõ rồi, người hiện giờ ở biệt thự của ngài là Sử Hồng Phiêu, anh ta hiện giữ chức Tổng Giám đốc Truyền thông Thiên Dự thuộc quốc tế kỳ hạ của Diệp Thị. Anh ta hiện tại là tâm phúc của Diệp Diệu Dương. Sau khi phản bội tướng quân ngài, anh ta liền về dưới trướng Diệp Diệu Dương. Diệp Diệu Dương là con trai Diệp Tây Huy, chú ba của Diệp Quân Lâm. Ăn chơi trác táng vô cùng, ngày ấy ở bữa tiệc kẻ nói muốn lấy Lý Tử Nhiễm chính là anh ta. Anh ta đã thèm muốn Lý Tử Nhiễm từ rất lâu. Nói đến tên Sử Hồng Phi, ánh mắt Diệp Quân Lâm phát lạnh. Gã từng là tâm phúc, là cánh tay trái của anh. Là Diệp Quân Lâm một tay để bạt gã, nếu không có Diệp Quân Lâm gã đã sớm bị bắt vì tội lừa đảo.
anh nhớ rất rõ, lúc anh gặp chuyện không may, Sử Hồng Phi liền trở thành con chó của Diệp gia, ngay lập tức liên hệ truyền thông và phóng viên trước tiên bôi đen Diệp Quân Lâm. Lại ngụy tạo nhiều chứng cứ Diệp Quân Lâm kinh doanh bất hợp pháp, thành công tống anh vào tù. Nhớ tới bộ dạng lễ độ cung kính trước mặt mình lúc trước của Sử Hồng Phi, Diệp Quân Lâm liền cảm thấy buồn cười. Rất nhanh đã đến khu biệt thự Hoàng gia Vương Phủ. Đứng trước ngôi biệt thự do chính tay mình thiết kế, ánh mắt Diệp Quân Lâm bừng lên sự tức giận. Nhà tân hôn của anh mà cũng dám ở. Phải chết. Quản gia của biệt thự nhìn thấy hai người Diệp Quân Lâm, bước ra hỏi, các người đến đây làm gì? Cần tìm ai? Diệp Quân Lâm mỉm cười, tôi đến xem nhà của mình. Cái gì, nhà của cậu, đầu óc cậu bị hỏng rồi. Tôi nói cho cậu biết, chủ nhân của nơi này là Sử Hồng Phi giám đốc truyền thông Thiên Dự. Quản gia chế nhạo nói. Nụ cười của Diệp Quân Lâm càng sâu, vậy Sử Hồng Phi không nói cho các người biết biệt thự này trước kia là của ai sao? Tôi quản hắn là ai làm gì, tôi chỉ biết Sử Tổng. Chính lúc này, một chiếc Porsche Panamera tiền đến. Quản gia liền ngay lập tức chạy đến mở cửa. Sử Hồng Phi mặc tây trang cùng giày ra bước xuống, một cô thư ký mặc trang phục chuyên nghiệp ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy, cô thư ký nhỏ có thân hình bóc lửa, đặc biệt là đôi chân dài bọc trong tất đen vô cùng quyến rũ. Thư ký cùng Sử Hồng Phi về nhà, không cần nghĩ cũng biết bọn họ muốn làm gì. Hai kẻ này là ai? Sử Hồng Phi nhìn thấy hai người đứng ở cửa lớn biệt thự, vẻ mặt không vui hỏi. Diệp Quân Lâm chậm rãi quay đầu lại. Lúc Sử Hồng Phi thấy anh, nháy máy liền kinh sợ. Thời điểm diễn ra bữa tiệc đưa ra thị trường của Diệp gia, gã vừa vặn ra nước ngoài công tác, do đó mà gã chưa gặp qua Diệp Quân Lâm. Bây giờ nhìn thấy Diệp Quân Lâm, trong lòng gã liền run rẩy. Không giống những người khác ở Diệp gia, Sử Hồng Phi đối với Diệp Quân Lâm có một loại tâm lý vừa kính trọng vừa sợ hãi. Nhất là khi gã đã làm ra việc có lỗi với anh, bây giờ nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Sử Hồng Phi liếc một cái cũng không dám. Sử Tổng đã rất vui vẻ đi. Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Sử Hồng Phi run rẩy hỏi, mày tới đây làm gì? Tới xem nhà của tôi. Diệp Quân Lâm quan sát căn biệt thự. Sử Hồng Phi lạnh cả da đầu, nhìn Diệp Quân Lâm nói, hiện tại biệt thự này với mày không có quan hệ gì, mày nhanh rời khỏi đây. Khóe miệng Diệp Quân Lâm kéo lên một nụ cười nhạt, nếu tôi không đi thì sao? Thư ký nhỏ của Sử Hồng Phi, Ngô Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, mày là cái thá gì? Còn dám ở đây dương oai? Cút khỏi đây, nếu không tao sẽ báo cho Diệp Tổng Diệp Diệu Dương, Diệp Quân Lâm mày sẽ bị đánh cho tàn phết. Thư ký nhỏ nhắc tới Diệp Diệu Dương, Sử Hồng Phi có chỗ dựa liền cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm, niệm tình mày trước kia là cấp trên của tao, tao không làm khó mày, mày nhanh chóng rời khỏi đây đi. Mày thì tính là cái gì? Cũng dám làm khó khăn tao. Diệp Quân Lâm cười nhạt. Ngô Thanh Nguyệt chế nhạo, Diệp Quân Lâm mày nhìn lại chính mình xem, mày là cái quái gì hả? Dám nói chuyện với Sử Tông như vậy, còn không mau quỳ xuống bỏ ra ngoài. Diệp Quân Lâm nhẹ giọng. Thanh Long phía sau bước tới, tát một cái vào mặt Ngô Thanh Nguyệt. Nhất thời, Ngô Thanh Nguyệt bị đánh bay xa 7-8 thước. Khuôn mặt bị đánh chảy máu, răng cũng văng ra vài cái. Ngô Thanh Nguyệt phát ra tiếng hét thất thanh. Sử Hồng Phi bị dọa ngốc tại chỗ. Mày đừng có làm càn, tao gọi bảo vệ rồi. Sử Hồng Phi run lên vì sợ. Bếp, Thanh Long tát vào mặt Sử Hồng Phi khiến máu me be bét, gần như cướp đi nữa cái mạng của gã. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Mặc dù Sử Hồng Phi cũng là một ông trùm trong giới kinh doanh, nhưng một khi gặp phải loại đánh đánh giết giết này gã cũng chỉ là một phế vật. Sử Hồng Phi tao cho mày một buổi tối để dọn khỏi đây, 8 giờ sáng mai tao sẽ trở lại, nếu không thì hậu quả tự chịu. Biệt thự của tao không cho phép bất luận thứ gì làm ô nhiễm. Diệp Quân Lâm lạnh lùng vô tình nói. Căn biệt thự đã bị tên dơ bản Sử Hồng Phi này ở 6 năm, cho dù có lấy lại, Diệp Quân Lâm cũng không có khả năng ở đây. Anh có chứng khiết phích? Bệnh sạch sẽ? Sao? Sử Hồng Phi còn cho rằng mình nghe lầm. Tên tội phạm vừa mới ra tù này lại muốn lấy lại biệt thự. Sao có thể như thế được? Sau khi nói xong, Diệp Quân Lâm liền rời khỏi. Sử Hồng Phi không trở về nhà, mang theo thư ký nhỏ trực tiếp đi tìm Diệp Diệu Dương. Diệp Diệu Dương lúc này đang ở một câu lạc bộ, mỗi bên trái phải ôm một mỹ nữ, vui vẻ đến quên hết tất cả.
Diệp Tổng không ổn rồi. Có chuyện lớn rồi. Sử Hồng Phi vội vã chạy vào, đem câu chuyện thêm mắm dặm muối kể lại với Diệp Diệu Dương. Diệp Tổng ngài phải làm chủ cho chúng tôi, ngài nhìn xem chúng tôi bị đánh thành cái dạng gì rồi. Nhìn thấy mặt Sử Hồng Phi và Ngô Thanh Nguyệt bị đánh như đầu heo, Diệp Diệu Dương liền nổi giận. Phản rồi, Diệp Quân Lâm nó là thứ chó gì? Người của tao cũng dám đụng. Diệu Diệu Dương đập nát một chai bia tại chỗ. Mày đúng là đồ vô tích sự, một tên phế vật như Diệp Quân Lâm cũng không đối phó được. Diệp Diệu Dương hung hăng trừng Sử Hồng Phi một cái. Sử Hồng Phi vẻ mặt ủy khuất, Diệp Tổng không biết, bên cạnh anh ta có một tên cao to, vô cùng lợi hại. Lại nói nếu ngày mai không giao biệt thự cho anh ta không những giết tôi, mà còn muốn giết ngài. Tốt lắm, không phải là Diệp Quân Lâm sao? Sáng mai tao sẽ mang người đến chỗ mày, tao muốn xem nó làm thế nào đụng đến tao. Diệp Diệu Dương cười lạnh nói. Sử Hồng Phi nhắc nhở, Diệp Tổng à, ngài tốt nhất hãy mang thật nhiều người đến, tôi sợ Diệp Quân Lâm sẽ mang đến rất đà huyền nhiều người. Trong mặt Diệp Diệu Dương hiện lên sát khí, cười lạnh nói, tao mang theo Tam gia được chưa? Vậy thì quá tốt, Tam gia chính là lão đại khiến người ta hồn siêu phách lạc. Nếu vậy tôi yên tâm rồi. Sử Hồng Phi như được uống thuốc an thần. Tam gia là lão đại của Tô Hàng, làm chủ một phương, dưới tay có mấy trăm thuộc hạ, toàn bộ đều là cao thủ. Trên tay Tam gia không biết đã dính bao nhiêu máu. Mấy năm nay, Tam gia đã giúp đỡ Diệp Diệu Dương rất nhiều. Trên thương trường có người không hợp tác, Tam gia liền cử một vài thuộc hạ mang dao đến, những người đó đều bị dọa đến muốn tè ra quần. Một bên khác, Lý Tử Nhiễm trở về nhà sau một ngày bận rộn. Phát hiện Diệp Quân Lâm không ở nhà. Cha mẹ, Quân Lâm đâu rồi? Không biết, có lẽ ra ngoài tìm công việc rồi đi. Lý Văn Uyên đầu cũng không ngẩng lên nói. Con gọi điện thoại hỏi thử xem. Gạch dưới Lý Văn Uyên ngăn Lý Tử Nhiễm lại. Tử Nhiễm từ bây giờ con phải tập trung vào công việc. Diệp Quân Lâm bên này con không cần quan tâm, đừng để ảnh hưởng đến công việc của mình là được. Cha mẹ cũng sẽ để cậu ta ít về nhà hơn. Lý Tử Nhiễm nghỉ hoặc nhìn cha hỏi, cha đây là có ý gì? Con gái à, sau này thân phận của con sẽ khác, con sẽ trở thành một nhân vật lớn, đừng để Diệp Quân Lâm ảnh hưởng đến danh dự của con. Triệu Nhã Lan lại nói. Lý Tử Nhiễm cười lạnh một tiếng, cha mẹ, hai người thật không có lương tâm, để có thể lấy được dự án, con cảm thấy chính là dựa vào Diệp Quân Lâm. Nếu không phải anh ấy mang thiệp mời của bữa tiệc về, chúng ta căn bản không có cơ hội đó. Điều này không sai, nó quả thực có công lao, nhưng cuối cùng người ta chỉ định là con, là nhìn chúng năng lực của con. Không liên quan đến nó, có biết chưa? Lý Văn Uyên nói, Quân Lâm sẽ hỗ trợ con, năng lực của anh ấy là không thể nghi ngờ. Lý Văn Uyên cười lạnh một tiếng, Tử Nhiễm ý con là để nó ăn bám vợ, suốt đời phụ trợ con sao? Nói như vậy, cha với mẹ con không đồng ý, con muốn tiếp tục ở bên nó cũng được. Nhưng danh tiếng cùng địa vị xã hội của nó và con phải tương đương nhau. Không sai, nếu không, chúng ta sẽ không đồng ý. Triệu Nhã Lan phụ họa. Con không quan tâm hai người nữa. Con đi tìm anh ấy. Lý Tử Nhiễm hiểu rõ Diệp Quân Lâm là bị đuổi đi. Cuối cùng Lý Tử Nhiễm gọi điện thoại muốn Diệp Quân Lâm trở về. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt không tốt. Diệp Quân Lâm theo sau Lý Tử Nhiễm vào nhà. Lời cha mẹ nói anh đừng quá để ý. Em tin anh, chỉ cần cho anh thời gian, anh nhất định có thể. Lý Tử Nhiễm nói. Diệp Quân Lâm hỏi, chuyện đầu tư thế nào rồi? Nói đến chuyện này, Lý Tử Nhiễm một mặt buồn rầu, ai ra, đừng nói nữa. Rất khó, các bên đều không đồng ý. Yên tâm đi, anh đi cùng em, tuyệt đối có thể. Diệp Quân Lâm an ủi nói. Tử Nhiễm ngày mai em đi cùng anh đến một nơi được chứ? Diệp Quân Lâm hỏi. Vâng. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm đúng giờ xuất hiện ở nơi này. Tử Nhiễm, hôm nay anh sẽ lấy lại căn biệt thự, nhà tân hôn của chúng ta không ai được phép ở. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm vô cùng khiếp sợ, sao? Sử Hồng Phi nhìn thấy Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, mày thực sự dám đến. Mày chưa dọn đi sao? Biệt thự tao phải lấy lại rồi. Diệp Quân Lâm mặt không cảm xúc. Là đứa nào, dám lấy lại biệt thự của Diệp Diệu Dương tao? Gan thật lớn. Một tiếng âm dương quái khí truyền đến,
Diệp Diêu Dương mang theo một đám người đến. Lâm. Bên cạnh Diệp Diệu Dương còn có một người đàn ông trung niên, mặc một thân đường trang, trên tay cầm hai quả hạch đào, có một vết sẹo chạy dọc khuôn mặt, đặc biệt bắt mắt. Đây chính là lão đại tiếng tăm lừng lẫy của Tô Hàng Tam gia. Kẻ khác nghe tiếng đã sợ mắt mật. Suy cho cùng không biết người này trên người gánh bao nhiêu sinh mạng, trên tay lại có bao nhiêu thuộc hạ. Sử Hồng Phi nhìn thấy Tam gia mang đến mấy trăm tên cơ bắp cuồn cuộn, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm. Lý Tử Nhiễm bị đám người hung ác này dọa sợ, vội vàng nhích tới gần Diệp Quân Lâm. Diệp Diệu Dương đánh giá Lý Tử Nhiễm, khóe miếng nhếch lên đầy gian trá. Anh ta thèm muốn Lý Tử Nhiễm từ lâu. Anh ta chuẩn bị hôm nay sẽ đem Diệp Quân Lâm phế đi, sau đó ở trước mặt cậu ta ngủ với Lý Tử Nhiễm. Diệp Quân Lâm à, sao mày lại tới đây? Diệp Diệu Dương chế nhạo nhìn Diệp Quân Lâm. Đến lấy lại biệt thự của tôi. Diệp Quân Lâm mặt không cảm xúc. Muốn lấy lại biệt thự của mày. Biệt thự nào của mày? Đây là biệt thự của tao, tao đem cho Sử Hồng Phi rồi. Diệp Diệu Dương đẩy Diệp Lâm Quân một cái, lần trước mày làm tao tức giận, hôm nay tao sẽ báo thù. Trước tiên đem tay chân của mày đánh gãy, sau đó sẽ ngủ với vợ mày. Quân Lâm chúng ta đi thôi, chúng ta không đấu lại bọn họ. Lý Tử Nhiễm mang theo tiếng khóc nức nở. Muốn chạy, quá muộn rồi. Hỏi qua 100 anh em của Tam gia trước đã. Diệp Diệu Dương chợt cao giọng nói. Hơn 100 tên côn đồ bước tới, vung thanh sắt và các vũ khí khác trong tay, hù dọa hai người Diệp Quân Lâm. Trước tình hình đó, Diệp Quân Lâm mặt không đổi sắc, nói vào điện thoại, Thanh Long, điều một trung đoàn từ quân khu Tô Hàng đến đây. Chú ý trang bị đầy đủ vũ khí. Lý Tử Nhiễm bị vây trong trạng thái sợ hãi, Diệp Quân Lâm nói cái gì căn bản đều không nghe thấy. Bởi vì giọng Diệp Quân Lâm rất trầm, những người khác cũng chỉ nghe được đại khái. Diệp Diệu Dương lại tiếp tục cười lạnh, sao? Gọi người đến. Lại còn trang bị vũ khí. Được, tao trước tiên sẽ không đụng vào Huyền A, á. Mày, để xem mày có thể gọi ai đến. Tam gia cũng nhìn Diệp Quân Lâm đầy hứng thú. Lý Tử Nhiễm vẫn bị dọa cho run rẩy. Khoảng 10 phút sau. Các nhân viên bảo vệ trước cổng khu biệt thự Hoàng gia Vương phủ như chết lặng. Bởi vì xe quân sự chở đầy lính đang chạy vào khu biệt thự, ước chừng mấy chục chiếc. Thậm chí còn có mấy chiếc được trang bị vũ khí hạng nặng như súng máy hạng nặng và pháo xạ kích. Cái này, mẹ nó hơn 1.000 người đi. Chúa ơi, mẹ nó là đến cả một quân đoàn đi. Căn biệt thự do Diệp Quân Lâm thiết kế là số A88. Hiện tại 4 căn biệt thự A88. A87, A89, B88 đều đã đứng đầy binh linh được trang bị đầy đủ vũ khí. Bao vây bốn phía, nghiêm chỉnh đợi lệnh, vũ khí trong tay toàn bộ đều đã lên đạn. Bọn họ chỉ đợi lệnh được hạ xuống. Phía trước biệt thự, Diệp Diệu Dương một mặt cười lạnh đăm đăm nhìn Diệp Quân Lâm, thế nào? Người đâu, còn chưa đến sao? Diệp Quân Lâm búng tay một tiếng. Giây tiếp theo. Ầm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Tình huống gì đây, có chuyện gì? Thuộc hạ của Tam gia nhìn xung quanh, mỗi một người đều hoảng sợ. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, âm thanh dày đặc, giống như thiên binh vạn mã tập kích bất ngờ. Đây là... Thời điểm nhìn thấy tứ phía đều bị binh lính bao vây, bọn thuộc hạ của Tam gia liền bị dọa sợ. Sử Hồng Phi choáng váng. Diệp Diệu Dương choáng váng. Tam gia choáng váng. Tất cả mọi người đều bị dọa ngây người. Làm sao lại có nhiều binh lính như vậy? Binh lính tứ phía tạo thành một đoàn, đem mọi người bao vây lại. Họng súng lạnh lẽo nhắm vào đám người Diệp Diệu Dương. Răng rắc. Càng khoa trương hơn chính là ở khoảng trống bên ngoài, một khẩu đại pháo đã sẵn sàng, sau khi điều chỉnh phương hướng, cũng nhắm đúng vào đám người Diệp Diệu Dương. Bọn họ thậm chí còn nhìn thấy pháo xạ kích. Lạch cạch, lạch cạch. Những tên thuộc hạ của Tam gia đều lần lượt ném đi vũ khí trong tay, do tay đầu hàng. Có vài người đã sợ đến tè ra quần. Giữa sân tràn ngập mùi nước tiểu. Ngay cả Tam gia cũng vứt đi hạch đào trong tay, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Tam gia là lão đại đã tung hoành ngang dọc hơn 10 năm, có tình cảnh nào mà chưa thấy qua. Giết mười mấy người cũng không cần chớp mắt. Nhưng tình cảnh hôm nay thật sự dọa ông ta sợ rồi. Sử Hồng Phi trực tiếp quỳ trên mặt đất, Tô
tôi cái gì cũng chưa làm. Diệp Diệu Dương nhìn thấy họng súng lạnh băng, sợ tới mức run rẩy. Tôi cũng chưa làm gì cả. Diệp Diệu Dương làm sao có thể nghĩ ra chỉ một cuộc điện thoại của Diệp Quân Lâm, liền gọi đến cả một quân đoàn. Lý Tử Nhiễm trước sau vẫn trong tình trạng chấn động, sau khi hoàn hồn, cô nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Thời khắc này, cô cảm thấy Diệp Quân Lâm dường như phát ra ánh sáng. Anh có thể gọi đến một đội quân như vậy chỉ với một cuộc điện thoại. Lúc này từ trong đội quân một người bước ra. Người chỉ huy tác chiến mang quân hàm có hai vạch vàng và ba ngôi sao. Rõ ràng là một vị đại tá. Sĩ quan chỉ huy quân đoàn cương thiết quân khu Tô Hàng Thẩm Hiểu Huy tuân theo mệnh lệnh bảo vệ Côn Luân tướng quân. Thẩm Hiểu Huy khom người nói, cố ý không nhìn Diệp Quân Lâm. Ở hướng khác, từ trong đám người đông đúc, một người đàn ông với quân hàm có một ngôi sao trên vai bước ra. Một vị thiếu tướng cũng xuất hiện. Thanh Long thiếu tướng, quân đoàn cương thiết đã bao vây toàn bộ nơi này. Xin đợi lệnh. Thẩm Hiểu Huy bước đến trước mặt Thanh Long, thực hiện nghi thức chào của quân đội. Thanh Long thiếu tướng tháo găng tay xuống, lạnh giọng nói, các người có biết nơi này là chỗ ở của ai không? Diệp Diệu Dương bị dọa đến toàn thân chấn động, run rẩy nói, chẳng lẽ là Côn Luân tướng quân? Thanh Long mỉm cười, đúng vậy, nơi này đúng là biệt thự của Côn Luân tướng quân. Diệp Diệu Dương hít sâu một hơi, bị dọa đến sắp ngất xỉu. Tam gia nghe đến cái tên này, sợ tới hồn vía lên mây, sắc mặt trắng bệch không chút tơ máu. Nếu biết đây là địa bàn của Côn Luân tướng quân, mẹ nó cho ông ta 10 cái mạng ông ta cũng không dám tới. Các người mang nhiều người đến đây như vậy, là muốn làm cái gì? Muốn ám sát Côn Luân tướng quân sao? Ánh mắt Thanh Long thiếu tướng bỗng nhiên dừng trên người Diệp Diệu Dương và Tam Gia. Diệp Diệu Dương, Tam Gia, Sử Hồng Phi cùng hơn 100 người toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Hiểu lầm, là hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Cảnh tượng hơn 100 người quỳ rạp trên mặt đất dập đầu cực kỳ hoành tráng. Lý Tử Nhiễm cũng rất nhanh bị dọa ngất đi. Chuyển biến trước sau quá lớn rồi đi. Mấy tên côn đồ này mà lại bị dọa sợ thành như vậy. Tử Nhiễm em vào biệt thự trước đi, không cần quấy rầy người ta làm việc. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm đã sớm bị cảnh tượng này dọa sợ. Vâng lời chạy vào biệt thự, cô thậm chí không dám nhìn một cái. Các vị thủ trưởng, việc này thật sự không liên quan đến tôi chỉ là bị Diệp Diệu Dương thuê đến. Đúng đúng đúng, chúng tôi cũng không biết. Tam gia cùng hơn 100 tên kia vội vàng phủi bỏ sạch sẽ tội trạng, toàn bộ đều ném cho Diệp Diệu Dương. Diệp Diệu Dương bị dọa choáng váng, phun ra một ngụm máu. Để bọn họ đi đi. Điều khiến ba người Diệp Diệu Dương không ngờ đã xảy ra, vậy mà Diệp Quân Lâm lại mở miệng. Khủng bố nhất chính là Diệp Quân Lâm vừa mở miệng, Thanh Long thiếu tướng lại vung tay lên, nhanh cút đi, đừng để tôi gặp lại. Điều này nói rõ Diệp Quân Lâm là một sự thật khủng khiếp hiện ra trong đầu mọi người. Tam gia cùng hơn 100 tên thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi. Như sợ có người sẽ cho họ một viên đạn. Diệp thiếu, tôi là người vô tội, tất cả là Diệp Diệu Dương. Sử Hồng Phi cũng nhanh chóng trốn tránh trách nhiệm. Diệp Quân Lâm đột nhiên mỉm cười. Thanh Long, đối với những kẻ phản bội nên làm thế nào? Phải trừng phạt. Thanh Long hét lên. Sử Hồng Phi bị dọa ngất đi. Nhưng kết cục của kẻ phản bội chỉ có một con đường chết. Sử Hồng Phi chết. Diệp Diệu Dương nhìn thấy kết cục của Sử Hồng Phi, ngay lập tức cầu xin. Anh Quân Lâm, bọn em không biết thân phận hiện tại của anh, nể mặt đều là người nhà, anh tạm tha cho em đi. Chỉ cần anh quay lại, người trong nhà khẳng định rất vui mừng. Lúc này Diệp Thiếu Dương vậy mà lại chơi trò tình thân. Diệp Quân Lâm vui vẻ, lúc tôi bị các người đánh gãy tay chân giống như một con chó ném ra đường, các người có nghĩ chúng ta là người nhà không? Anh, đó là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Diệp Diệu Dương đã khóc tới nơi. Tao nghe nói mày còn muốn ngủ với vợ tao. Diệp Quân Lâm từng bước đến gần Diệp Diệu Dương. Diệp Diệu Dương bị dọa đến đứng không nổi, lắp bắp. Anh, đó là nói đùa thôi. Mày cũng xứng để nói đùa. Diệp Quân Lâm đấm một quyền vào mặt Diệp Diệu Dương. Một quyền này liền khiến Diệp Diệu Dương bất tỉnh. Tống nó đến Diệp gia, nói đây là món quà đầu tiên Diệp Quân Lâm tặng. Diệp Quân Lâm mặt không cảm xúc. Đã hiểu, tướng quân. Thanh Long nói. À, tôi nhớ anh rồi, đại tá Thẩm Hiểu Huy.
Diệp Quân Lâm nhìn Thẩm Hiểu Huy một cái. Hướng tướng quân chào. Thẩm Hiểu Huy hét lên một tiếng, toàn bộ binh sĩ của quân đoàn Cương Thiết liền hướng Diệp Quân Lâm kính lễ. Diệp Quân Lâm cũng đáp lại theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Lúc Diệp Quân Lâm bước vào biệt thự, nhìn thấy Lý Tử Nhiễm đang run rẩy ngồi trên ghế sofa. Tình cảnh ngàn người tụ tập hôm nay thật sự đã dọa đến cô. Vì vậy mà Lý Tử Nhiễm cũng không dám liếc mắt nhìn tình huống bên ngoài lấy một cái. Tử Nhiễm yên tâm, không có việc gì, mọi chuyện đều đã được giải quyết. Biệt thự này từ nay về sau là của chúng ta rồi. Diệp Quân Lâm ôm lấy Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm ngẩng đầu, không chắc chắn hỏi, thật sao? Thật sự, bằng không bọn khốn kia đã ở rồi, chúng ta nhất quyết không ở nữa, anh định sẽ phá bỏ xây lại toàn bộ. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm hoàn hôn trở lại, nghiêm túc nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, Quân Lâm, em hỏi anh một chuyện, anh phải thật lòng trả lời y mồ. Được, em hỏi đi. Lý Tử Nhiễm cắn môi hỏi, anh và Côn Luân tướng quân, hay là nói anh với Thanh Long thiếu tướng có quan hệ gì? Hãy nghiêm túc trả lời em. Diệp Quân Lâm gật đầu, có quan hệ, bởi vì anh chính là Côn Luân tướng quân, ở bữa tiệc anh đã nói qua rồi. Nghe lời này, Lý Tử Nhiễm ngay lập tức liếc Diệp Quân Lâm một cái, anh lại như thế rồi, em sẽ không để ý anh nữa. Trong cái nhìn của cô, chỉ là Diệp Quân Lâm đang khoác lác. Được rồi, anh với bọn họ không có quan hệ gì cả. Diệp Quân Lâm bắt lực nói. Vậy tại sao anh chỉ gọi một cuộc điện thoại không chỉ Thanh Long thiếu tướng đến, mà còn cả một quân đoàn? Lý Tử Nhiễm bối rồi hỏi. Tối hôm qua lúc anh đến đây tình cờ phát hiện Thanh Long thiếu tướng ở đây, anh liền kết luận Côn Luân tướng quân khẳng định cũng ở đây. Hôm nay Diệp Diệu Dương gọi một đám người đến, anh liền gọi điện thoại nói rằng có người muốn đến ám sát Côn Luân tướng quân. Vì vậy, ngay lập tức liền đến cả một quân đoàn. Diệp Quân Lâm chỉ có thể giải thích như vậy. Nói sự thật người nhà lại không tin. Hóa ra là như vậy. Thảo nào Thanh Long thiếu tướng nói Côn Luân tướng quân ở đây. Nói như vậy liền hợp tình hợp lý. Gạch dưới sau khi suy nghĩ Lý Tử Nhiễm liền cảm thấy tất cả đều được giải thích rõ. Em nghĩ xem có muốn mang thứ gì đi không? Nơi này anh không tính ở nữa. Diệp Quân Lâm nói. Không cần đâu, mang về nhà cha mẹ hỏi lại sinh ra phiền phức. Lý Tử Nhiễm lắc đầu. Tô Hàng, biệt thự Thiên Thủy. Là một trong những biệt thự xa hoa bậc nhất ở Tô Hàng. Tập đoàn vừa mới đưa ra thị trường, Diệp gia chính là ở đây. Lúc này, chưa đến 9 giờ. Đối với những người Diệp gia mà nói vẫn còn chưa đến thời gian làm việc. Do đó phần lớn mọi người đều đang ở nhà. Chính vào lúc này, có người khiêng Diệp Diệu Dương tiến vào. Rất nhanh trên dưới Diệp gia đều biết chuyện, Diệp Diệu Dương cũng được đưa đến bệnh viện gần nhất. Diệp Kiện Sâm, Diệp Đông Huy, Diệp Tây Huy toàn bộ đều chạy đến bệnh viện. Diệp Kiện Sâm hỏi, Diệu Dương thế nào rồi? Diệp Lão tiên sinh, Diệu Dương thiếu gia đã trở thành người thực vật, sợ là không thể tỉnh lại nữa. Bác sĩ kiểm tra xong, thở dài nói. Cái gì, sống thực vật, con trai tôi thành người thực vật. Diệp Tây Huy vẻ mặt không thể tin được. Bác sĩ giải thích, Diệu Dương thiếu gia đã bị đánh rất nghiêm trọng, đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc trở thành người thực vật. Diệp Kiện Sâm vẻ mặt u ám hỏi, ai là người đem Diệu Dương về? Diệp Đông Huy thì thầm, cha, đó là hai kẻ lạ mặt, mang người về xong liền rời khỏi, nhưng để lại một câu. Câu gì, nhanh nói đi. Trên người Diệp Kiện Sâm tỏa ra một cỗ uy áp. Diệp Đông Huy lập tức nói, đây là món quà đầu tiên Diệp Quân Lâm tặng. Cái gì, quà Diệp Quân Lâm tặng? Như vậy là nói tất cả mọi chuyện đều do Diệp Quân Lâm gây ra. Diệp Tây Huy thiếu chút nữa lật bàn, Diệp Quân Lâm, còn phải giết chết nó. Nói cho tôi biết Diệp Quân Lâm hiện tại ở đâu, tôi sẽ xé xác nó ra. Diệp Tây Huy đằng đằng sát khí. Lão Tam, chờ đã. Diệp Quân Lâm đây là đang cảnh cáo chúng ta. Có món quà thứ nhất, vậy sẽ còn có món quà thứ hai, thứ ba. Cha thật sự không ngờ rằng, sẽ có một ngày bị Diệp Quân Lâm cảnh cáo, hừ. Diệp Kiện Sâm chắp hai tay sau lưng, cười lạnh vài tiếng. Cha, con đã cho Nhất Long đi điều tra chuyện gì đã xảy ra. Tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi. Diệp Đông Huy nói. Vừa rút lời, Diệp Nhất Long thở hổn hển chạy vào. Ông nội, cha, chú ba con đã tra ra rồi.
Diệu Dương và Diệp Quân Lâm vì chuyện biệt thự ở Hoàng gia Vương phủ mà đánh nhau, Diệu Dương bị Diệp Quân Lâm đánh. Diệp Nhất Long u ám nói. Cái gì, Diệu Dương còn không thể thu thập tên Diệp Quân Lâm kia sao? Nó không phải thường xuyên đi cùng Lão Đại Tam gia ư? Thế nào mà một tên Diệp Quân Lâm cũng không giải quyết được, còn bị đánh thành người thực vật? Diệp Kiện Sâm hỏi. Đúng là có điều kỳ lạ ở đây, hơn nữa Tam gia còn mang theo thuộc hạ cùng Diệu Dương đến đó. Nhưng Diệu Dương vẫn bị đánh, hiện tại Tam gia đối với chuyện này một chữ cũng không nhắc tới, còn khuyên chúng ta ngàn vạn lần không được đắc tội Diệp Quân Lâm. Diệp Nhất Long đem những gì cha được toàn bộ nói ra. Cái gì, còn có chuyện này sao? Đây không phải là nói rõ Tam gia sợ rồi sao? Có thể làm cho Tam gia sợ hãi, Diệp Quân Lâm cuối cùng có năng lực gì? Diệp Đông Huy nói. Diệp Kiện Sâm gật đầu, đúng, nếu nói như vậy, Tam gia nhất định là sợ ai đó rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quân Lâm chỉ vừa ra tù, có năng lực gì chứ? Chị dâu của Diệp Quân Lâm, Ngô Nhã Lệ suy nghĩ một lúc, cô ta cười nói, ông nội, cháu thấy tám phần là Diệp Quân Lâm trong tù đã quen biết được vài nhân vật lợi hại gì rồi. Tam gia tuy rằng lợi hại, nhưng cùng lão đại thực sự vẫn còn kém xa. Rất có khả năng Diệp Quân Lâm đã quen biết được tên tội phạm nào đó có thể trấn áp được Tam gia. Không phải trong bữa tiệc đưa ra thị trường lần trước Diệp Quân Lâm đã cảnh báo rồi sao? Để cho chúng ta hoặc là ăn năn hồi lỗi, hoặc là dùng tất cả năng lực và thủ đoạn chờ cậu ta. Cậu ta rất có khả năng có chỗ dựa. Sau lời nhắc nhở của Ngô Nhã Lệ, Diệp Kiện Sâm lập tức nói, không phải có thể. Mà chắc chắn là như vậy. Diệp Quân Lâm trong tù quen biết nhân vật lợi hại, cho nên mới dám làm ầm ĩ với chúng ta. Diệp Đông Huy vuốt cằm, tự hỏi, xem ra trước đây chúng ta đã quá xem thường tên xúc sinh này rồi. Con không quan tâm Diệp Quân Lâm quen biết nhân vật lớn nào, nhưng nó đánh con trai con ra như vậy, con nhất định phải báo thù. Diệp Tây Huy đã bị mờ mắt vì thù hận. Diệp Nhất Long nói, chú ba, trả thù là chắc chắn. Nhưng chúng ta phải tìm hiểu rõ tình tình, chẳng hạn như ai đứng sau Diệp Quân Lâm. Cậu ta dựa vào cái gì? Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng càng ít bắt lợi càng tốt. Diệp Kiện Sâm gật đầu, đúng, Nhất Long nói không sai. Diệp Quân Lâm đừng tưởng rằng trấn áp được Tam gia là có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, buồn cười, Tam gia với Diệp gia chúng ta mà nói không là gì cả. Diệp gia ta ở Tô Hàng này mấy ai có thể địch lại. Hơn nữa, người Diệp gia ta trải rộng khắp giới kinh doanh, chính trị, quân sự, thậm chí ngay cả trong thế giới ngầm cũng không thiếu. Cho dù người đứng sau Diệp Quân Lâm là tên trùm mạnh nhất Tô Hàng, cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của người Diệp gia. Đúng vậy, Diệp Quân Lâm cho rằng nó có người chống lưng là có thể muốn làm gì thì làm, đợi sau khi con điều tra rõ rồi sẽ giết chết nó. Gạch dưới sát khí khát máu lóe lên trong mắt Diệp Tây Huy. Lão nhị Diệp gia Diệp Nam Huy không nhịn được nói, con luôn cảm thấy sắp có chuyện không may xảy ra, Diệp Quân Lâm làm việc trầm ổn, bình tĩnh, có thể tính toán từng bước một. Lần này nó tuyệt đối có chuẩn bị mà đến, chúng ta vẫn nên cẩn thận đề phòng cho thỏa đáng. Diệp Nhất Long cười cười, chú hai, chú suy nghĩ nhiều quá rồi, chú đã nghe qua một câu này chưa? Đứng trước quyền lực tuyệt đối, mọi âm mưu đều vô ích. Với thực lực hiện tại của Diệp gia ta căn bản không phải sợ. Đúng, lão nhị con nghĩ nhiều rồi. Diệp Kiện Sâm nói. Nhưng Diệp Nam Huy lại thở dài, vẫn nên cẩn thận một chút, con luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Người trầm mặc ít nói như ông luôn có dự cảm mãnh liệt. Buổi tối, Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm về đến nhà. Lý Văn Uyên nhìn thấy Diệp Quân Lâm liền hét ầm lên, mày có ý gì? Có phải mày muốn hại Tử Nhiễm hay không? Nếu không muốn ở nhà, mày có thể cút. Cha sao vậy? Quân Lâm làm sao? Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm đều một mặt không hiểu. Chuyện mày mang Tử Nhiễm đến Diệp gia gây rối chúng tao đều biết rồi, Diệp gia báo đến, nói một nhà chúng ta thực thảm. Mày không có việc gì đến trêu chọc Diệp gia làm gì? Mày ghét bỏ việc mày sống quá lâu rồi sao? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan tức giận đến sắp bùng nổ. Thật sự, nếu không phải nhìn mặt mũi Tử Nhiễm, tao thế nào cũng đuổi mày đi, cho mày lưu lạc đầu đường. Lý Văn Uyên thở hổn hển. Lý Tử Nhiễm cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm quá mạo hiểm rồi. Lần này vừa khéo đụng phải Thanh Long thiếu tướng, nhưng lần sau thì sao? Triệu Nhã Lan hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, ngay cả chỗ ở mày cũng không có,
còn dám khiêu khích Diệp gia. Mẹ thật ra Quân Lâm đem biệt thự. Lý Tử Nhiễm vừa muốn giải thích biệt thự đã lấy lại rồi, kết quả bị Triệu Nhã Lan đánh gãy. Cái gì mà biệt thự, con lần sau ít đi cùng nó ra ngoài đi. Quá nguy hiểm, con phải mau chóng nghĩ cách lôi kéo đầu tư. Lý Văn Uyên nghiêm túc nói, một khi Diệp gia tức giận, ngay cả Lý gia cũng không gánh vác nổi, lại càng không nói đến chúng ta. Về sau mày còn tìm Diệp gia gây phiền phức, mày liền trực tiếp ly hôn với Tử Nhiễm đi. Ngày hôm sau, Lý Tử Nhiễm cùng Diệp Quân Lâm đi tìm vốn đầu tư, trước khi đi, Triệu Nhã Lan nói, Tử Nhiễm à, vài ngày sau là lễ quốc khánh rồi, đến lúc đó con mang em họ Thắm Nhi về đi. Chúng ta khi đó sẽ rất bận rộn, phỏng chừng không có thời gian. Con biết rồi, mẹ. Diệp Quân Lâm biết Triệu Nhã Lan làm việc trong bệnh viện, Lý Văn Uyên gần đây đang kinh doanh một chút. Hôm nay Lý Tử Nhiễm cũng như vậy, chạy khắp nơi tìm nguồn đầu tư. Nhưng Diệp Quân Lâm không nhúng tay vào, anh chỉ là âm thầm đem tên những công ty này nhớ kỹ. Liên tục vài ngày, Lý Tử Nhiễm đều không tìm được nguồn đầu tư, dự án lần nữa mắc kẹt, cách thời gian phát động hợp đồng quy định chỉ còn lại 3 ngày. Lý Tử Nhiễm trở nên lo lắng sốt ruột. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cũng vô cùng lo lắng. Tử Nhiễm, cha mẹ mọi người không cần lo lắng, tới lúc đó sẽ có người đến đầu tư. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Anh đã an bài mọi thứ ôn thỏa rồi. Hừ, im miệng, mày đừng nói nữa, không phải chuyện của mày, mày đương nhiên không lo lắng. Lý Văn Uyên trừng mắt với anh. Đinh, rong. Chuông cửa đột nhiên reo lên, sau khi mở cửa người đến lại là Lý Tùng Khuê. Chú ba, thím ba đều ở nhà sao? Ông nội bảo tôi đến nói cho các người biết một chút, đêm nay mở cuộc họp gia đình, các người phải có mặt. Lý Tùng Khuê nói xong liền rời đi. Không lâu sau, bốn người Diệp Quân Lâm đến nhà tổ Lý gia. Trong sân lớn phía sau không ít các tòa nhà nhỏ, ở Tô Hàng tuyệt đối xứng với danh xưng phú hào một phương. Lý Tử Nhiễm phát hiện mọi người trong Lý gia đều nhìn họ bằng ánh mắt oán hận, như thể mình đã lấy đi thứ gì rất yêu thích của họ. Cô hiểu, Lý gia đã xem họ như kẻ thù rồi. Sau tất cả, món lợi lớn như vậy lại bị gia đình Lý Tử Nhiễm độc chiếm. Mấy người Lý Thiên Hạo nhiệt tình một cách đáng kinh ngạc. Đến, Văn Uyên mọi người ngồi đi. Sau khi mọi người đã vào chỗ ngồi, Lý Thiên Hạo nhìn Lý Tử Nhiễm hỏi, Tử Nhiễm, dự án tiến triển thế nào rồi? Ông nội, hiện tại tiền vốn phát động trở thành một vấn đề lớn. Trong một thời gian ngắn không thể lôi kéo đầu tư, thời gian phát động dự án chỉ còn lại 3 ngày. Lý Tử Nhiễm thở dài một tiếng. Ha ha ha, tôi đã nói rồi. Một hoa đình nhỏ bé làm sao có thể nuốt trôi dự án lớn như vậy? Đúng vậy, nếu không có năng lực thì đừng làm. Chính mình có bao nhiêu trọng lượng cũng không biết sao. Lý Tử Nhiễm vừa nói ra, bốn phía đã đầy tiếng mỉa mai. Mấy người Lý Tử Nhiễm chỉ có thể chịu đựng, bởi vì khoản đầu tư này, thực sự không có cách nào để giải quyết. Lý Thiên Hạo cười một cái, Tử Nhiễm à, ông nội có chút đau lòng. Sao cháu lại bỏ sót những người thân nhất của mình? Ông nội, cháu có thể tìm ông mà, tập đoàn Lý Thị của ông không được tính là tập đoàn lớn, nhưng dự án công viên sinh thái hoàn toàn có thể làm. Vốn phát động ban đầu của cháu, ông nội có thể ra. Lý Thiên Hạo nghiêm túc nói. Chắc chắn sẽ không đơn giản vậy chứ, bỏ vốn là có điều kiện đi. Diệp Quân Lâm trực tiếp hỏi. Anh làm sao không nhìn ra âm mưu của Lý Thiên Hạo? Ừ, đúng là cùng người thông minh nói chuyện liền đỡ phiền phức. Lý Thiên Hạo cười nói. Lý Tùng Khuê bên cạnh lập tức đem hợp đồng đưa tới. Tử Nhiễm xem đi. Lý Tử Nhiễm cầm lấy hợp đồng, lập tức mở ra. Nội dung hợp đồng rất đơn giản. Tập đoàn Lý Thị đầu tư vào công ty Hoa Đình, nhưng yêu cầu 90% lợi nhuận của toàn bộ dự án công viên sinh thái. Lý Văn Uyên sau khi đọc hợp đồng, tức giận đến run rẩy. Khinh người quá đáng. Lý Thiên Hạo hoàn toàn không coi ông là con trai. Tử Nhiễm, Văn Uyên các con cũng không cần tức giận, kỳ thực các người nghĩ thì biết. 3 ngày sau nếu không thể phát động dự án thì chính là chủ động từ bỏ, cục trưởng Ngô cũng không có cách nào. Lúc đó các người sẽ không nhận được một đồng, nhưng chỉ cần bọn cha bỏ vốn phát động dự án, các con sẽ nhận được 10% lợi nhuận, đại khái tính một chút cũng là 1 tỷ rồi. Các con tự chọn đi. Trừ phi các con cho rằng trong vòng 3 ngày có thể tìm được đầu tư, đúng hạn phát động dự án. Lý Thiên Hạo cười đến thực âm hiểm.
Bọn họ kết luận rằng 3 ngày sau, Lý Tử Nhiễm không có khả năng tìm được nguồn đầu tư, chỉ có thể ngoan ngoãn ký hợp đồng. Đến lúc đó Lý Gia Đang liền có 90% lợi nhuận, ngay cả cục trưởng Ngô cũng không có cách nào. Lý Văn Hải cũng mỉm cười, lão Tam à, mọi người đều là người một nhà, có tiền đương nhiên là cùng nhau kiếm. Các người ăn không cũng rất khó coi. Không cần ký vội, các con trước tiên thương lượng với nhau đi, Lý Thiên Hạo mang theo mọi người rời đi. Chỉ để lại 4 người Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan khuyên bảo, Tử Nhiễm à không bằng ký tên đi. Như vậy chúng ta cũng không mất gì, nếu có thể lôi kéo được vốn đầu tư thì đã sớm có rồi. Lý Tử Nhiễm không thể không ký, nhưng cô nhìn Diệp Quân Lâm hỏi ý kiến của anh. Không ký. Diệp Quân Lâm cự tuyệt. Tử Nhiễm em có tin anh không? Tin anh nhất định có thể tìm được vốn đầu tư. Lý Tử Nhiễm vừa muốn trả lời, đã bị đánh gãy, Lý Văn Uyên tức giận nói, mày cũng chỉnh đốn lại mình đi, nếu không ký, 1 tỷ cũng mất, mày đến mà chịu trách nhiệm. Tao kiên quyết không đồng ý, hợp đồng này nhất định phải ký. Lý Tử Nhiễm cũng có vài phần do dự nhìn về phía Diệp Quân Lâm, hiển nhiên là không quá tin tưởng anh. Diệp Quân Lâm bất lực cười, được thôi, không phải còn thời gian 3 ngày sao? Nếu thật sự không thể lôi kéo được đầu tư thì lại ký. Như thế đi. Phương pháp này có thể. Mọi người đều đồng ý. Sau khi Lý Thiên Hạo và những người khác quay lại, họ cũng đồng ý. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin trong vòng 3 ngày Lý Tử Nhiễm có thể tìm được đầu tư. Thời gian còn lại 3 ngày, Lý Tử Nhiễm đi sớm về muộn, chạy khắp nơi tìm đầu tư. Nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cho dù có người đồng ý, lợi nhuận cũng rất cao. Còn không bằng ký vào hợp đồng của Lý Thiên Hạo. 3 ngày tức khắc trôi qua, 10 giờ ngày hôm sau hợp đồng sẽ hết giá trị. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi ký hợp đồng. Lý Văn Uyên đứng dậy. Không được, chúng ta đợi thêm một lúc, ngày mai 8 giờ đi không phải là được rồi sao? Diệp Quân Lâm ngăn cản. Tử Nhiễm tối nay không được đi ký hợp đồng, đợi đến sáng mai, anh ra ngoài một chuyến. Diệp Quân Lâm dặn dò sau đó rời khỏi. Ở dưới lầu, Thanh Long thiếu tướng đã sớm đợi Diệp Quân Lâm. Tướng quân cần thuộc hạ làm gì? Thanh Long hỏi. Diệp Quân Lâm lấy ra một tờ giấy, liên hệ những công ty này. Sáng sớm hôm sau, Lý Văn Uyên gọi Lý Tử Nhiễm dậy. Cha vốn tưởng rằng cậu ta đi ra ngoài cả đêm nghĩ biện pháp lôi kéo đầu tư, kết quả hiện tại người cũng chưa trở về. Một tên thành sự thì ít bại sự có thừa. Lý Văn Uyên đối với cách làm của Diệp Quân Lâm vô cùng không hài lòng. Lý Tử Nhiễm cũng rất tức giận. Dù sao Diệp Quân Lâm đã một đêm không về, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Đi thôi, chúng ta nhanh đi ký hợp đồng, nếu không sẽ muộn mắt. Thời điểm 3 người Lý Văn Uyên đến nhà tổ Lý gia, đám người Lý Thiên Hạo đã đợi sẵn. Nhìn thấy 3 người đến, bọn họ đều cười như nở hoa. Lúc này, 3 người Lý Tử Nhiễm trong mắt họ giống như những con chó hoang đang vẫy đuôi cầu xin. Lão Tam à, hà tất phải như vậy? Mọi người đều biết rằng không thể lôi kéo đầu tư, chống cự đến cùng để làm gì? Lý Văn Phi, Lý Văn Hải trực tiếp chế nhạo. Lý Văn Uyên cúi đầu, bộ dạng cầu xin, cha, chúng con đến ký hợp đồng. Trong lòng Lý Văn Uyên hận chết Diệp Quân Lâm. Nếu không phải Diệp Quân Lâm nhiều lần ngăn cản, 3 ngày trước đã thoải mái ký hợp đồng rồi. Đâu giống như bây giờ, ông như một con chó đến cầu Lý Thiên Hạo đầu tư. Thật xấu hổ trước mặt người nhà. Lý Tử Nhiễm cũng nói, ông nội, chúng cháu sẵn sàng để ký hợp đồng. Lý Thiên Hạo thay đổi sắc mặt, cười nói, hợp đồng có thể ký, nhưng, cần thay đổi một chút. Về lợi nhuận, bên ông lấy 95%, còn lại cho các cháu. Sao, lúc trước ông nội không phải nói 90% sao? Lý Tử Nhiễm cả người như bị sét đánh, không tin được nhìn Lý Thiên Hạo. Mỗi ngày một giá, đạo lý này cháu không hiểu sao? Không ký thì quên đi. Lý Thiên Hạo cười lạnh nói. Hiện tại tình hình không giống như trước, là Lý Tử Nhiễm cần ký hợp đồng, ông ta là phía chủ động. Thất vọng. Đối với ông nội hoàn toàn thất vọng. Lý Tử Nhiễm tức giận, lập tức nói, được, tôi sẽ không ký. Cùng lắm là không làm dự án này nữa. Ai cũng đừng nghĩ có thể lấy được tiền. Không được, con gái, dù sao cũng có 50 triệu. Đúng, con nhất định phải ký. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đương nhiên không đồng ý. Lý Tử Nhiễm bắt lực,
chỉ có thể ký hợp đồng. Không thể ký. Vào lúc này, vậy mà Diệp Quân Lâm lại đến, một tay ném bút đi. Thời gian vẫn chưa đến, ký cái gì? Diệp Quân Lâm nói. Lý Văn Uyên hận không thể tát Diệp Quân Lâm vài cái, Diệp Quân Lâm mày là ý gì? 5.000 vạn mày không lấy được, cũng không muốn bọn tao lấy sao? 10 phút, cho con 10 phút, nếu thật sự không được, cha mẹ lại ký. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ. Lý Văn Uyên giận dữ nói, được, tao lại cho mày 10 phút. Nếu cái gì cũng không có, đừng nói tiếp tục ở bên Tử Nhiễm, tao liền giết chết mày. Được, thậm chí Lý Thiên Hạo cũng hiếu kỳ. Muốn xem 10 phút nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Được, chúng ta đợi 10 phút. Bọn người Lý Văn Hải cũng đang chờ một trò đùa. Rất nhanh, 10 phút đã đến, một chút động tĩnh cũng không có. Ký tên đi. Lý Văn Hải đem hợp đồng đưa đến trước mặt Lý Tử Nhiễm. Chính ngay lúc này, tiếng động cơ gầm rú của ô tô bao trùm toàn bộ khu nhà Lý gia. Động tĩnh lớn như vậy đã hấp dẫn mọi người đi ra bên ngoài. Mọi người nhìn thấy một cảnh tượng chấn động, hàng chục chiếc xe hơi sang trọng chạy vào khu nhà của Lý gia, dừng lại trước biệt thự của họ. Những chiếc xe đều là xe thương vụ như Maybach, Rolls Royce. Tất cả mọi người ở Lý gia chết lặng. Đều tò mò nhiều xe như vậy đến làm gì. Sau khi cửa xe được mở ra, từng vị nam nữ trung niên mặc tây trang đi giày da bước xuống, khí thế uy nghiêm. Mỗi một vị đều có phong thái của chủ tịch các tập đoàn lớn. Hả, đây không phải là chủ tịch Vương Hoàng Viễn của công ty đầu tư Hoàng Viễn sao? Ông ta đến đây làm gì? Đây không phải là tổng giám đốc công ty đầu tư Thiên Luân, Nhiếp Tư Viễn sao? Vị này là Mạc Tổng của công ty khai phá Mạc Thương, Mạc Dũng Huy sao? Chúa ơi, hóa ra là Trương Tổng, Trương Bằng của công ty phát triển xây dựng Hercules. Bọn người Lý Thiên Hạo, Lý Văn Phi đều sắp điên rồi. Bởi vì vừa đến đều là những nhân vật lớn của giới kinh doanh ở Tô Hàng, không ai có giá trị dưới 1 tỷ. Tùy tiện chọn ra một người cũng có thể giết chết tập đoàn Lý Thị trong giây lát. Nhiều nhân vật lớn như vậy lại tề tụ cùng một nơi. Trận địa này đã dọa Lý Thiên Hạo sợ hãi. Lý Thiên Hạo lập tức mang mấy người Lý Văn Phi tiến lên nghênh đón, Trương Tổng xin chào, ông. Nhưng ngay tức khắc, hơn 10 vị đại nhân này trực tiếp lướt qua bọn họ, lập tức đi về hướng mấy người Diệp Quân Lâm đang đứng. Cái gì, lẽ nào bọn họ đến tìm Lý Tử Nhiễm? Lý Thiên Hạo cả kinh, đến cằm cũng muốn rơi xuống. Nhìn thấy hơn 10 vị đại nhân đang đi đến, Lý Tử Nhiễm thật sự ngây ngần cả người. Bởi vì các công ty này cô đã từng tìm qua, đều từ chối cô. Tình hình hiện tại là thế nào? Lý Tiểu Thư xin chào, tôi là Vương Hoàng Viễn của Hoàng Viễn. Lý Tiểu Thư chào cô, tôi là Trương Bằng của Hercules. Xin chào, Lý Tiểu Thư, tôi là Mạc Dũng Huy của Mạc Thương. Hơn 10 vị nhân vật lớn của giới kinh doanh tê tụ, cùng Lý Tử Nhiễm chào hỏi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là bọn người Lý Thiên Hạo. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, là thật sự đến tìm Lý Tử Nhiễm. Thân thể Lý Tử Nhiễm run lên, cô cố gắng ổn định cảm xúc, các vị. Xin chào các vị. Lý Tiểu Thư không cần căng thẳng. Chúng tôi đến đây là để thảo luận vấn đề đầu tư với cô. Vương Hoàng Viễn của đầu tư Hoàng Viễn mỉm cười. Lý Tiểu Thư, công ty Hoàng Viễn đồng ý đầu tư 100 triệu cùng quý công ty hợp tác khai phá. Mạc Dũng Huy nghe vậy. Lập tức nói, Lý Tiểu Thư, Mạc Thương chúng tôi đầu tư 200 triệu. Không, Thiên Luân tôi đầu tư 300 triệu. Hercules tôi đầu tư 300 triệu, và lại còn giao cho mọi người toàn quyền xây dựng dự án. Công ty Phi Viễn tôi đồng ý đầu tư 500 triệu. Không cần bất kỳ lợi nhuận nào, toàn bộ là giúp Lý Tiểu Thư. Giữa sân khắp nơi toàn là các nhân vật lớn, đều tranh giành sức đầu mẻ chán quyền đầu tư cho Lý Tử Nhiễm. Khoản đầu tư của bên cao nhất đã lên tới 7 tỷ. Tất cả mọi người đều như phát điên. Tổng cộng dự án đã lên đến hơn 10 tỷ. Tất cả các bên đầu tư đều là mấy tỷ đồng. Lý Thiên Hạo nhìn một màn trước mặt, không thể tin được, trực tiếp ngất xỉu. Bọn người Trương Tùng, Lý Tùng Khuê đều nôn ra máu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từng người đều như phát điên. Lý Tử Nhiễm là người sốc nhát. Trước đó từ chối cô phải gọi là tàn nhẫn. Hiện tại từng người xếp hàng đưa cô tiền.
Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cũng kích động run lên. Diệp Quân Lâm đỡ lấy Lý Tử Nhiễm, trấn an cô, Tử Nhiễm em xem mọi người đều đến đầu tư, em nói một câu đi, khẩn trương cái gì? Lý Tử Nhiễm sau khi bình ổn cảm xúc liền nói, Lý Tử Nhiễm hoan nghênh các vị tiền bối đến đầu tư. Thật sự quá tốt rồi, chỉ cần cần Lý Tiểu Thư đáp ứng là được à em rồi. Nghe thấy câu này, các vị đại nhân khắp nơi đều lau mồ hôi lạnh. Lý Tử Nhiễm chuyển chủ đề nói, có điều, các vị tiền bối chắc là đã hiểu lầm, không cần phải đầu tư nhiều như vậy. Trước sau cộng lại cũng đã hơn 100 triệu. Lý Tiểu Thư cô cứ việc nói, 10 tỷ có lẽ là không được, thế nhưng vài tỷ thì bất cứ lúc nào cũng có. Vạn Dũng Huy hào phóng nói. Nghe được câu vài tỷ bất cứ lúc nào cũng có này, Lý Thiên Hạo lên cơn cao huyết áp, suýt chút nữa ngã xuống đất. Lý Tử Nhiễm cũng choáng váng đầu óc, run rẩy nói, các vị tiền bối, kỳ thực nhiều nhất cũng chỉ cần hơn 1 500 triệu là đủ rồi. Vương Hồng Viễn liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, như vậy đi, chúng tôi có 15 công ty, mỗi công ty 10 triệu thế nào? Được, mọi người ở đây giúp Lý Tiểu Thư, nhớ kỹ, là trực tiếp cho, không phải là đầu tư, cũng không phải cho vay. Vương Hồng Viễn nói, phù, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan thực sự là muốn hộc máu mà. Đây thực sự là trực tiếp cho 150 triệu. Chuyện gì đang xảy ra với con gái họ vậy? Mọi người đều tranh nhau cho nó tiền. Không không không, là đầu tư, không thể trực tiếp cho như vậy được. Lý Tử Nhiễm đương nhiên không chấp nhận. Lý Tiểu Thư không sao đâu, 10 triệu này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Phải, phải, cũng chẳng đáng là bao. Các ông lớn ở xung quanh còn khăng khăng muốn cho tiền. Diệp Quân Lâm đột nhiên lên tiếng, đã nói rồi, là để cho các người đầu tư. Các người làm cái gì vậy? Lần này, các ông lớn cũng bị dọa cho sợ hãi. Phải, 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 đầu tư, là đầu tư. Mọi người đều rồi rít gật đầu. Lý Tử Nhiễm hỏi. Đồng ý, đương nhiên là chúng tôi đồng ý rồi. Mọi người không ngừng gật đầu. Trước khi đi, Lý Tử Nhiễm đi tới trước mặt Lý Thiên Hạo. Ông nội, thật xin lỗi, cháu không thể ký hợp đồng với Lý gia được, thế nhưng Lý gia nhất định sẽ nhận được dự án, cháu đảm bảo. Lý Tử Nhiễm nói. Cháu. Lý Thiên Hạo vô cùng tức giận. Lập tức ngắt đi. Trong ánh mắt của mọi người tràn đầy hâm mộ, Diệp Quân Lâm cùng vài người rời đi. Lần này, ba người Lý Tử Nhiễm lộ ra hơi thở tàn ác. Lý Văn Uyên cảm thấy mình đã có chỗ đứng trong dòng họ. Ký hợp đồng rất thuận lợi. Tiền bạc cũng sẽ được chuyển đến trong giây lát. Lý Tử Nhiễm cũng đã bắt đầu khởi động dự án trong thời gian quy định. Sau đó tiến hành mọi chuyện đâu vào đấy. Đến tối sau khi về đến nhà. Ba người Lý Tử Nhiễm nhìn Diệp Quân Lâm, giống như cha Á Vân. Chuyện này có liên quan đến anh phải không? Lý Tử Nhiễm hỏi. Cổ thực là anh làm. Diệp Quân Lâm thừa nhận. Sao con có thể làm như vậy được? Không thể tin được mà. Lý Văn Uyên còn đang đắm chìm trong chấn động ban ngày. Rất đơn giản, tỉ mỉ giới thiệu dự án này, để bọn họ biết đây là một miếng thịt béo bở. Diệp Quân Lâm cười. Không thể nào, trước đây khi em đi lôi kéo vốn đầu tư, em dám chắc rằng mình giới thiệu còn tỉ mỉ hơn cả anh. Sao em lại bị từ chối chứ? Lý Tử Nhiễm rất hoài nghi. Diệp Quân Lâm cười nói, anh đã nhắc đến một vài người, Cục trưởng Ngô Dũng, Thanh Long Thiếu Tướng, Côn Luân Tướng Quân, sau khi bọn họ điều tra một hồi mới đồng ý đầu tư vốn. Cái này, cô vẫn luôn hiếu thắng, trên cơ bản thì cô không thể nhắc đến những người này. Lý Văn Uyên lộ ra dáng vẻ tươi cười, ha ha, nói thật thì chúng ta cũng chả có quan hệ gì với Côn Luân Tướng Quân cả. Thế nhưng dự án lần này thực sự là có liên quan đến bọn họ. Chỉ cần điều tra một chút là biết ngay ý mà, đám nhà đầu tư này cũng chả phải là ngu ngốc, biết được thế lực phía sau con là những người này, liền điên cuồng tới đầu tư. Đúng vậy, dù sao thì dự án này cũng do một tay Cục trưởng Ngô quyết định, phía sau còn có Thanh Long Thiếu Tướng chỉ thị, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành chỗ dựa hậu thuẫn cho Tử Nhiễm. Triệu Nhã Lan cũng nói. Lý Tử Nhiễm suy nghĩ một chút, thấy cách giải thích này cũng không sai. Nếu như không phải lễ mặt những người tai to mặt lớn này thì ai lại chạy tới đây đưa cô tiền chứ? Đúng rồi, Quân Lâm anh thuyết phục từng nhà đầu tư một sao. Lý Tử Nhiễm có chút đau lòng nhìn Diệp Quân Lâm. Đúng vậy, mất không ít công sức. Diệp Quân Lâm cười cười.
Kỳ thực thì làm gì có kẻ nào dám không nghe điện thoại của anh chứ? Lý Tử Nhiễm nói, Quân Lâm anh vất vả rồi, lần này nghe theo anh hết. Phải đó, lần này công lao lớn nhất là của Quân Lâm, cha cũng nghĩ vậy. Hôm nay Lý Văn Uyên rất hài lòng về Diệp Quân Lâm. Triệu Nhã Lan cười nói, đến bây giờ tôi còn cảm thấy chuyện này còn có chút không chân thực. Bà cũng rất vừa mắt cậu con dễ này. Chủ động nói với Diệp Quân Lâm à, bộ quần áo này của con mặc cũng lâu rồi, cởi ra mẹ giặt giúp con. Đúng lúc ngày mai phải tới bệnh viện, mẹ cũng giặt quần áo đi làm. Vâng, mẹ. Diệp Quân Lâm cười cười. Ngày thứ hai, Diệp Lâm Quân đi theo Lý Tử Nhiễm đi nhận dự án. Triệu Nhã Lan mang theo quần áo cần phải giặt ở nhà tới phòng giặt của bệnh viện. Ở đây vừa có thể giặt lại vừa có thể tiêu độc. Quan trọng là có vừa có thể tiết kiệm được tiền bạc lại vừa thuận tiện. Sau khi Lý Văn Uyên xuống dốc, Triệu Nhã Lan vì muốn tiết kiệm tiền giặt quần áo mà toàn mang tới đây giặt. Ha ha, cô lại mang quần áo ở nhà tới đây giặt sao? Vì tiết kiệm tiền điện nước mà phải đến nỗi này sao? Gia đình cô trước đây tốt xấu gì cũng mở công ty lớn mà không phải sao? Người phụ nữ này với Triệu Nhã Lan là người cùng một khoa, tên Quách Giai. Hai người chính là người được đề cử làm phó chủ nhiệm khoa, trước nay vẫn luôn bất hòa. Việc bổ nhiệm chức phó chủ nhiệm cũng sắp tới. Hai người ai cũng không vừa mắt nhau. Hơn nữa Quách Giai thường ngày cũng hay chọc ngoáy Triệu Nhã Lan vài câu. Không cần cô quan tâm, lại chả phải là điện nước nhà cô. Triệu Nhã Lan cười lạnh nói. Sau khi Quách Giai rời đi, Triệu Nhã Lan lục hết đồ trong túi quần, áo ra. Khi định bỏ quần áo của Diệp Quân Lâm vào máy giặt, bà phát hiện trên túi áo có cái gì đó cồm cộm. Thằng bé này ngay cả đồ mà cũng quên lấy ra. Triệu Nhã Lan vội vàng lấy đồ trong túi ra. Có một cái bật lửa và một hộp thuốc lá. Cái bật lửa và hộp thuốc lá đều là màu xanh quân đội, chứ ở bên trên Triệu Nhã Lan cũng lười xem. Thế nhưng nếu như có Lý Văn Uyên ở đây thì ông sẽ phát hiện ra. Đây là thuốc lá đặc biệt chuyên dùng để cung cấp cho quân khu có tiền cũng không mua được loại này. Nhất định phải có quan hệ mới có thể có được. Điều đáng sợ hơn nữa là trên hộp thuốc lá có in một hình súng bắn tỉa, cái này cho dù một vài người có quyền trong quân khu cũng không lấy được. Bởi vì đây là loại chỉ cung cấp cho bộ đội đặc chủng. Triệu Nhã Lan ném bao thuốc vào trong thùng rác, nhíu mày bất mãn nói, hút hít đi một chút, bao nhiêu người bị nghẹt thở đây này. Thứ còn lại chính là ví tiền của Diệp Quân Lâm. Triệu Nhã Lan nghĩ một chút rồi bắt đầu lật xem ví tiền của Diệp Quân Lâm. Bên trong ví tiền có một chút tiền mặt lẻ loi ít ỏi, còn có một tờ giấy chứng nhận kết hôn của Diệp Quân Lâm với Lý Tử Nhiễm. Còn lại có hai cái thẻ, và một con chip nhỏ, một tờ giấy chứng nhận. Một cái thẻ ngân hàng màu đen, Triệu Nhã Lan cười lạnh một tiếng rồi vứt sang bên cạnh, cậu thì có thể có máy đồng chứ. Bà nào biết? Đây là thẻ bạch kim số lượng giới hạn trên thế giới, bên trong không giới hạn, nó còn có chức năng cho phép máy bay quay lại. Còn có một cái thẻ màu xanh biếc quân đội, bên trên chỉ có hình một khẩu súng bắn tỉa. Còn về phần con chip, bà lại càng không có hứng thú. Ngược lại tờ giấy chứng nhận lại thu hút sự chú ý của bà. Trên giấy chứng nhận màu đỏ viết vài chữ giấy chứng nhận sĩ quan, bên trên còn có biểu tượng của quân đội. Giấy chứng nhận quân đội. Định hù dọa ai chứ? Cậu là đi tù chứ có phải là đi làm sĩ quan đâu. Nghĩ tới đây, Triệu Nhã Lan liền lật tờ giấy chứng nhận ra. Côn Luân, Thượng tướng 5 sao, Diệp cái gì cơ? Khi Triệu Nhã Lan muốn nhìn rõ chữ phía dưới thì đột nhiên có tiếng động truyền tới, bác sĩ Triệu cô nhìn cái gì vậy? Nghe vậy, Triệu Nhã Lan liền khép giấy chứng nhận lại, giấu phía sau lưng. Không có gì. Triệu Nhã Lan mỉm cười. Quách Giai ở ngay trước mắt. Cô ta nghi ngờ quan sát Triệu Nhã Lan. Ồ, không có gì nhỉ. Quách Giai rời đi. Thế nhưng kỳ thực ban nãy khi Triệu Nhã Lan mở ví tiền, nhìn trộm giấy chứng nhận, cô ta ở phía sau lặng lẽ chụp và quay video. Đi đến nơi vắng vẻ. Quách Giai báo gọi điện thoại báo cảnh sát. Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Bệnh viện thứ ba thành phố, khoa tim Triệu Nhã Lan, cô ta ăn trộm đồ của người khác. Là một tờ giấy chứng nhận quân nhân, còn có thẻ ngân hàng, tôi còn thấy có mấy con chip nữa, tôi đoán chắc đều là văn kiện cơ mật. Tôi có chứng cứ, tôi đã quay video lại. Cái gì mà chứng nhận sĩ quan, có nhìn thấy tên với quân hàm không? Đối phương hỏi.
Là thượng tướng, tôi xác định, tôi có ảnh và video. Được rồi. Âu âu âu. Chẳng bao lâu, còi báo động chói tai vang lên, từng chiếc xe cảnh sát xông vào bệnh viện thứ ba thành phố. Rất nhiều cảnh sát xông vào, bọn họ đều mặc quần áo chống đạn. Rất nhanh, khi bị cảnh sát mang lên xe, gương mặt Triệu Nhã Lan tựa như chết lặng. Tiện thể tất cả các chứng cứ cũng được mang theo, bao gồm cả video và ảnh của Quách Giai. Triệu Nhã Lan trực tiếp bị dẫn tới cục công an thành phố. Trên mặt bà đẫm nước mắt. Bởi vì liên quan đến chứng nhận sĩ quan, ngay cả phó cục trưởng cục công an Phó Học Kiệm cũng bị kinh động đến. Anh ta cầm giấy chứng nhận sĩ quan lên quan sát một cách kỹ càng. Chắc không phải là giả đâu, là dây chứng nhận sĩ quan thật. Côn Luân tướng quân, thật là đáng sợ mài. Phó Học Kiệm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người khác nói, cục trưởng chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được, để chắc chắn vẫn là mời một người của quân đội tới hỗ trợ đi. Phó Học Kiệm thở dài, tôi vừa mới nói cho người bạn chí cốt của tôi rồi, Thám Hiểu Huy đội trưởng binh đoàn thép của quân khu Tô Hàng. Anh ta sẽ tới ngay lập tức. Cục trưởng con chip và mấy tấm thẻ tôi đã điều tra qua rồi, quyền hạn của chúng ta không đủ. Đợi đi, chúng ta lại đi thẩm vấn người phụ nữ kia tiếp, Phó Học Kiệm nói. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Nhã Lan vẫn còn đang run, nước mắt còn chưa kịp khô. Nói, giấy chứng nhận và thẻ ở đâu ra? Triệu Nhã Lan run rẩy nói, là của con rể tôi. Nói bậy, bà có biết đây là giấy chứng nhận gì không? Đầu óc Triệu Nhã Lan trống rỗng, tôi không biết. Ê đây là giấy chứng nhận sĩ quan, là giấy chứng nhận sĩ quan của Thượng tướng. Nhân viên thẩm vấn nỗi giận nói. Đầu óc Triệu Nhã Lan trống rỗng tựa như bị sét đánh một cái. Trong ví tiền còn có cơ mật của quân đội, bà chính là người bị tình nghi tiết lộ cơ mật. Nếu như bà không thành thật khai báo, thì tội danh sẽ rất nghiêm trọng. Nói, bà đã trộm ví tiền và giấy chứng nhận ở đâu? Nhân viên thẩm vấn chợt nâng cao giọng, tựa như gầm lên. Triệu Nhã Lan bị dọa cho phát ngốc. Tôi, thật sự là của con rể tôi. Ô, tôi không có trộm. Trong khi phỏng vấn, Thẩm Hiểu Huy đã vội vàng chạy tới cục công an. Giấy chứng nhận đâu? Trần Hiểu Huy chạy chậm lại. Ở đây. Sau khi cầm giấy chứng nhận lên, Thẩm Hiểu Huy tỉ mỉ lật xem, sau một phút, hơi thở của Thẩm Hiểu Huy trở nên ngưng trọng nói, là thật. Cái này thật sự là giấy chứng nhận sĩ quan của Côn Luân tướng quân. Các cậu lấy ở đâu ra vậy? Thẩm Hiểu Huy hỏi. Phó Học Kiệm nói, hình như là bị một người đàn bà trộm. Sắc mặt của Thẩm Hiểu Huy thay đổi, nhớ tới điều gì đó, không nhịn được liền hỏi một chút người phụ nữ đó tên là gì? Được. Tôi lập tức đi hỏi tên người phụ nữ kia là gì? Triệu Nhã Lan phải không? Xác định là tên Triệu Nhã Lan. Nghe được cái tên này, Thẩm Hiểu Huy lập tức kéo Phó Học Kiệm tới một nơi vắng vẻ. Lần này các cậu bắt nhầm người rồi, Triệu Nhã Lan chính là mẹ vợ của Côn Luân tướng quân. Cái gì? Trời ơi! Phó Học Kiệm bị dọa sợ. Lão Phó nghe đây, bây giờ phong tỏa tin tức, chuyện hôm nay coi như không xảy ra. Nhất định không được để nó bị truyền ra ngoài. Sau đó tôi sẽ lập tức liên hệ với Thanh Long thiếu tướng để Côn Luân tướng quân tới xử lý. Thẩm Hiểu Huy đưa ra phương án giải quyết. Được, nghe theo cậu hết. Phó Học Kiệm run rẩy toàn thân. Diệp Quân Lâm đang xử lý công việc với Lý Tử Nhiễm thì nhận được điện thoại của Thanh Long. Sau khi giải thích mọi việc, anh liền đích thân đến cục cảnh sát. Sau khi lấy ví tiền, Diệp Quân Lâm không nói gì. Lúc này mấy người Phó Học Kiệm mới thở phào nhẹ nhõm. Côn Luân tướng quân, bà Triệu Nhã Lan đang được xử lý ở bên này, tôi sẽ coi như bà ấy không làm gì. Phó Học Kiệm chủ động nói. Diệp Quân Lâm gật đầu. Bà Triệu bà có thể đi rồi. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Nhã Lan nghe được những lời này, mừng đến rớt nước mắt. Bà Triệu lúc trước là hiểu lầm, giấy chứng nhận mà bà lấy là giả, bà vô sự rồi. Thế nhưng bà về nói với con rể bà, sau này không được làm loại giấy tờ giả này nữa. Nếu như đem giấy tờ này đi lừa lọc người khác thì phải chịu trách nhiệm pháp luật. Triệu Nhã Lan lia lịa gật đầu, đồng chí tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ dặn nói. Đi thôi, con rể bà đang chờ bà ở bên ngoài kia. Triệu Nhã Lan ra bên ngoài. Thấy Diệp Quân Lâm đang chờ, bà tức không có chỗ phát. Mẹ! Triệu Nhã Lan tức giận giống lên. Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không phải mẹ cậu.
suýt chút nữa cậu đã hại chết tôi rồi. Đời này của Triệu Nhã Lan chưa từng vào cục cảnh sát, không ngờ lần đầu tiên vào lại như vậy. Sau này đừng ở bên Tử Nhiễm nữa, tôi sợ cậu sẽ liên lụy nó. Cậu ở trong ngục giam đã học được cái mánh khóe gì vậy, còn đi làm giả giấy chứng nhận. Triệu Nhã Lan tức giận nói. Diệp Quân Lâm sờ sờ mũi nói, mẹ, giấy chứng nhận đó là thật, con không làm giả. Cậu còn nói, đồng chí cảnh sát đã nói rõ ràng giấy chứng nhận đó rõ ràng là giả, cậu có người nhà làm trong ngành. Cậu sợ không có ai tiếp tay cho trò lừa bịp này của cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu ngàn vạn lần đừng để liên lụy đến Tử Nhiễm. Cá nhân tôi thì tôi sẽ cho cậu chút mặt mũi, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói cho Văn Uyên và Tử Nhiễm. Thế nhưng nếu mà có lần sau thì cậu cút ngay cho tôi. Triệu Nhã Lan thực sự đã bị chọc giận không nhẹ. Được rồi, mẹ, Diệp Quân Lâm đưa Triệu Nhã Lan về viện. Về đến viện, Triệu Nhã Lan cho rằng mọi người sẽ dùng ánh mắt khác thường để nhìn bà. Thế nhưng bà không nghĩ tới mọi chuyện vẫn như trước đây, tựa như chuyện ban nãy chưa hề xảy ra. Chuyện này là sao? Ban nãy động tĩnh to như vậy, không thể không có chút động tĩnh gì được. Bác sĩ Triệu cô không sao chứ? Ban nãy làm tôi sợ muốn chết, cô không sao là tốt rồi. Trước đây, tôi đã làm nhiều điều không đúng, hy vọng đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân. Vị trí phó chủ nhiệm này ngoài cô ra thì không còn ai xứng đáng hơn, tôi nào có cái năng lực đó để cùng cô cạnh tranh chứ. Triệu Nhã Lan vô cùng kinh ngạc khi Quách Gia chủ động tới xin lỗi, còn chủ động rút khỏi vị trí tranh cử, lại còn trực tiếp nhường cho bà. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Bà đã tới cục cảnh sát đó. Một chỗ khác, Diệp Quân Lâm cảm thấy mình vô cùng bất cần. Trước đây khi quần áo anh bản, nhất định là sẽ có người lấy đi và đồ ở bên trong cũng sẽ không bị ai động vào. Không ngờ tới lần này lại bị Triệu Nhã Lan vớ vào, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mấy ngày tiếp theo, dự án tiến hành rất thuận lợi. Có điều cũng sắp tới lễ quốc khánh rồi. Anh có thể giúp em đi đón em họ được không? Em ấy tên Tiêu Thám, ở Đại học Tô Hàng, em đã gửi cho anh số điện thoại của em ấy rồi. Lúc này đây Lý Tử Nhiễm bận hơn bình thường rất nhiều, hoàn toàn không có thời gian. Được, anh đi đón. Có điều không phải là Triệu Thắm sao? Diệp Quân Lâm hiếu kỳ hỏi. Tiêu Thắm cùng họ với mẹ của em ấy. Lý Tử Nhiễm trả lời. Sau khi rời khỏi công trường, Diệp Quân Lâm gọi điện thoại cho Thanh Long. Thanh Long, tôi cần một chiếc xe, khiêm tốn một chút là được. Không lâu sau, Thanh Long mang một chiếc xe tới. Vậy mà lại là một chiếc Maserati tổng tài. Được rồi. Diệp Quân Lâm bát đắc dĩ lắc đầu, lái xe đến cửa chính phía đông của trường Đại học Tô Hàng. Bởi vì đã bắt đầu kỳ nghỉ rồi nên tất cả sinh viên đều nhao nhao xách hành lý rời khỏi trường. Anh đang ở cửa phía đông của trường, đợi nửa ngày Tiêu Thắm vẫn không xuất hiện. Anh lại đợi thêm nửa tiếng nữa, Diệp Quân Lâm liền gọi điện thoại cho Tiêu Thắm. Alo, cho hỏi là ai thế? Đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh dễ nghe. Tôi là Diệp Quân Lâm, anh dễ em. Chị em bảo tôi tới đón Imo. Diệp Quân Lâm mặt không biểu cảm nói. À, chị tôi không phải là nói bận nên không tới đón được sao? Tôi còn nghĩ đợi lát nữa rồi tự về. Tiêu Thắm kinh ngạc nói. Em ở đâu, tôi qua đón. Diệp Quân Lâm hỏi. À, tôi đang ở ghế lô VIP 666 tầng 5 KTV Hoàng Tước. Được rồi, em chờ ở đấy, tôi qua đón. Bên trong KTV, Tiêu Thắm cúp điện thoại, lập tức có bạn hỏi, Tiêu Thắm là ai gọi tới vậy? Là anh dễ mình, muốn tới đón mình. Tiêu Thắm nhíu đôi mi thanh tú, mang theo vài phần bất mãn. Ồ, mình biết là ai rồi. Người phạm tội cưỡng gian Diệp Quân Lâm, chuyện của anh ta cả Tô Hàng này đều biết. Ha ha. Không phải chứ, Tiêu Thắm cậu vậy mà lại để anh ta đến đón cậu. Cậu không sợ mất mặt sao? Đối diện với sự trào phúng của mọi người, Tiêu Thắm cũng vô cùng hối hận. Vừa nãy nhanh miệng đồng ý rồi, đáng lẽ ra phải cự tuyệt mới đúng chứ. Tiêu Thắm đừng kêu người khác tới đón nữa. Đợi lát nữa anh đưa em về, em cũng thấy xe của anh rồi. Anh mới tậu một chiếc BMW X5. Cậu con trai đang nói chuyện tên là Trác Dịch Cơ. Là bạn học cùng lớp với Tiêu Thắm, người vẫn luôn theo đuổi cô. Nhà của Trác Dịch Cơ kinh doanh khách sạn, có tiền và là phú nhị đại. Bữa tiệc tối nay của Tiêu Thắm và các bạn cô cũng là do cậu ta tổ chức. Kế hoạch của cậu ta rất đơn giản,
sau khi chuốc say Tiêu Thắm thì sẽ dẫn cô tới khách sạn ngủ. Hôm nay Tiêu Thắm mặc một chiếc áo hai dây và một chiếc quần đùi ngắn cũn cớn, làm cho một mảnh da thịt trắng như tuyết lộ ra, đặc biệt là đôi chân dài trắng như tuyết đang khép lại vào nhau kia, quả thực là khiến cho người ta huyết mạch sôi trào mà. Tiêu Thắm rất xinh đẹp, là hoa khôi của Đại học Tô Hàng, cô có rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng anh dễ tôi đã đến rồi, Triệu Thắm bắt đắc dĩ nói. Đến rồi, bảo anh ta quay về đi, chúng ta không dễ gì mới tụ tập. Trác Dịch Cơ thấy khuôn mặt Tiêu Thắm đã phiếm hồng, trong lòng vội vàng xao động. Nào nào nào, chơi trò chơi uống rượu đi. Khuôn mặt bản thân Tiêu Thắm sớm đã phiếm hồng, sôi nổi gào lên chơi trò chơi. Trên thực tế thì chính là vì Tiêu Thắm mà say khướt. Không bao lâu sau, cửa phòng bao được mở ra. Diệp Quân Lâm đi vào. Chú là ai vậy? Chú tới làm gì? Vài nam sinh đứng lên, lạnh lùng hét lên, bọn họ đều muốn khoe khoang trước mặt các nữ sinh. Diệp Quân Lâm không để ý đến bọn họ, mà đi vào trong tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng trên người Tiêu Thắm, Tiêu Thắm tôi đến đón em. Ha ha ha, Tiêu Thắm đây là anh dễ em nhỉ, danh tiếng lừng lẫy. Anh nghe bạn anh nói qua, anh dễ em là người rất có tiếng tăm đó nha, cưỡng hiếp chị dâu, còn vong ân phụ nghĩa, muốn giết chết cha mẹ nuôi của mình. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền mài. Trác Dịch Cơ cười nhạo nói. Ha ha ha. Những người khác cũng cười ầm lên. Lúc này, Tiêu Thắm cảm thấy vô cùng mất mặt, hận không tìm cái lỗ chui xuống. Cô nhỏ giọng oán hận nói, sao chị có thể kêu anh ta tới đây đón mình chứ? Thật sự là đã khiến cho mình mất hết mặt mũi mà. Tiêu Thắm cũng không muốn ngẩng đầu lên nhìn Quân Lâm. Diệp Quân Lâm không hề để mắt tới sự trào phúng của đám nhóc này. Tiêu Thắm đi thôi. Diệp Quân Lâm hỏi. Tiêu Thắm ngẩng đầu, lấy dũng khí nói. Anh đi đi, tôi không muốn anh đón, tự tôi về được. Chị em bảo tôi tới đón em, mau đi thôi. Diệp Quân Lâm có chút không kiên nhẫn. Tiêu Thắm đã bảo anh đi rồi anh còn đứng đó làm gì nữa. Điếc à, mau cút đi, anh là cái thá gì chứ, mà đòi đi đón Tiêu Thắm. Phải đó, Tiêu Thắm của chúng tôi lát nữa sẽ được Trác ca đưa về. Mắc mớ gì tới anh chứ, mau biến đi. Mấy người bạn kiêm luôn tiểu đệ của Trác Dịch Cơ suýt chút nữa đã đẩy Diệp Quân Lâm ra. Mau đi theo tôi, nếu không tôi không có cách nào để giải thích với chị em. Diệp Quân Lâm sao không nhìn ra thủ đoạn của lũ nhóc này, đứng ở đâu đi chăng nữa thì ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thắm. Anh đi đi, tôi không biết anh, tôi sẽ tự về. Tiêu Thắm tức giận nói. Àm, đúng lúc này cửa phòng bao bị người ta dùng một chân đạp đổ. Một người bị đá bay vào tường. Phàn Hưởng cậu sao rồi? Nhận ra bạn học của mình, mọi người liền vội vàng tiến lên đỡ dậy. Đằng sau còn có một cô gái, mặt sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới bị đánh. Tiết Oánh cậu sao vậy? Tiêu Thắm thấy mấy người cũng ngồi không yên, liền vội vã xông lên phía trước. Tiết Oánh khóc sướt mướt nói, ban nãy đi vệ sinh xong có người quấy rối mình, Phàn Hưởng ra mặt giúp mình nên đã bị đánh, ô ô ô. Lúc này một thanh niên có bộ dáng côn đồ đi tới. Ai u, không ngờ nha, ở đây lại có một cô em xinh đẹp như vậy, còn là mấy cô em nữ sinh nha. Đêm nay chúng ta sẽ thoải mái chết mắt. Đám côn đồ này vừa nhìn thấy Tiêu Thắm, ánh mắt nhìn trực tiếp. Ánh mắt không chút kiêng dè mà đánh giá đôi chân nuột nà để lộ ra kia của cô. Là các anh đánh bạn học của tôi. Trác Dịch Cơ tiến lên, lạnh giọng chát phần. Phía sau cậu ta còn có chừng mười mấy nam sinh, tức giận chừng mắt nhìn mấy tên côn đồ. Bọn họ ỷ đông người, tự nhiên cũng sẽ không sợ mấy kẻ côn đồ này. Hơn nữa ở đây còn có các bạn nữ nên dũng khí liền tăng vọt. Phải, là tao đánh, làm sao? Dẫn đầu là tên du côn nhuộm tóc màu bạc, trên mặt tràn đầy hứng thú nhìn Trác Dịch Cơ. Hoặc là xin lỗi, hoặc là chúng tôi sẽ đấu với anh. Trác Dịch Cơ muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt Tiêu Thắm. Ha ha ha, các anh em buồn cười chết tao mất, mấy đứa sinh viên bọn mày mà cũng dám đấu với tao. Bọn mày ỷ vào người đông là có thể ăn đứt bọn tao sao? Ha ha ha, mấy tên du côn cười một trận. Đi, gọi các anh em tới, nói cho lão đại bọn họ biết, nói ở đây có 10 em nữ sinh. Mau tới đi. 15 phút sau, bọn Trác Dịch Cơ trợn tròn mắt, trong tay bọn côn đồ còn có gậy gộc và dao, quơ quơ trông rất dọa người.
Bọn họ chặn cửa phòng bao, dí dỏm nhìn bọn Tiêu Thắm. Đám nhóc này đã từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ đâu. Trực tiếp bị dọa cho tè ra quần. Cho dù là Trác Dịch Cơ hai chân cũng run nảy bẩy. Bốp, bốp, bốp. Tên côn đồ tóc bạc vỗ lên mặt Trác Dịch Cơ, cười lạnh nói, ngông cuồng à, ban nãy không phải là ngông cuồng lắm sao? Anh, em sai rồi, Trác Dịch Cơ lập tức nhận sai. Bếp. Tên côn đồ tóc bạc lập tức tát một cái lên mặt cậu ta. Bịch. Những tên côn đồ khác lại dùng chân đá cậu ta mấy cái, Trác Dịch Cơ lập tức nhìn thấy màu đỏ. Trong phòng bao, một mảnh tĩnh mịch, không ai dám nói chuyện. Bọn sinh viên ban nãy ỉ vào đông người, bây giờ thêm mười mấy kẻ côn đồ tới, lại còn là mấy kẻ hung ác dữ tợn. Mọi người đều bị dọa sợ. Chân ai nấy đều run lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái gì mà ra oai trước đám con gái chứ, tất cả đều bị ném hết ra ngoài. Mẹ nó ngồi hết xuống cho tao, tao xem đứa nào dám đứng lên. Bọn côn đồ trực tiếp ra tay, đạp đám nam sinh ngã hết trên mặt đất, ngồi chồm hổm một lũ với nhau. Các nữ sinh tự giác ngồi xổm trên mặt đất. Các cô còn sợ hơn đám nam sinh kia. Đặc biệt là ánh mắt của mấy tên côn đồ này vẫn luôn ngao du trên cơ thể bọn họ. Chỉ có lá gan của Tiêu Thắm là có lớn hơn một chút. Cô nhìn về phía sau một cái, không biết từ khi nào mà Diệp Quân Lâm đã ngồi ở trong góc sofa rồi, ngay cả bọn côn đồ cũng không chú ý tới. Thật sự là một tên sợ chết, chị tôi thật là xúi quê mà, gả cho một tên gan bé như chuột nhắt thế này. Tiêu Thắm thấy bộ dáng sợ chết của Diệp Quân Lâm, thiện cảm dành cho anh liền giảm xuống mức thấp nhất. Tôi Tiêu Thắm sau này nhất định phải gả cho một anh hùng. Tiêu Thắm nhìn đám côn đồ, cả giận nói, các người mau rời khỏi đây nhanh lên, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Em gái, em báo cảnh sát à? Đêm nay em sẽ chạy không thoát đâu. Một tên côn đồ tiền lên muốn sờ mặt của Tiêu Thắm. Bếp! Tiêu Thắm tát một cái lên mặt tên côn đồ đó. Bọn côn đồ ngây ngần cả người. Không ngờ tới Tiêu Thắm lại ra tay. Đứa nào mà lại có lá gan lớn như vậy? Dám đánh người của tao? Một tiếng quát lớn, mấy người từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu là một người đàn ông cao to vạm vỡ, trên người đầy hình xăm. Hùng, Hùng ca. Trác Dịch Cơ biết người này là ai, Hùng ca, là kẻ cầm dao phay đuổi theo hơn chục người trên đường. Có rất nhiều côn đồ thần tượng. Dạ, mời Tam Dồ. Không nghĩ tới hôm nay Hùng ca lại làm nền, phía sau còn có người tiền vào. Trong vòng vây, một người đàn ông trên tay với quả óc chó xuất hiện. Một vết sẹo kéo dài từ nam chí bắc hiện rõ trên khuôn mặt. Khu, Tam gia, sao anh lại tới rồi? Trác Dịch Cơ bị dọa cho tè ra quần. Kỳ thực Hùng ca cùng lắm cũng chỉ là đại ca của bọn du côn mà thôi, thế nhưng Tam gia lại khác, người này chính là lão đại thực sự. Thủ hạ số 200 không khỏi đùa giỡn nói. Tam gia chỗ này của Hùng ca toàn nữ sinh, mỗi một người lại còn rất là tươi ngon nha. Kha kha, tên côn đồ tóc bạc cười lấy lòng. Ánh mắt tham lam của Hùng ca và Tam gia quan sát trên mấy người Tiêu Thắm. Ánh mắt Hùng ca liếc nhìn Tiêu Thắm thêm mấy lần, Tam gia, đứa đẹp nhất này để cho anh. Ừm, coi như mày hiểu chuyện, Tam gia gật gật đầu. Hùng ca hung ác nói, người đâu, giữ hết đám con gái lại, còn bọn con trai đánh một trận rồi thả đi. Nếu như đứa nào dám nói ra ngoài, hay là báo cảnh sát, ông đây sẽ giết chết các người. Không không không. Cho dù là nam hay nữ đều bị dọa sợ. Đặc biệt là nữ sinh, đều vô cùng hoảng sợ. Các cô rất rõ ràng việc giữ lại là ý gì. Ngay cả Tiêu Thắm cũng hoảng sợ, cơ thể bắt đầu run rẩy. Các nam sinh cũng bị dọa cho phát ngốc. Không ngờ tới lại có kết quả như vậy. Trác Dịch Cơ ngồi chồm hổm trên mặt đất nói, Tam gia, Hùng ca không thể được. Hùng ca cười cười, ồ, vậy mà lại có người biết chúng ta. Trác Dịch Cơ bật người dậy nói, đại danh của Tam gia và Hùng ca vô cùng lừng lẫy, ai mà không biết chứ? Mày có thân phận gì? Tam gia lạnh giọng hỏi. Dạ, Tam gia, cha em là chủ tịch tập đoàn khách sạn hữu hào La Mạn, Trác Phi Dương, ông ấy đã từng uống rượu cùng với Tam gia và Hùng ca. Trác Dịch Cơ bật người nói. Ồ, Trác Phi Dương của khách sạn hữu hào La Mạn à, tao biết. Tam gia gật gật đầu. Nghe những lời này, tất cả mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bất kể là nam hay nữ đều nhìn Trác Dịch Cơ bằng ánh mắt sùng bái.
đặc biệt là các nữ sinh, ánh mắt nhìn về phía Trác Dịch Cơ đều không giống nhau. Dù là Tiêu Thắm thì thái độ cũng được cải thiện không ít. Trác Dịch Cơ lập tức dựa vào mối quan hệ, cha em thường nhắc tới Tam gia và Hùng ca. Tam gia ngài xem, hôm nay coi như cho em chút mặt mũi mà bỏ qua chuyện này đi có được không? Tam gia hôm nay là bạn của em không đúng, em xin nhận lỗi với anh, ngày sau, Trác Dịch Cơ em nhất định sẽ cảm tạ anh. Nói vậy, lưng Trác Dịch Cơ thẳng lên. Cậu ta cảm thấy lôi cha ra làm lá chắn tuyệt đối là đủ. Tam gia và Hùng ca nhất định là sẽ cho cậu ta mặt mũi. Hiện trường trầm mặc. Hơn 10 giây xong, ánh mắt của Tam gia lộ ra tinh quang, ba một cái tát lên mặt Trác Dịch Cơ. Trác Dịch Cơ bị cái tát này đánh bay ra ngoài, răng bị mất mấy cái, trong miệng đầy máu tươi, mặt cũng bị đập nát. Con mẹ nó mày là cái thá gì chứ? Hồng Tam tao mà cũng cần phải cho mày mặt mũi sao? Đừng nói là mày, ngay cả cha mày tới cũng phải quỳ trước mặt tao. Tam gia điên cuồng hét lên. Mọi người ở hiện trường đều ngây ngắn hết cả người. Lúc này, niềm hy vọng của mọi người cũng đã bị dập tắt. Ban nãy còn cho rằng Trác Dịch Cơ có thể cứu mọi người. Ô sáu mọi người vô cùng tuyệt vọng, có rất nhiều nữ sinh đã khóc nức nở. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Tiếp theo phải làm sao đây? Đầu óc của Tiêu Thắm vô cùng tỉnh táo, cô đang nghĩ biện pháp giải quyết. Chị! Nghĩ vậy, Tiêu Thắm liền nhìn Diệp Quân Lâm ở phía sau, anh vẫn còn đang ngồi ở trong góc, ánh đèn trong căn phòng bao lờ mờ, không nhìn kỹ quả thực là không nhìn thấy anh. Kẻ bất lực, quỷ nhát gan, nếu như anh dễ mình có chút bản lĩnh thì hôm nay nhất định sẽ cứu mình. Tiêu Thắm nghĩ trong lòng. Ý người đâu, đem mấy em gái này đi cho tao. Còn mấy thằng này thì đánh, chỉ cần không đánh chết là được. Hùng ca ra lệnh một tiếng, mười mấy tên du côn dữ tợn đi tới chỗ đám nam sinh. Chết chắc rồi, Tiêu Thắm cũng nhắm mắt lại. Cho mày 10 giây cút khỏi đây. Đột nhiên, hiện trường vang lên một giọng nói. Việc này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Thoáng chốc, mọi người đều nhìn về phía sâu trong cùng của ghế lô. Có một người đang ngồi trên sofa, một thân đồ đen. Không nhìn kỹ sẽ nhìn không thấy. Đi, kéo tên đó ra đây cho tao. Hùng ca ra lệnh. Tên côn đồ tóc bạc lập tức xông tới trước mặt Diệp Quân Lâm, một tay khoát lên vai của anh, muốn kéo anh lên. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt Diệp Quân Lâm trở nên sắc bén, một tay bắt được cỏ tay tên côn đồ tóc bạc. Răng giá. Xê Diệp Quân Lâm bẻ ngược lại, cổ tay của tên côn đồ bị bẻ ngược lại, dáng vẻ vô cùng quỷ dị, cổ tay tựa như bị bẻ gãy hoàn toàn. À, tiếng kêu thảm thiết của tên côn đồ tóc bạc tựa như heo bị làm thịt. Một màn này khiến mọi người trong phòng bao đều bị sốc. Đặc biệt là khi mọi người nhìn thấy cánh tay bị vặn thành bánh quai trèo của tên du côn tóc bạc, da đầu trở nên tê dại, toát hết mồ hôi lạnh. Lực tay của tên này mạnh đến nhường nào chứ? Tiêu Thắm thấy màn này, vô cùng chấn động. Anh vậy mà lại dùng một tay. Mẹ nó dám động đến anh em của tao. Xem tao làm sao xử chết mày. Hùng ca rít lên, muốn xông lên phía trước. Kết quả bị Tam gia kéo lại. Để tao đi xem sao. Tam gia nghi hoặc sao ban nãy lại không phát hiện ra Diệp Quân Lâm. Một đám người Tam gia, Hùng ca đi tới chỗ trong cùng của ghế bao, từng bước tới gần Diệp Quân Lâm. Bật hết đèn lên cho tao. Tam gia ra lệnh. Cạch, cạch. Rất nhanh tất cả đèn trong phòng bao đều được bật lên, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Mẹ nó tên tiểu tử này vẫn còn dám ngồi. Hùng ca gầm lên. Uy khổ mọi người không nghĩ tới sẽ có màn như vậy, Tam gia vậy mà lại quỳ trước mặt Diệp Quân Lâm. Tiếng u ích này đã dọa đến mọi người trong phòng bao. Thấy Tam gia quỳ xuống. Hùng ca trợn tròn mắt. Tiêu Thắm trợn tròn mắt. Mọi người đều trợn tròn mắt. Khung cảnh rất yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe thấy. Diệp Quân Lâm chậm rãi đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi, phun hết khói thuốc lên mặt Tam gia. Tôi nhận ra cậu, Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Sau khi Tam gia nghe được, nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đề vị này nhớ tới, so với Diêm Vương còn đáng sợ hơn. Hùng ca thấy tình huống này, lập tức hét lên, dám phun thuốc lên mặt Tam gia, ông đây sẽ thủ tiêu mày. Quỳ xuống, chỉ thấy Tam gia đứng lên. Dùng một chân đá bay Hùng ca. Những người khác cũng quỳ xuống. Tam gia hét lên với mọi người. Ầm ầm. Khung cảnh hơn 10 người quỳ trên mặt đất,
rất là chấn động. Hùng ca mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng quỳ trước mặt Diệp Quân Lâm như mọi người. Mọi người đều đang đoán kẻ đang ngồi tên Diệp Quân Lâm này rốt cuộc là có thân phận gì. Mà có thể khiến cho một người tiếng tăm lừng lẫy như Tam gia cũng phải quỳ ở trước mặt anh chứ. Trác Dịch Cơ biết rất rõ thân phận của Tam gia và Hùng ca. Thế nhưng có thể khiến cho hai vị này quỳ xuống, anh rể của Tiêu Thắm cũng quá khủng bố đi. Cậu ta vô cùng chấn động. Lúc này, ánh mắt Tiêu Thắm nhìn Diệp Quân Lâm đã thay đi, từ chán ghét, khinh thường liền biến thành sùng bái và tò mò. Trong mắt cô, người đàn ông này đang mang hào quang. Đặc biệt là bộ dáng hút thuốc kia, quả thực là vô cùng ngầu. Các nữ sinh khác nhìn về phía Diệp Quân Lâm tràn đầy ái mộ. Dù sao thì kiểu đàn ông như Diệp Quân Lâm và những nam sinh ngây ngô mà bọn họ tiếp xúc hoàn toàn không giống nhau, anh rất có mị lực. Ở trong trường hợp này thì lại càng có sức hấp dẫn hơn. Đây là lần thứ hai phải không? Diệp Quân Lâm nói. Tam gia quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Vâng vâng vâng, thân thể Tam gia run rẩy, sớm đã bị hù dọa tới tè ra quần rồi. Nên làm thế nào đây? Diệp Quân Lâm thở một làn khói. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh, Tam gia hoàn toàn tuyệt vọng. Mỗi một người cắt đứt hai ngón tay đi, hôm nay con nít nhiều quá, tôi không muốn tức giận. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Đám sinh viên ngốc nghếch này trong mắt anh chính là mấy đứa nhóc xấu xa. Vâng vâng vâng. Tam gia như được đại xá, lúc này cầm lấy dao, trước mặt mọi người chặt đi hai ngón tay. Thấy một màn này, không ít sinh viên bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Những tên côn đồ khác cũng noi theo. Đối với Tiêu Thắm, bọn Trác Dịch Cơ mà nói, nó tuyệt đối là một màn khó quên. Thật là đáng sợ. Từng tiếng kêu thảm thiết đó rót vào đại não. Đi, Diệp Quân Lâm hút xong điếu thuốc, đứng lên tới trước mặt Tiêu Thắm, cầm lấy cánh tay cô rồi rời khỏi nơi này. Bọn Trác Dịch Cơ nào dám đợi ở chỗ này, lập tức rời đi cùng với Diệp Quân Lâm. Chặt đứt hai ngón tay, Hùng ca toát hết mồ hôi lạnh, run rẩy hỏi. Tam gia người này rốt cuộc là ai? Tam gia ngược lại hít một hơi khí lạnh, là một nhân vật mà ai ở Tô Châu cũng không thể chọc vào được. Sau khi ra ngoài, Trác Dịch Cơ lập tức lấy lòng, Tiêu Thắm ban nãy em không chứ? Anh đã chuẩn bị để liều mạng với bọn họ. Nghĩ tới cảnh Trác Dịch Cơ suýt chút nữa bị dọa cho đái ra quần, Tiêu Thắm liền hừ lạnh một tiếng. So với anh dễ cô thì cậu ta chả là cái thá gì cả. Không sao. Tiêu Thắm nhịn không được trả lời. Phải rồi, anh đưa em về nhé, hôm nay anh mới tậu con BMW X5. Trác Dịch Cơ cười cười, quơ quơ cái điều khiển từ xa trong tay. Quả nhiên cách đó không xa một chiếc BMW X5 vang lên. Vẻ mặt của hững bạn học khác sau khi nhìn thấy vô cùng hâm nộ. Một sinh viên lái chiếc xe 70-80 vạn như vậy, ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ? Ngay cả nữ sinh cũng muốn chạm vào. Tiêu Thắm lại cười lạnh một tiếng, không cần, tôi với anh dễ sẽ gọi xe về. Theo cô thấy thì Diệp Quân Lâm không có lái xe tới. Suy cho cùng thì cô cũng hiểu được hoàn cảnh của nhà chị họ. Tôi có xe, Diệp Quân Lâm trực tiếp đi tới chỗ dừng xe. Cái gì, Maserati tổng tài, Trác Dịch Cơ kêu lên thành tiếng. Hình như còn là phiên bản giới hạn. Lạch cạch, cụ Diệp Quân Lâm mở cửa xe, nói với Tiêu Thắm, mau lên xe đi. Biết rồi, Tiêu Thắm thản nhiên cười, lập tức chạy tới, mở cửa xe ngồi ở vị trí phó lái. Bùm, bùm, bùm. Maserati xuất phát với tiếng động cơ gầm rú rồi rời đi. Chiếc xe chạy như bay trên đường. Đột nhiên Diệp Quân Lâm cảm thấy bất thường. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Thắm đang nghiêng đầu, bất động nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt mang hàm ý đưa tình. Thấy Diệp Quân Lâm nghiêng đầu, Tiêu Thắm còn trừng mắt nhìn một cách nghịch ngợm. Nhìn tôi làm gì, quay đầu đi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Không nha, em muốn nhìn. Em phát hiện ra bộ dáng của anh dễ như anh cũng thật đẹp trai không nhịn được mà muốn nhìn. So với những thần tượng mà các nữ sinh nhỏ tuổi như bọn em theo đuổi thì cảm thấy bọn họ chả có chút nam tính nào. Tiêu Thắm cười cười. Trong đầu toàn đem đám bạn học kia ra so sánh với Diệp Quân Lâm, kết quả chẳng có cái gì để so sánh. Tôi biết. Anh dễ anh lợi hại như vậy sao? Hai người kia đều là lão đại, sao lại quỳ với anh, em còn nghe anh nói bảo bọn họ chặt đứt hai ngón tay. Tiêu Thắm tựa như một bé ngoan tò mò,
ánh mắt không chấp nhìn Diệp Quân Lâm. Chuyện của người lớn con nít đừng có hỏi. Em nghe người ta nói, bọn họ đều đối xử với anh như phế vật, đặc biệt là cô và chị họ, họ đều cho rằng anh không có gì cả. Thân phận thật sự của anh bọn họ thật sự không biết. Nếu như bọn họ biết chuyện hôm nay, đoán chừng chị em sẽ sùng bái chết anh mất. Tiêu Thắm le lưỡi. Chuyện ngày hôm nay không được nói cho chị họ em với những người khác biết, chỉ chúng ta biết là được rồi. Diệp Quân Lâm nói. Đuôi mắt Tiêu Thắm hiện lên một tia khác thường. Được rồi, anh dễ vậy chuyện anh lái chiếc xe này chị em có biết không? Tiêu Thắm cố ý hỏi. Chuyện này cũng không cho nói. Nói xong, Diệp Quân Lâm mắng một tiếng, tôi đã nói tìm cho tôi một chiếc xe khiêm tốn một chút. Có điều trong mắt Thanh Long, chiếc xe này xác thực là đã rất khiêm tốn rồi. Kỳ Lân, đám Bạch Hổ bọn họ còn đề nghị mang một chiếc xe Lamborghini 8-900 vạn tới. Rất nhanh liền đến tiểu khu mà Lý Tử Nhiễm sống, có điều tới trước cổng tiểu khu Diệp Quân Lâm dừng xe lại. Rất nhanh sau đó, Thanh Long phái người tới lái xe đi. Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm vào trong nhà. Thám Nhi đến rồi à, mau vào đi. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan nhiệt tình tiếp đón. Tiêu Thắm mau vào đi. Lý Tử Nhiễm oán trách nhìn Diệp Quân Lâm, anh đi đón Tiêu Thắm sao mà đi lâu vậy? Diệp Quân Lâm nói, Tiêu Thắm có một hoạt động xã đoàn, đợi sau khi xong mới có thể ra ngoài. Tiêu Thắm phụ họa nói, phải rồi, đúng vậy đó, anh dễ nói đúng rồi ạ, em có một chút chuyện nên đã phải nán lại. Triệu Nhã Lan liếc mắt nhìn Diệp Quân Lâm, phải rồi, đón một người mà tốn nhiều thời gian như vậy, tôi còn cho rằng ngay cả một chuyện nhỏ thế này mà cậu cũng không làm được nữa chứ. Lý Tử Nhiễm rất nhiệt tình với cô em họ này, Tiêu Thắm lần này định ở lại bao lâu? Lần trước chưa ở được mấy hôm đã đi nên rồi. Triệu Nhã Lan cười nói, Thắm Nhi, đúng lúc 2 ngày nữa là đến sinh nhật chị cháu nhất định phải tham gia đấy. Tiêu Thắm liếc mắt nhìn Diệp Quân Lâm, cười nói, yên tâm đi, lần này cháu sẽ ở lại một tuần rồi mới đi. Nào, 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 Thắm Nhi, cô đã chuẩn bị cho cháu một bàn đồ ăn ngon rồi này. Qua đây, Triệu Nhã Lan kéo Tiêu Thắm tới trước bàn ăn. Mấy người bọn họ đã ăn xong từ sớm rồi. Tiêu Thắm nhìn Diệp Quân Lâm một cái không nhịn được hỏi, cô, còn anh dễ nữa. Hừ, nó có thể tự pha mì ăn liền, ai nấu cho nó được chứ? Lớn như vậy rồi, nếu như không phải vì mặt mũi của chị con thì sớm đã ly hôn với nó rồi. Bởi vì chuyện hôm đó mà Triệu Nhã Lan càng thêm chán ghét Diệp Quân Lâm. Đặc biệt hả? Sắp ly hôn sao, ly hôn đi, cháu vô cùng tán thành chị và anh dễ ly hôn. Tiêu Thắm kích động giơ tay lên. Hả, mọi người đều nhìn về phía Tiêu Thắm bằng ánh mắt kỳ quái. Diệp Quân Lâm cũng rất nghi hoặc. Tiêu Thắm thấy mọi người đều đang nhìn mình, lập tức vẫy vẫy tay, cháu nói lung tung ý mà. Có điều trong lòng lại bổ sung thêm một câu, chị ly hôn với anh rể, em sẽ gả cho anh ấy. Đến tối, Triệu Nhã Lan nói. Tiêu Thắm với chị nó ngủ một phòng, cậu ra sofa ngủ. Tiêu Thắm nghe rất rõ ràng, không nhịn được hỏi, cô à cứ để cháu ra sofa ngủ đi. Sao có thể để cháu ngủ sofa chứ? Triệu Nhã Lan xoay người liếc mắt chừng Diệp Quân Lâm, cậu chịu khó một chút, căn nhà chúng ta đang ở có to không? Đừng nói đến biệt thự, căn hộ 200-300 mét này chắc không có vấn đề gì chứ? Sao cô có thể để cháu ngủ trên sofa được chứ? Cô không hy vọng được gì vào nó cả, do chỉ có thể dựa vào Tử Nhiễm thôi. Cô à kỳ thực, Tiêu Thắm do dự nửa ngày, nhưng vẫn là không nói ra được. Theo cô thấy thì người lái một chiếc Maserati tổng tài, khiến cho một lão đại đường phố phải quỳ trước mình làm sao có thể không mua nổi một căn nhà chứ. Chỉ cần anh duỗi tay, một căn biệt thự cũng không thành vấn đề. Kỳ thực cái gì, Triệu Nhã Lan nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm. Không có gì đâu cô. Cô mau đi ngủ đi, Tiêu Thắm nói. Hôm sau, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh thế nhưng Lý Tử Nhiễm vẫn đi làm, Lý Văn Uyên tạm gác công việc kinh doanh, toàn lực giúp đỡ Triệu Nhã Lan đi trực ban ngày hôm nay. Chỉ có thể để Diệp Quân Lâm dẫn Tiêu Thắm đi chơi. Tiêu Thắm nháy mắt, ghé vào người Diệp Quân Lâm. Anh dễ chúng ta ra ngoài chơi đi. Không đi, quá nhiều người. Diệp Quân Lâm lười nhác nằm trên sofa. Anh dễ mau dậy. Tiêu Thắm kêu nửa ngày, Diệp Quân Lâm vẫn nằm im không nhúc nhích. Đúng rồi, anh dễ, ngày kia là sinh nhật của chị em, anh đã chuẩn bị quà cho chị ấy chưa? Phải ha, đúng là phải chuẩn bị. Đi,
đi với tôi một chuyến. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên đứng dậy,